Lúc sau sẽ xuất hiện cái gì, Dương Nghị Vân thực chờ mong, cũng có phỏng đoán. Nếu có thể xuất hiện một thuộc tính pháp tắc năng lượng, vậy thuyết minh, ngũ hành pháp tắc đồng dạng sẽ xuất hiện. Chẳng qua Càn Khôn Hồ yêu cầu hấp thu lực lượng cường đại chống đỡ mới được. Ngày sau phải cho Càn Khôn Hồ tìm kiếm mặt khác lực lượng hấp thu, làm Càn Khôn Thần Điện không ngừng xuất hiện mặt khác pháp tắc hạt giống. Có thể tưởng tượng mỗi xuất hiện một loại pháp tắc lực lượng, hắn liền nhiều một loại lực lượng nhưng dùng. Ở Càn Khôn Thần Điện ba loại pháp tắc hạt giống chính là hắn tu luyện thượng căn cơ, có Càn Khôn Hồ trong người, hắn là có thể vận dụng Càn Khôn Thần Điện chung này ba loại pháp tắc lực lượng. Đây là căn bản. Tuy rằng Càn Khôn Thần Điện này ba loại năng lượng thể hắn không thể cắn nuốt, nhưng lại có thể điều động sử dụng, đương nhiên chút ít hẳn là có thể. Đây là đã không có Càn Khôn Chi Linh ý thức trở ngại lúc sau, Dương Nghị Vân minh bạch thả có thể vận dụng phúc lợi. Tóm lại một câu, Càn Khôn Chi Linh cái này khí linh ý thức tiêu vong, hắn mới là chân chính Càn Khôn Hồ Chi Chủ, từ nay về sau có thể di động dùng Càn Khôn Hồ lực lượng. Trừ bỏ Càn Khôn Hồ Thần Điện trong vòng, pháp tắc hạt giống năng lượng thể ở ngoài, Dương Nghị Vân còn cảm ứng được một cái đối hắn lão nói có thể là kiếm hai lưỡi đại át chủ bài. Đây là Càn Khôn Hồ lớn nhất bí mật. Đó chính là thần điện chi lực lượng. Càn Khôn Hồ nội sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện một tòa thần điện tới. Nếu được xưng thần điện đó chính là có đạo lý. Hắn ý thức bao vây cả tòa Càn Khôn Thần Điện thời điểm, phát hiện này tòa thần điện chất chứa lực lượng, một cổ Dương Nghị Vân cảm giác có thể hủy thiên diệt địa chân chính lực lượng. Nhưng hắn nếm thử đi điều động, lại là thực có thể lay động. Bất quá hắn biết chân chính liều mạng đi động, cũng là có thể, nhưng lại sẽ thương đến chính hắn. Cho nên Càn Khôn Thần Điện lực lượng, hắn không dám nhiều nếm thử đi điều động. Cái này lực lượng chỉ có thể trở thành chân chính đại át chủ bài bảo mệnh chi dùng. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không sử dụng. Từ Càn Khôn Thần Điện ra tới, Dương Nghị Vân nhìn chung quanh trăm vạn xa Càn Khôn thế giới, rốt cuộc có loại dương mi thổ khí cảm giác. Từ hiện tại khởi, hắn mới có thể là Càn Khôn Hồ chân chính chủ nhân. Một niệm dưới, trăm vạn Càn Khôn thời gian, toàn ở trong óc. Thần giống nhau cảm giác tràn ngập trong lòng. Ở trăm vạn ở ngoài bốn phía, còn lại là vô hình cái chắn, cũng là cực hạn. Ý niệm phá tan cái chắn, đó là ngoại giới. Dương Nghị Vân thu hồi tạp niệm, chuẩn bị muốn đi ra ngoài, bởi vì hắn cảm nhận được ma thần ý thức một mặt Lạc Dương đã tiến vào huyết quan đại điện. Càn Khôn Hồ cùng hắn càng thêm tâm sinh tương liên cảm ứng mãnh liệt. Hắn tuy ở Càn Khôn Hồ trong vòng, nhưng lại có thể rõ ràng cảm ứng được bên ngoài tình huống. Giờ phút này ma thần ý thức di một mặt Lạc Dương, tiến vào huyết quan đại điện lúc sau đang tìm hắn, hoặc là nói đang tìm kiếm côn bằng chứng. Ngay sau đó Dương Nghị Vân trong tay một phen, côn bằng chứng xuất hiện ở trong tay, trong lòng vừa động trực tiếp xuất hiện ở huyết quan đại điện chung. Hiện tại hắn đi ra ngoài, chính là không sợ chút nào ma thần ý thức. Không nói đến ma thần ý thức như tạp mao điểu sở giảng như vậy, huyết tế huyết quan luyện hóa hắn, hao phí mạnh mẽ, đã hư nhược rồi rất nhiều. Liền tính không hao phí lực lượng, Dương Nghị Vân cũng có tin tưởng mạnh mẽ chân áp nàng. Dương Nghị Vân vừa xuất hiện, trước tiên đã bị ma thần ý thức một mặt Lạc Dương phát hiện. Tức khắc kinh hô, ngươi không chết. Ha ha, tiểu gia ta còn không có thu thập ngươi, sao có thể chết. Ở ma thần ý thức trợn mắt há hốc mồm chung, Dương Nghị Vân trong tay côn bằng chứng đã bộc phát ra vạn đạo kim quang. Lúc này nàng muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. A. Vốn là hao phí rất nhiều lực lượng, giờ khắc này bị côn bằng chứng lực lượng chân áp, ma thần ý thức trực tiếp ngã trên mặt đất kêu thảm thiết lên. Ai là đại thần? Dương Nghị Vân trực tiếp đem côn bằng chứng đè ở Lạc Dương trên người, một bàn tay chung cuồn cuộn không ngừng cấp côn bằng chứng năng lượng, làm côn bằng chứng lực lượng phát huy đến lớn nhất. A, à, tiểu tử cấp bổn đại thần dừng tay ma thần ý thức biết giờ phút này còn cãi bướng. Hừ còn đại thần, tiểu gia làm người biết ai mới là đại thần. Dương Nghị Vân xuống tay càng thêm tàn nhẫn. A, à, ngươi là đại thần. Ma thần ý thức sốt cuộc túng. Nhưng Dương Nghị Vân không dao động, lần này cần nhất cử đem ma thần ý thức cấp diệt mới hảo. Đừng! Suy yếu thanh âm từ Lạc Dương trong miệng truyền ra. Dương Nghị Vân thở dài một tiếng, liền biết là kết quả này. Chấn áp ma thần ý thức vài phút sau, Dương Nghị Vân liền nhìn đến nàng trong đôi mắt màu đỏ đậm thối lui, hơn nữa khôi phục bình thường màu đen đồng tử. Tạp Mao Điểu sớm nói qua, ma thần ý thức cùng Lạc Dương ý thức, chỉ có thể có một cái kết quả, lẫn nhau cắn nuốt, nhưng không thể đơn phương tiêu vong.
hắn tưởng trực tiếp làm ma thần ý thức hồn phi phách tán, nhưng lại làm không được, bởi vì trấn áp chung ma thần ý thức thừa nhận không được côn bằng chứng lực lượng, tự nhiên cuốn trở về xúc ở Lạc Dương ý thức hải chỗ sâu trong. Cùng thời gian, Lạc Dương ý thức sẽ chiếm cứ chủ đạo xuất hiện. Giờ khắc này hiển nhiên là Lạc Dương ý thức chiếm cứ chủ đạo. Dương Nghị Vân dừng tay. Không dừng tay không được, ở liên tục đi xuống thương sẽ là Lạc Dương ý thức, này cũng không phải là hắn sở hy vọng. Hắn mục tiêu là cứu Lạc Dương. Nhưng hiện tại xem ra, đây là cái bế tắc, có thể hay không cởi bỏ liền xem Lạc Dương chính mình. Ai? Thở dài một tiếng, Dương Nghị Vân nhìn Lạc Dương nói, ta trước giúp ngươi, nhưng hiện tại xem ra, như cũ làm không được, chỉ có thể đem ma thần ý thức chân áp đi xuống. Cảm ơn, người đã giúp ta đại ân, chỉ cần có thể đem ma thần ý thức chân áp tại ý thức hải, hắn hồn liền sẽ không cường đại, ta như cũ có cơ hội, trái lại cắn nuốt nàng. Lạc Dương đứng dậy đối Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ. Người khả năng thao tác huyết quan, chúng ta nếu muốn đi ra ngoài mới được, đừng chờ ma thần ý thức lại nhảy ra, ta nhưng không nghĩ bị nàng lại đến một lần huyết tế luyện hóa. Dương Nghị Vân nhìn Lạc Dương nói. Ân, có thể, ta biết đi ra ngoài pháp quyết. Lạc Dương gật đầu, ngay sau đó đôi tay múa may, huyết quan đại điện trung trận pháp khởi động, phía trên xuất hiện đi ra ngoài nhập khẩu, ngay sau đó huyết quang lập lòe, hai người đồng thời biến mất. Tái xuất hiện còn lại là xuất hiện ở một cái trong sơn động. Thật lớn huyết quan đặt ở một cái ma khí đại tác phẩm suối nguồn thượng. Dương Nghị Vân nhìn Lạc Dương nói, vì để ngừa vạn nhất, này khẩu huyết quan ta muốn phong ấn lên, người thấy thế nào? Tuy rằng huyết quan là ma thần ý thức, nhưng Dương Nghị Vân vẫn là trưng cầu Lạc Dương ý kiến. Ta đồng ý, này khẩu huyết quan ma khí quá chung, ta là người tu tiên ngược lại cùng ta tương hướng, ngươi thu hồi tới cũng hảo, miễn cho tái xuất hiện nhiễu loạn. Lạc Dương trả lời. Dương Nghị Vân gật đầu đem huyết quan thu hồi, dù sao đối Lạc Dương tới nói, này khẩu huyết quan có hại vô ích, hắn lưu trữ chuẩn bị cấp mông điểm cái này bốn đồ đệ sử dụng, đang lo không có thích hợp bảo bối cấp mông điểm. Này khẩu hoàng tuyền huyết quan đối quỷ tu tới nói, nhất thích hợp bất quá, mặc kệ là dùng để tu luyện, vẫn là dùng để coi như pháp khí cũng không có vấn đề gì. Không khí có chút trầm mặc, Dương Nghị Vân luôn là ở phòng bị Lạc Dương. Sợ nàng trong cơ thể ma thần ý thức một mặt tùy thời thức tỉnh cho hắn hạ âm tay, thật sự có chút sợ nàng. Đương nhiên chính diện đánh nói, Dương Nghị Vân còn không nhất định sợ, ít nhất đều ở bên ngoài, liền sợ loại này không xác định, bởi vì ma thần ý thức một mặt tùy thời đều là có khả năng thức tỉnh. Bất quá tạm thời cũng không có gì vấn đề, Dương Nghị Vân tự nhận là hiện tại hắn có tự bảo vệ mình năng lực. Bởi vì cùng càn khôn hồ chi gian cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Càn khôn hồ không gian ba loại pháp tắc hạt giống lực lượng, hắn là có thể vận dụng, còn có càn khôn thần điện chất chứa cường đại lực lượng cũng là có thể ở một niệm lúc sau sử dụng. Lúc này vừa lúc, thừa dịp Lạc Dương thanh tỉnh, Dương Nghị Vân lại xác định nàng có phải hay không nhị sư huynh đệ tử việc. Vừa muốn dò hỏi, lại là Lạc Dương ra tiếng nói, cảm ơn ngươi lại đã cứu ta một mạng, ta kêu Lạc Dương. Đây mới là chân chính nhận thức. Phía trước nhưng không cơ hội đi hiểu biết đối phương. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười nói, không cần cảm tạ, có nhớ hay không ta nói rồi ngươi ta chi gian có sâu xa. Ta biết ngươi gia nhập ta luyện tạo tiên minh tiên đan thành phân bộ, là tầng này sâu xa. Lạc Dương nói. Dương Nghị Vân lắc đầu, cùng cái này không quan hệ, gia nhập tiên đan thành luyện tạo tiên minh chỉ là cơ duyên xảo hợp, ta hiện tại có cái vấn đề muốn biết, mong rằng ngươi đúng sự thật trả lời. Lạc Dương nhìn Dương Nghị Vân giống nhau, cái này màn thầu trắng bệch thanh niên. Ở nàng trong mắt tu hành hơi thở dày nặng cũng không trường, nhiều nhất không vượt qua 4.000 năm, nhưng lại đã là sơ phẩm hỗn nguyên chi cảnh. Liên tính là toàn bộ tiên giới, bực này tu luyện tu vi cũng ít có, cho nên đối Dương Nghị Vân Lạc Dương làm sao không có tò mò. Phía trước chỉ là nghe Đinh Hòa Bình bọn họ đại khái nói qua một ít Dương Nghị Vân tin tức, chân chính chi tiết nàng không biết. Lúc này nghe Dương Nghị Vân ý tứ, tựa hồ cùng nàng có mặt khác sâu xa, điểm này nhưng thật ra làm Lạc Dương tò mò. Nàng tin tưởng trước kia không có gặp qua Dương Nghị Vân. Nhưng nhìn qua Dương Nghị Vân tựa hồ rất sớm liền nhận thức nàng giống nhau, ở Lạc Dương trong lòng kỳ thật cũng là có loại cảm giác này, Dương Nghị Vân đối nàng tới nói chính là có loại quen thuộc người cảm giác, như là nhận thức thân. Nhưng Lạc Dương xác định trước kia thật không có gặp qua Dương Nghị Vân. Bất quá nếu Dương Nghị Vân trước sau hai lần nhắc tới, nàng nhưng thật ra muốn nghe xem, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhìn Dương Nghị Vân. Lạc Dương nghiêm túc nói, chúng ta trước kia gặp qua.
Dương Nghị Vân cũng biết Lạc Dương trong lòng suy đoán, cười cười nói, chưa thấy qua, nhưng ta khả năng cùng sư phụ ngươi có rất sâu sâu xa tồn tại. Lời này vừa nói ra, Lạc Dương sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nguyên bản là đối Dương Nghị Vân có ân cứu mạng cảm kích thần sắc, ở Dương Nghị Vân nói ra những lời này sau biến mất không còn một mảnh. Hơn nữa lạnh giọng nói, người đến tột cùng là ai? Về sư phụ sự tình, Lạc Dương rất ít trước mặt ngoại nhân nhắc tới, thậm chí là tiên đan thành phân bộ mấy cái đại sư Đinh Hòa Bình bọn người không biết, Dương Nghị Vân lại nói là cùng sư phụ có sâu xa. Hơn nữa sư phụ là nhân vật kiểu gì? Dương Nghị Vân một cái nho nhỏ hỗn nguyên nói tiên có thể nhận thức. Tổng muốn một chút là, Lạc Dương biết sư phụ đám người cùng nhau làm sự, ở tiên giới tới nói có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên nàng không thể không cẩn thận. Cường đại hơi thở cũng từ Lạc Dương trên người tán phát ra tới, không chút khách khí bao phủ ở Dương Nghị Vân trên người, đem Dương Nghị Vân hoàn toàn tỏa định. Rất có người cấp không ra một lời giải thích, lão nương liền cùng ngươi trở mặt tư thế. Dương Nghị Vân còn lại là không hề có để ý Lạc Dương trên người phát sinh này đó biến hóa, hắn tự nhiên có thể minh bạch Lạc Dương trong lòng suy nghĩ, nhếch miệng cười cười nói, đừng khẩn trương, nghe ta từ từ cho ngươi giảng, đầu tiên ta khẳng định là không có ác ý, tiếp theo về ta hòa giải sư phụ ngươi chi gian sâu xa, kỳ thật cũng đúng là kế tiếp ta muốn tìm ngươi xác minh. Còn có lần này ta mạo lớn như vậy nguy hiểm, đi trước ma tộc chi thành đi tìm ngươi, hoặc là nói đi cứu ngươi, cũng là xem ở sư phụ ngươi mặt mũi thượng, cho nên mới liều mình cứu giúp. Cho nên từ điểm này thượng xem, ta đối với ngươi là hoàn toàn không có ác ý, vừa mới nói chúng ta chi gian có sâu xa, đối với sâu xa cái này từ ngữ, hy vọng ngươi không cần lý giải sai lầm, đơn giản nói chúng ta chi gian có thể là thân thích quan hệ, hiện tại ngươi có thể yên tâm đi. Còn có kế tiếp ta yêu cầu hỏi vấn đề, hy vọng ngươi đúng sự thật trả lời, liền tính là xem ở ta cứu tánh mạng của ngươi phân thượng, ngươi cũng muốn đúng sự thật trả lời, với ta mà nói trọng yếu phi thường, đối với ngươi kế tiếp cũng là phi thường quan trọng. Đừng kỳ quái, bởi vì kế tiếp ta chỉ cần xác định cùng ngươi cùng sư phụ ngươi chi gian sâu xa quan hệ, đối với ngươi có thể hay không tiếp tục chiếu cố, cũng căn cứ vào điểm này thượng. Nghe Dương Nghị Vân giảng thuật xong, Lạc Dương lại cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, đích xác như Dương Nghị Vân lời nói. Đầu tiên nhân ra là chính mình ân nhân cứu mạng, điểm này là sự thật. Nghĩ đến Dương Nghị Vân sẽ không hại hắn, cũng nên không phải là sư phụ kẻ thù, nếu là sư phụ kẻ thù, Dương Nghị Vân là sẽ không cứu hắn. Hảo ngươi hỏi đi. Trung quy Lạc Dương nghĩ thông suốt lúc sau, đối Dương Nghị Vân gật gật đầu, đích xác này trung gian khả năng không chính mình tưởng như vậy phức tạp. Sư phụ là người nào, trong lòng nàng vô cùng tôn sùng, cũng này đây vì cường giả, tự nhiên không cần lo lắng. Dương Nghị Vân một cái hỗn nguyên nói tiên còn uy hát yêu ta không đến. Này liền đúng rồi sao không cần thiết khẩn trương, chúng ta coi như chính thức nhận thức, làm một cái đơn giản giao lưu mà thôi. Dương Nghị Vân cười nói, ngay sau đó nhìn chằm chằm Lạc Dương hỏi, sư phụ ngươi chính là gọi là sao trời tử. Lạc Dương cả người run lên, nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân, nhưng Dương Nghị Vân hai mắt thanh triệt, cũng không có cái gì mặt khác thần sắc ở bên trong, liền gật gật đầu, xem như thừa nhận. Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ, rốt cuộc xác định một bước. Tiếp tục hỏi, sao trời tử có phải hay không còn có cái sư muội kêu Tím Hà, hoặc là nói ngươi kêu sư thúc. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Lúc này Lạc Dương có chút không bình tĩnh, biết sư phụ sao trời tử liền tính là, hắn cư nhiên liền Tím Hà sư thúc đều biết. Lúc này Dương Nghị Vân rốt cuộc có thể xác định, không sai, lúc trước ở tiên đan thành luyện tạo tiên minh cái kia mập mạp không lừa hắn. Quả nhiên Lạc Dương chính là nhị sư huynh đệ tử. Hắn sở hiểu biết hẳn là không sai biệt nhiều. Dương Nghị Vân rốt cuộc có một loại tìm được tổ chức cảm giác. Bởi vì có Lạc Dương ở, hắn là có thể tìm được luyện tạo tiên minh tổng bộ, cũng liền ý nghĩa có thể tìm được lão nhân. Nhìn Lạc Dương dáng vẻ khẩn trương, Dương Nghị Vân cười hắc hắc nói, ta là nhỏ nhất sư thúc, là sư phụ ngươi sư đệ, là ngươi Tím Hà sư thúc sư đệ. Lạc Dương nghe xong, cười lạnh lên. Nhìn Dương Nghị Vân, nàng nói, ha ha, người như thế nào không nói là ta sư ra đâu. Ách, Dương Nghị Vân ngược lại trợn mắt há hốc mồm, thực rõ ràng nha đầu này không tin hắn. Người sư ra, nhưng còn không phải là sư phụ ta sao? Dương Nghị Vân thuận miệng một câu. Lớn mật Lạc Dương một chút trở mặt, tôn sư trọng đạo quan niệm thâm nhập nàng trong xương cốt. Chút nào không chấp nhận được người khác nói. Hơn nữa ở nàng trong ấn tượng. Căn bản liền không có gặp qua sư gia, nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng đối sư gia tôn kính. Bởi vì nàng sư phụ sao trời tử đối nàng dạy dỗ chung,
sư gia là đặt ở đệ nhất vị. Bực này vui đùa khuyên ngươi đừng khai, xem ở ngươi đã cứu ta phân thượng, ta không cùng ngươi so đo, nhưng không có lần sau. Lạc Dương lạnh giọng nói chuyện liền phải trở mặt ý tứ. Dương Nghị Vân nhìn Lạc Dương thật lớn phản ứng, thật sự cười khổ không được, trong lòng mắng, nhị sư huynh sao trời tử là như thế nào dạy dỗ đệ tử. Đối chết lão nhân có thể như vậy tôn kính. Nói đều không cho nói. Còn có hay không thiên lý? Dương Nghị Vân biết Lạc Dương cảnh giác tính rất cao, có lẽ điểm này với nhị sư huynh bọn họ sở làm việc có quan hệ. Dựa theo lúc trước hắn ở luyện tạo tiên minh gặp qua cái kia mập mạp cùng hiểu biết đến sự tình, Dương Nghị Vân biết, ở tiên giới, lão nhân là có vài vị hồng nhan tồn tại. Chết lão nhân gặp nạn lúc sau, vài vị sư nương cùng sư huynh sư tỷ bọn họ liên hợp lại cấp lão nhân báo thù. Tổ kiến luyện tạo tiên minh cái này thế lực. Mà báo thù nguyên nhân tự nhiên là lão nhân bị tiên giới đầu sỏ hạ âm tay, là tiên tôn cấp bậc cường đại tồn tại, mặc kệ là thế lực vẫn là thực lực đều là đỉnh cấp cường đại địch nhân. Cho nên toàn bộ luyện tạo tiên minh từ trên xuống dưới đệ tử đối việc này đều rất nhiều cảnh giác, Lạc Dương hiện tại đụng tới Dương Nghị Vân, Dương Nghị Vân một chút nói ra sao trời tử, tím hà tới, không thể không làm Lạc Dương cảnh giác. Ngẫm lại sao Dương Nghị Vân cũng không để ý, dù sao hắn có rất nhiều biện pháp chứng minh chính mình. Liên hỏi Lạc Dương nói, ngươi cũng biết ngươi sư gia cũng chính là sư phụ ta sớm tại hơn 1000 năm trước liền về tới tiên giới sự. Ha ha, ta sư gia đã sớm không ở trên đời, há có thể trở lại tiên giới. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ở Lạc Dương trong ấn tượng, đích xác sư phụ sao trời tử đối hắn nói lên quá sư gia việc, nhưng dựa theo sư phụ sao trời tử ý tứ, sư gia đã sớm không còn nữa. Hiện tại Dương Nghị Vân cư nhiên nói sư gia hơn 1000 năm trước về tới tiên giới. Này không phải vô nghĩa sao? Bất quá, xem Dương Nghị Vân bộ dáng tựa hồ không có trêu đùa nàng, không giống, cũng không có lý do gì tại đây loại sự tình thượng trêu đùa nàng. Nàng cùng Dương Nghị Vân phía trước căn bản. Nhìn cũng không giống như là địch nhân a. Cư nhiên một mở miệng liền nói là chính mình tiểu sư thúc. Nhưng Lạc Dương biết, sư phụ sao trời tử tổng cộng liền sư huynh muội ba người mà thôi, sư phụ có cái đại sư huynh là Vân Trường Sinh, lại là chưa thấy qua. Nhưng nghe sư phụ nhắc tới quá, đại sư bá lưu tại tu chân giới. Còn có chính là tiểu sư thúc tím hà, đến lúc đó gặp qua, là cái nữ tử. Nhưng chưa bao giờ có nghe sư phụ nhắc tới quá hắn còn có cái nhỏ nhất sư đệ. Nghĩ đến đây Lạc Dương giận dữ, làm càn, sư phụ ta tổng cộng liền sư huynh muội ba người, hơn nữa ta sư gia đã sớm không còn nữa, người hiện tại bịa đặt này đó ra sao giáp tâm. Dương Nghị Vân xem Lạc Dương việc này thật tức giận. Không dám ở kích thích nàng, vạn nhất đem nàng ma thần ý thức kích thích ra tới, đến lúc đó nhưng không tốt. Vội vàng nói, được rồi, ta nói thẳng, ngươi trước đừng có gấp, nghe xong ngươi liền minh bạch ta lời nói thật giả. Dừng một chút xem Lạc Dương chưa đi đến một bước tức giận, Dương Nghị Vân trầm tư một hồi mở miệng nói, đầu tiên ta là hạ giới phi thăng tiên giới người, thật là ngươi tiểu sư thúc, bởi vì ta cùng sư phụ chính là ngươi sư gia trời cao tà, là tại hạ giới sư đồ cơ duyên. Lão nhân thu ta vì quan môn đệ tử, danh liệt đệ tứ đệ tử, đương nhiên ngươi hiểu biết chung khả năng lão nhân đã không còn, nhưng là ta nói cho ngươi, chết lão nhân ngươi sư gia đó là 12 giai tán tiên chí tôn, há có thể dễ dàng chết như vậy. Cho nên hắn tồn tại, chỉ là bởi vì mỗ tà nguyên nhân tới rồi hạ giới, hơn nữa thu ta vì quan môn đệ tử, đây cũng là ngươi không biết ta nguyên nhân. Tiếp theo ta biết đại sư huynh kêu Vân Trường Sinh, ở ước chừng hơn 2000 năm trước đã phi thăng tiên giới. Không biết ngươi gặp qua không có, nếu ngươi vẫn luôn bị trấn áp ở ma thành kia tự nhiên là chưa thấy qua ngươi đại sư bá Vân Trường Sinh. Dương Nghị Vân nói nơi này thời điểm, Lạc Dương trong lòng nhìn không được dao động, đích xác hơn 2000 năm trước, nàng ở tiên đan thành, lúc sau hơn 1000 năm đều bị ma tộc chi thành, tính lên nàng đã mau 3000 năm chưa thấy qua sư phụ, không đi tổng bộ. Hơn nữa đại sư bá tên đích xác kêu Vân Trường Sinh, đây là sư phụ sao trời tử đối nàng giảng thuật quá. Tiếp theo Dương Nghị Vân nói trời cao tà không chết, mà là tới rồi hạ giới, thu hắn vì đồ đệ, hiện tại ngẫm lại cũng có khả năng. Sư gia trời cao tà, thật là 12 giai tán tiên chí tôn, ở Lạc Dương trong lòng khi đó thần linh giống nhau tồn tại, không chết còn sống bình thường. Dương Nghị Vân còn biết sư gia tên. Lúc này Lạc Dương trong lòng thả lỏng hơn phân nửa, nhưng không nói chuyện, nghe Dương Nghị Vân tiếp tục giảng thuật. Chỉ nghe Dương Nghị Vân tiếp tục nói. Còn có sư phụ ngươi kêu sao trời tử, ở tu chân giới còn có một cái tông môn kêu sao trời môn, ngươi tiểu sư thúc kêu tím hà. Còn nữa,
chết lão nhân ở hơn 1.000 năm trước về tới tiên giới, hẳn là đã đi cửu trọng thiên luyện tạo tiên minh tổng bộ, mà ta cứu ngươi chính là hiểu biết tới rồi sư phụ ngươi là sao trời tử, là ta nhị sư huynh, cho nên cứu ngươi, nếu không một ngoại nhân sẽ vì ngươi mạo hiểm sao? Hiện tại ngươi tin tưởng ta là ngươi nhỏ nhất sư thúc đi. Lạc Dương nghe xong lúc sau, cẩn thận tưởng tượng, hết thảy đều đối thượng, cũng hợp tình hợp lý, bất quá có một chút Lạc Dương rõ ràng, đó chính là sư môn truyền thừa. Nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, rồi sau đó Lạc Dương nói, sư gia có một môn thần thông truyền cho đại sư bá, sư phụ cùng tiểu sư thúc tím hà, ta làm sư phụ thân truyền đệ tử cũng tu hành, thỉnh ngươi chứng minh ngươi truyền thừa ta liền tin ngươi. Dương Nghị Vân nghe xong ha ha cười nói, ngươi nói chính là 12 chí tôn thần thông. Lạc Dương cả người run lên, trên mặt động dung, lúc này trong lòng đã tin Dương Nghị Vân hơn phân nửa. Bởi vì nàng biết 12 chí tôn thần thông chính là sư gia Thang Mây Tà sáng tạo độc đáo, không phải trung tâm dòng chính đệ tử, biết cũng không biết. Là, còn thỉnh ngài, có thể triển lãm một chút. Giờ phút này Lạc Dương ở bất chi bất giác chung mang lên kinh ý. Nếu Dương Nghị Vân thi triển ra 12 chí tôn thần thông, vậy thật là chính mình nhỏ nhất sư thúc. Hắn nói hết thảy cũng đều là thật sự. Xem trọng Dương Nghị Vân cười cười, trong lòng vừa động, 12 chí tôn tầng thứ nhất, kim cương ấn bày ra, kim quang sán sán pháp tương kim thân xuất hiện, thân thể biến đại 3 vòng, đạt tới 9 mét rất cao. Nếu không phải sơn động trong vòng không gian hữu hạn, có thể lớn hơn nữa. Mà Lạc Dương còn lại là há to miệng. Chân chính nhất thiết là 12 chí tôn thần thông pháp môn, pháp tương kim thân, cùng sư phụ sao trời tử thi triển hơi thở con đường không có sai biệt. Phản ứng lại đây sau, Lạc Dương lập tức quỳ xuống quỳ gối, đệ tử Lạc Dương, sư thừa sao trời tử môn hạ, bái kiến sư thúc. Dương Nghị Vân cười ha ha, thu hồi pháp tương kim thân, đem Lạc Dương nâng dậy nói, thiệt tình không dễ dàng a, người cái này nha đầu nhưng đem sư thúc ta lăn lộn không nhẹ, rốt cuộc tin tưởng ta. Còn thỉnh sư thúc chuộc tội, đệ tử mạo phạm, cũng là ta luyện tạo tiên minh mấy ngàn năm qua cùng tiên giới tam đại đầu sỏ thế lực chiến đấu không ngừng, không thể không cẩn thận, Lạc Dương nhiều có mạo phạm, sư thúc trách phạt, Lạc Dương cam nguyện chịu chi. Lúc này Lạc Dương hoàn toàn tin, Dương Nghị Vân chính là chính mình nhiều ra tới nhỏ nhất sư thúc, không sai được, 12 chí tôn thần thông, phi sư gia thân truyền không được. Ngay cả bọn họ này đó đệ tử đời thứ ba, cũng chỉ là có thể kiến thức. Sư phụ nói qua không có sư gia đồng ý, sẽ không đem 12 chí tôn thần thông truyền thụ cấp đệ tử đời thứ ba. Dương Nghị Vân là sư gia quan môn đệ tử không thể nghi ngờ. Được rồi, đừng động một chút quỳ xuống, chúng ta này một mạch, người sư gia nhất không thể gặp môn hạ đệ tử quỳ xuống, tùy ý điểm đó là. Dương Nghị Vân nâng dậy Lạc Dương nói. Sư thúc nói chính là, sư phụ ta cũng nói như vậy quá. Lạc Dương trên mặt cười, thật là như vậy. Nàng nhiều một cái sư thúc, đây là chuyện tốt. Nhận thân hoàn thành, kế tiếp vấn đề của ngươi, giải quyết như thế nào, trong lòng nhưng hiểu rõ. Dương Nghị Vân nếu làm nhân gia sư thúc, liền phải đối Lạc Dương chỉ điểm chỉ điểm. Kỳ thật Dương mẫu nhân trong lòng thực sảng, hắn một cái hỗn nguyên chỉ điểm Lạc Dương một vị tiên quân, thậm chí hiện tại Lạc Dương là cái gì tu vi hắn đều nhìn không thấu. Nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, Lạc Dương cả người run lên, tình huống của nàng đặc thù. Kỳ thật nàng chính mình cũng không biết làm sao bây giờ. Nhưng hiện tại vị này sư thúc nếu như vậy hỏi, nhưng thật ra làm Lạc Dương thấy được hy vọng, tuy rằng vị này sư thúc là hỗn nguyên chi cảnh, nhưng lại sư gia trời cao tà quan môn đệ tử, tất nhiên có độc đáo chỗ, nói không chừng có biện pháp. Cầu sư thúc chỉ điểm Lạc Dương khom người. Đối với Lạc Dương tình huống, kỳ thật Dương Nghị Vân tự nhiên hiểu biết, kỳ thật là rất nguy hiểm, liền tính trước hỗ trợ, cũng muốn trưng cầu một chút Lạc Dương ý kiến. Thấy Lạc Dương thỉnh giáo, Dương mẫu nhân trong lòng hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn cảm. Tốt xấu hắn hiện tại là người ta sư thúc, hơn nữa vẫn là cho rằng tu vi không tầm thường tiên quân thậm chí là tiên vương sư thúc, thật sự là không tồi cảm giác. Khụ khụ một chút, ra vẻ lão thành nói, người nói trước nói người hiện tại tu vi tình huống, cùng với ngươi như thế nào cùng chạy tới ma tộc chi thành. Còn có chính là ngươi trong cơ thể ma thần ý thức khả năng tự nhiên áp chế, có thể áp chế bao lâu thời gian. Hồi bẩm sư thúc, đệ tử hiện tại tu vi đạt tới tiên vương cảnh lúc đầu, năm đó đi trước ma tộc chi thành, là đã chịu ma thần ý thức ở vận mệnh chú định triệu hoán, bao gồm đệ tử tiến đến tiên đan thành phụ trách tiên đan thành sự vật, kỳ thật cũng đều là đã chịu vận mệnh chú định cảm giác. Lại là không nghĩ tới ta cư nhiên là ma thần ý thức chuyển sinh giả, nếu không phải sư thúc lần này dẫn người tiến đến cứu giúp,
ở buổi tối một năm thời gian đệ tử liền phải bị hoàn toàn đồng hóa cắn nuốt, trở thành ma thần chi khu. Giờ phút này đệ tử tình huống, còn tính ổn định, này cũng đối mệt sư thúc ở ma thần ý thức huyết quan huyết luyện thời điểm bị thương nặng ma thần ý thức, tình huống hiện tại là, ở Dương Chu Thiên cũng là tương đương với hạ giới ban ngày thời điểm, ta năng lực ngăn chặn ma thần ý thức, nhưng tới rồi âm Chu Thiên cũng chính là buổi tối thời gian, âm khí quá nặng áp không được ma thần ý thức, đến lúc đó buổi tối ma thần ý thức sẽ khống chế thân thể của ta. Lạc Dương sau khi nói xong, cũng là vẻ mặt chua xót. Nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng là ma thần ma hồn một cái chuyển sinh giả, hiện tại đã chịu bản tôn triệu hoán, muốn dung hợp thành ma, này cũng không phải là nàng muốn nhìn đến. Nhưng vận mệnh trêu cợt người a. Dương Nghị Vân nghe xong có chút kinh ngạc, nhịn không được nói cách khác, ngươi thời gian chia làm hai phân, ban ngày ngươi chúa tể, tới rồi buổi tối chính là ma thần ý thức chúa tể. Lạc Dương cười khổ nói, đúng vậy sư thúc, còn thỉnh sư thúc chỉ điểm. Nhưng có hóa giải ma thần ý thức biện pháp, lại nói tiếp ta cùng ma thần ý thức nhất thể cùng căn, nhưng ta lại muốn chạy ta con đường của mình, ta có ta ý thức tư duy, không nghĩ bị ma thần ý thức cắn nuốt. Dương Nghị Vân vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này, hắn kỳ thật cũng không hiểu cái gì, sở hiểu biết tình huống kỳ thật đều là tạp mao điểu nói cho hắn. Lúc này trong lòng vừa động đem thần ma điểu càn khôn triệu hoán ra tới. Thần ma điểu được xưng tam giới đệ nhất thần ma điểu. Hiện tại Dương Nghị Vân là tin tưởng. Đối diện ma thần ý thức, cũng chỉ có tạp mao điểu có thể cho ra biện pháp. Ngay sau đó thần ma điểu xuất hiện lúc sau, nhìn Dương Mỗ Nhân thời điểm, lần đầu tiên trong ánh mắt có một chút sợ hãi. Bởi vì phía trước, thần ma điểu biết Dương Mỗ Nhân mạt sát Càn Khôn Chi Linh. Tuy rằng không biết Dương Mỗ Nhân cùng Càn Khôn Chi Linh chi gian đã xảy ra chuyện gì, nhưng thần ma điểu biết Càn Khôn Chi Linh bị Dương Mỗ Nhân cấp diệt. Đối với thần bí Càn Khôn Chi Linh, thần ma điểu hiểu biết không tính nhiều, nhưng lại biết có thể cứu nó cái này tam giới đệ nhất thần ma điểu tồn tại, tuyệt đối không phải đơn giản khí linh tồn tại, nhưng lại bị Dương Mỗ Nhân nói diệt liền diệt. Cho nên thần ma điểu lại lần nữa nhìn đến Dương Mỗ Nhân lần đầu tiên đối Dương Mỗ Nhân có sợ hãi. Chớp động cánh bay lên, cũng không có như là thường lui tới giống nhau dừng ở Dương Nghị Vân trên vai. Đối với thần ma điểu khác thường, Dương Nghị Vân cũng không phát hiện cái gì. Mà là trực tiếp truyền âm giao lưu nói, quả đen nói cho ta Lạc Dương tình huống kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Lúc sau đem Lạc Dương tình huống cũng đều nói cho thần ma điểu. Đối với hiện tại Dương Nghị Vân thần ma điểu thành thật vài phần, kỳ thật nó rất muốn hỏi một chút Dương Nghị Vân vì cái gì diệt sát rất Càn Khôn Chi Linh, nhưng chung quy không xin hỏi. Thực dứt khoát phải trả lời Dương Nghị Vân đối Lạc Dương việc giải quyết chi đạo. Cùng trước kia biến hóa không lớn. Nàng bản tôn chi hồn cùng chính mình thần hồn bản chất cùng căn cùng nguyên, sớm hay muộn là muốn dung hợp nhất thể, sở bất đồng chính là ma thần ý thức dung hợp cắn nuốt Lạc Dương, vẫn là Lạc Dương đồng hóa dung hợp ma thần ý thức. Ai thắng lợi ai liền chủ đạo, hiện tại tuy rằng các nàng ý thức cái chiếm cứ ban ngày ban đêm thời gian, đạt tới cân bằng trạng thái, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, chung quy tránh không khỏi số mệnh. Lạc Dương muốn mạng sống, chung quy muốn dựa nàng chính mình, chỉ có hắn cường đại rồi. Dung hợp cắn nuốt ma thần ý thức, nàng mới có thể sống sót, ngươi có thể nói cho nàng, nghĩ cách ở chính mình chủ đạo ý thức thời điểm, tận lực tăng lên tiên hồn, nhưng nàng tiên hồn cường đại lúc sau, liền có thể cắn nuốt ma thần ý thức. Phản chi cũng là giống nhau, ma thần ý thức nếu là tiến thêm một bước cường đại, Lạc Dương liền nguy hiểm, ban ngày đêm tối đều yêu cầu cân bằng, lẫn nhau chế ước, hai bên tranh thủ hiện tại chính là thời gian, ngươi trong tay có côn bằng chứng có thể trấn áp ma thần ý thức. Tạm thời muốn cho Lạc Dương đi theo bên cạnh ngươi, nếu không thực dễ dàng mất khống chế, bị ma thần ý thức ảnh hưởng, ma thần thủ đoạn các ngươi vô pháp tưởng tượng. Chuyện này không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể dựa nàng chính mình, mà ngươi đi theo bên cạnh ngươi, nàng là có thể chiếm cứ tiên cơ, bởi vì ngươi có thể sử dụng côn bằng chứng tùy thời trấn áp ma thần ý thức, tiêu hao ma thần ý thức lực lượng, này đối với Lạc Dương tới nói chính là thành công tiên cơ, vẫn là có rất lớn hy vọng, tiền đề là nàng không thể rời đi ngươi tầm mắt. Còn có một chút kỳ thật đối với ngươi tiểu tử tới nói cũng là có chỗ lợi, một cái ma thần đi theo bên cạnh ngươi, khống chế tốt chính là một cái siêu cấp bảo tiêu. Nghe thần ma điểu nói xong lúc sau, Dương Nghị Vân lâm vào trầm tư chung. Với hắn mà nói, vốn là tưởng đem Lạc Dương cái này phiền toái, tiễn đi, tỉ như đưa đi cửu trọng thiên tổng bộ, đến lúc đó khả năng sẽ có sư huynh thậm chí là lão nhân tới giải quyết. Nhưng nghe tạp mao điểu ý tứ, Lạc Dương chuyện này ai cũng giúp không được gì. Chỉ có thể dựa nàng chính mình, bởi vì nàng cùng ma thần ý thức vốn chính là nhất thể cùng nguyên.
cũng chỉ có hắn có thể giúp được với vội, bởi vì trong tay hắn có côn bằng chứng, chính là ma thần ý thức khắc tinh. Đối này, Dương Nghị Vân cười khổ, đây là muốn tại bên người mang cái siêu cấp bom A. Ma thần ý thức thức tỉnh ở mỗi ngày ban đêm liền sẽ xuất hiện, về sau mang theo Lạc Dương, liền phải tùy thời nhìn đêm tối lúc sau ma thần ý thức, tưởng tượng đầu đều đại. Đến nỗi tạp mau điều trong miệng siêu cấp bảo tiêu, Dương Nghị Vân không hề nghĩ ngợi quá, liền tính là có côn bằng chứng làm trấn áp ma thần ý thức thủ đoạn, hắn cũng không dám sai xử một tôn ma thần A. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có cách nào, ai làm hắn vừa mới nhận Lạc Dương đâu. Nhưng nhân gia sư thúc, liền phải làm một cái sư thúc bổn phận. Tổng không thể mặc kệ đi. Theo sau Dương Nghị Vân đem thần ma điểu giảng ra này đó một chữ không lậu giảng thuật cho Lạc Dương, làm nàng làm quyết định. Tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể như vậy, chính ngươi lựa chọn đi, là phải về cửu trọng thiên tổng bộ, vẫn là tạm thời đi theo ta giúp ngươi trấn áp ma thần ý thức. Sư thúc ta lựa chọn đi theo ngài, ta cũng có thể cảm thụ chính mình tình huống, liền tính trở lại tổng bộ, sư phụ bọn họ chưa chắc có biện pháp, ta rõ ràng ma thần ý thức cường đại, này không phải tu vi thực lực cường đại là có thể giải quyết được, chung quy vẫn là muốn dựa ta chính mình, đây là ta số mệnh, ngày sau liền làm phiền sư thúc. Lạc Dương đối Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ làm ra lựa chọn, đi theo Dương Nghị Vân bên người. Thôi, ai làm ta là ngươi sư thúc đâu, ta nếu là mặc kệ ngươi, ngày sau thấy sư phụ ngươi, cũng vô pháp công đạo, ngươi đi theo ta cũng hảo, chỉ ít nhất ta có thể trấn áp ma thần ý thức, nhưng ngươi cũng muốn tiếp tục nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đem ma thần ý thức cấp đồng hóa cắn nuốt, làm chính ngươi. Dương Nghị Vân mở miệng nói. Theo sau Lạc Dương nghiêm túc nói, sư thúc nếu có một ngày, ta vô pháp khống chế chính mình, bị ma thần một mặt đồng hóa, liền thỉnh sư thúc giết ta. Ta rất rõ ràng một tôn ma thần xuất hiện hậu quả, ta tu chính là tiên đạo, nhưng không nghĩ bước vào ma đạo thành ma, hy vọng sư thúc thành toàn. Dương Nghị Vân đối ma thần cũng có hiểu biết, nghe Lạc Dương nói chuyện, thở dài gật đầu, hảo, bất quá nhớ kỹ không đến vạn bất đắc dĩ ngươi không được từ bỏ, chúng ta hiện tại tới rồi hỗn loạn tiên vực, tạm thời trước tiên ở nơi này rèn luyện một đoạn thời gian, ngươi ổn định một chút. Ta cũng yêu cầu ở chỗ này tìm kiếm một ít tiên dược luyện chế tiên đan, chờ ta tu vi lại tiến thêm một bước, chúng ta liền đi trước cửu trọng thiên, đến lúc đó đại gia cùng nhau nghĩ cách. Là, hết thảy nghe sư thúc, Lạc Dương theo tiếng. Hành đi, chúng ta đi ra ngoài, nơi này là âm sát nơi, đãi thời gian dài, đối với ngươi không tốt, còn không biết hỗn loạn tiên vực là cái bộ dáng gì, ta đảo cũng muốn đi xem. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân phất tay cảnh sán cũng từ càn khôn hồ phóng ra. Tổng không thể làm nàng vẫn luôn đãi ở càn khôn hồ không gian, này đối tu vi không tràn ra. Đối với Dương Nghị Vân thân có động thiên việc, Lạc Dương tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, ngược lại thấy được cảnh sán lúc sau, nhiều ít làm nàng trong lòng có chút không thể nói tới phức tạp. Lẫn nhau nhận thức lúc sau, ba người một chim liền đi ra sơn động. Đối hỗn loạn tiên vực, Dương Nghị Vân kỳ thật tràn ngập chờ mong. Một cái vô pháp hỗn loạn địa phương. Tựa hồ rất hợp hắn khẩu vị. Dựa theo tạp mao điểu cách nói, hỗn loạn tiên vực là một tòa phi thường đại tiên sơn thế giới. Tiên giới rất nhiều tiên vực, lớn lớn bé bé tiên vực, đều không ngoại lệ đều là rất nhiều tiên sơn tạo thành tiên vực, duy độc chỉ có hỗn loạn tiên vực hạc trong bầy gà, chính là một tòa tiên sơn thành tựu một cái tiên vực. Địa vị ở tiên giới cũng là nổi danh có hào. Bực này địa phương đối Dương Nghị Vân tới nói, thật là cái tò mò nơi. 37 loại. Long ngư hỗn tạp, ngọa hổ tàng long. Có thể nói là cái thu nhỏ lại bản tiên giới, thậm chí càng vì phong phú. Ở chỗ này rèn luyện, làm ít công to. Dương Nghị Vân muốn đi du lịch tiên giới, nhưng lại không dễ dàng như vậy. Cho nên hỗn loạn tiên vực với hắn mà nói là cái thượng thừa chi tuyển. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ tạp mao điểu đối hắn giảng thuật về hỗn loạn tiên vực những cái đó kỳ kỳ quái quái thần thần bí bí sinh linh chủng tộc từ, liền cảm giác tuyến thượng thận gia tốc. Lúc này hắn cảm giác chính mình trong xương cốt chính là một cái phạm tiện nhà thám hiểm. Càng là nguy hiểm mặt khác địa phương, với hắn mà nói càng là có lực hấp dẫn. Vô pháp vô thiên hỗn loạn tiên vực, không vô quy củ, nhưng lại nơi trốn tràn ngập quy củ thần kỳ địa phương. Không có chân chính ý nghĩa thượng người thống trị tồn tại, có loại vạn tộc san sát hương vị. Yêu ma tiên từ trong tộc cùng tồn tại. Đi ra sơn động lúc sau, Dương Nghị Vân phát hiện là mênh mang núi lớn. Liếc mắt một cái vọng không đến đầu dãy núi. Cũng không biết ma thần ý thức là như thế nào tìm được bực này chim không thèm ỉa nơi. Nhìn mênh mang sơn đàn,
Dương Nghị Vân cũng không có gì phương hướng cảm. Hỏi bên người hai đại mỹ nữ nói, chúng ta hẳn là hướng chạy đi đâu? Đối với Dương Nghị Vân vấn đề này, mặc kệ là Cảnh Sán vẫn là Lạc Dương đều thẳng lắc đầu. Hỗn loạn tiên vực khoảng cách tiên đan thành quá xa, liền tính là Lạc Dương cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng không có tới quá, đến nỗi Cảnh Sán liền càng không cần phải nói, nàng hoạt động phạm vi liền ở tiên đan thành kia vùng, trước nay không vượt qua một cái tiên vực xa. Bất quá Lạc Dương trung quy là tiên vương cấp bậc cao thủ, kiến thức rộng lớn, nghĩ nghĩ nói, tuy rằng ta không có đã tới hỗn loạn tiên vực, nhưng đối nơi này lại là nghe nói qua, chúng ta thân ở nơi, có ma sát suối nguồn, ma thần ý thức nếu tìm được rồi nơi này, thuyết minh là nào đó cảm ứng, nếu không đoán sai nói, chúng ta hiện tại hẳn là ở hỗn loạn tiên vực ma tộc địa bàn thượng. Mà điển tịch trung ghi lại, hỗn loạn tiên vực ma tộc nơi ở gọi là 10 vạn ma sơn. Nghe nói là một cái nguyệt nha hình dạng thật lớn núi non tạo thành ma tộc 10 vạn ma thượng, chỉ có nơi này mới hội tụ cường đại ma sát chi khí, cho nên là ma tộc hang ổ. Chúng ta hiện tại hẳn là đi ra ma tộc địa bàn, nếu không tới rồi buổi tối ta sợ sẽ có nguy hiểm, chủ yếu là ma thần ý thức buổi tối thức tỉnh, ta ứng phó không được, hơn nữa bởi vì hỗn loạn thiên vực độc đáo tính, nơi này chu thiên thời gian vận chuyển, có hắc bạch chi phân, cùng hạ giới giống nhau. Chờ Lạc Dương nói xong. Dương Nghị Vân nếu nhìn không được gật đầu, đích xác với hắn mà nói, nếu là buổi tối ma thần ý thức một mặt Lạc Dương thức tỉnh, kia cũng không phải là chuyện tốt, tuy rằng có côn bằng chứng chân áp, nhưng khó bảo toàn không ra nhiễu loạn. Đi, tìm một chỗ thẳng đi. Dương Nghị Vân nhìn xem sắc trời đã sắp hoàng hôn, vẫn là nhanh hơn bước chân đi. Vốn dĩ Dương Nghị Vân muốn phi hành trực tiếp rời đi, nhưng lại bị thần ma điểu một câu đánh mất ý niệm. Dùng thần ma điểu nói, ở hỗn loạn tiên vực núi lớn phi hành, thực dễ dàng trở thành một ít cường đại sinh linh sống bia ngắm. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đi. Đi đường cũng là giống nhau, mọi người đều có tu vi trong người, tốc độ cũng sẽ không chậm nhiều ít. Như thế ba người một đường chạy băng băng, thẳng tắp mà đi, trèo đèo lội suối chạy như điên mà đi. Nhưng mà ba cái giờ sau, ám dạ buông xuống. Lúc này thần ma điểu đột nhiên mở miệng nói, Nhược Kê đừng ở đi rồi, ban đêm không an toàn. Hiện tại tính lên cũng không có người ngoài, thần ma điểu trực tiếp miệng phun nhân ngôn, nói thẳng lời nói, ba người đều có thể nghe được. Thần ma điểu những lời này làm Dương Nghị nghe được ý tại ngôn ngoại, nhịn không được nói, ban đêm không an toàn. Chẳng lẽ có khác chuyện xưa? Lúc này Lạc Dương tiếp thượng nói, đích xác như thế, ta nghe sư phụ nói lên quá nơi này, dựa theo sư phụ ta sao trời tử cách nói, hỗn loạn lĩnh vực là hồng hoang di lưu nơi, ở chỗ này có thể phát sinh quá thần ma tranh đấu. Càng có quá vạn vật đại kiếp nạn. Thần ma bất đồng với mặt khác sinh linh, diệt vong không phải là chân chính tử vong, thần ma ý chí lực vượt mức bình thường, cho dù chết sau, chúng nó ý chí lực đều sẽ tồn tại, hình thành cường đại vô cùng thả có vô cùng quỷ dị vật dẫn. Truyền thuyết thần ma đại kiếp nạn chung, vạn vật thần ma chết vào ám dạ buông xuống hết sức, cho nên chúng nó không cam lòng ý chí lực liền giống như nguyền rủa giống nhau tồn tại, mỗi khi ám dạ buông xuống lúc sau, đều sẽ sống lại với ám dạ. Đương nhiên đều không phải là chân chính sống lại, chỉ là không cam lòng ý chí lực hóa thành độc đáo vật dẫn tồn tại, không ai có thể nói được thanh kia hắn loại này vật dẫn xem như cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ có thể muốn mệnh, tiên đế tiên tôn cũng không dám dễ dàng đi làm tức giận trong bóng đêm những cái đó tồn tại, bởi vì đều là thần ma thời đại dấu vết, trong đó không đơn giản có thần ma, càng có hoa cỏ cây cối từ từ. Nhưng phàm là có thể xuất hiện trong đêm tối cái loại này sinh linh tồn tại, đều là vô cùng khủng bố. Cho nên ở hỗn loạn thiên vực, ám dạ tướng lãnh lúc sau, trên cơ bản không có người ra cửa, hoặc là đãi ở nào đó ám dạ sinh linh không thể chạm đến địa phương, hoặc là đãi ở chính mình động phủ thành trì các nơi, dù sao tốt nhất đừng lại ám dạ dễ dàng hành tẩu. Dương Nghị Vân nghe lại trường tri thức, kinh ngạc nói, còn có bực này quỷ dị sự tình. Thần ma điều tiếp thượng nói, ở hỗn loạn thiên vực, phát sinh bất luận cái gì quỷ dị việc, đều đừng kỳ quái, nơi này nơi nơi chính là nguy hiểm. Nơi nơi là ngạc nhiên, cũng nơi nơi là bí mật. Chúng ta đây muốn tìm kiếm cái dạng gì địa phương tránh né hắc ám. Tổng không thể tùy tiện tìm địa phương đi, kia cũng phỏng chừng không gì dùng đi. Dương Nghị Vân hỏi. Đó là tự nhiên, tuy rằng hỗn loạn tiên vực đêm tối khủng bố, nhưng lại có ứng đối phương pháp, nếu không nơi này đã sớm không tồn tại sinh linh. Ở viễn cổ hồng hoang thời đại, thế gian sinh linh toàn lấy thần ma vi tôn, thờ phụng thần ma vì tối cao thống trị. Cũng khẩn cầu phù hộ vạn sự như ý, như thế hạ giới 3.000 đại thế giới, vô số tiểu thế giới, toàn để lại chơi chơi thần ma pho tượng. Tuần chi tắc hết thảy bình an,
mỗi một chỗ đều tồn tại lớn lớn bé bé thần ma điêu khắc, thần miếu ma điện từ từ vô số. Chỉ tiếc viễn cổ hồng hoang thần ma đại kiếp nạn lúc sau, người tu tiên đúng thời cơ mà sinh, rất nhiều địa phương thần ma điêu khắc miếu thờ cung điện từ từ hủy đi sạch sẽ, bởi vì thuộc về tiên thống trị thời đại tiến đến, tự nhiên không hy vọng thần ma thời đại dấu vết tồn tại, có người thậm chí muốn quên đi hết thảy cùng thần ma có quan hệ dấu vết. Chỉ có hỗn loạn tiên vực bảo lưu lại thần ma ấn ký, cho nên ở hỗn loạn tiên vực tìm kiếm có thần ma di tích địa phương vẫn là không khó, ngươi thả nhìn xem những cái đó địa phương tản ra kim quang, những cái đó địa phương liền có thần ma di tích tồn tại, tìm được chẳng sợ một tôn thần ma điêu khắc, đều có thể trong đêm tối vượt qua một đêm. Thần ma điểu sau khi nói xong, ý bảo Dương Nghị Vân tìm kiếm. Dương Nghị Vân còn lại là trợn trắng mắt nói, nơi này là dãy núi Trung A, đi đâu mà tìm thần ma pho tượng. Đều cho ngươi tiểu tử nói, bất luận cái gì địa phương đều có, nhanh lên tìm đi, đừng nhìn là núi lớn chỗ sâu trong, nhưng tiểu tử ngươi không biết chính là, ở hồng hoang thần ma thời đại, mỗi một ngọn núi đều có sơn thần đồ đệ, các lộ lớn nhỏ thần tọa chấn, thần ma thời đại huy hoàng tiểu tử ngươi không hiểu. Thần ma điểu nói chuyện hết sức, nghe trong giọng nói tràn ngập hồi ức cùng thương cảm, cũng có thể cảm thụ đây là một con có chuyện xưa điểu. Về thần ma chi sắc, Dương Nghị Vân sở nghe được phiên bản quá nhiều, cũng vô pháp biết trong đó chân thật tính. Nhưng hắn hiện tại lại là tin tưởng thế gian đích xác có thần ma tồn tại, chẳng qua trở thành lịch sử. Ba người một chim, nói chuyện, nhưng dưới chân lại là không có đình. Tiếp tục đi trước, Dương Nghị Vân mọi nơi nhìn lại, căn bản là không có nhìn đến nơi đó có cái gì kim quang tồn tại, đang ở núi sâu chung, thấy được chỉ có dãy núi đỉnh núi, cùng vô số che trời đại thụ. Lúc này hoàng hôn đều phải hoàn toàn biến mất, Dương Nghị Vân trong lòng cũng sốt ruột lên, chờ ám dạ hoàn toàn buông xuống, nếu là còn tìm không đến một cái tránh né chỗ, đến lúc đó đã có thể không xong. Bất quá lúc này Lạc Dương đột nhiên nói, bên kia giống như có kim quang tồn tại. Dương Nghị Vân nghe vậy trong lòng vừa động vận chuyển càn khôn chi mắt, hắn càn khôn chi mắt chính là cùng loại thiên nhãn thần thông thiên phú. Ngay sau đó Dương Nghị Vân quả nhiên ở Lạc Dương thuận tay chỉ quá khứ phương hướng 300 mễ chỗ, thấy được một tảng lớn kim quang tồn tại. Ba người vội vàng chạy tới, lại là thấy được một chỗ tàn phá loạn thạch đôi. Thoạt nhìn như là một ngọn núi thần miếu, đích xác càn khôn chi mắt vận chuyển hạ, hắn thấy được kim quang ngọn nguồn, lại đúng là một tôn vô đầu điêu khắc. Mắt thường nhìn lại chính là một khối tàn phá cục đá mà thôi, chính là ở càn khôn chi trước mắt nhìn lại, này tôn vô đầu điêu khắc còn lại là kim quang sán sán chiếu sáng phạm vi 100 mét nơi. Dương Nghị Vân mang theo nghi hoặc nói, này, chính là cái gọi là thần ma điêu khắc. Bằng không đâu, thần ma điểu nói thầm. Thật là có chút bất phàm, này đó điêu khắc nhìn tàn phá, nhưng ở ta càn khôn dưới quan khán, tắc thật đúng là kim quang lộng lẫy, chiếu rọi phương diện 100 mét, thứ này thật đáng tin cậy. Dựa không đáng tin cậy, chờ một lát tự nhiên thấy rốt cuộc, không đủ hiện tại lão tử khuyên ngươi tiểu tử vẫn là nghĩ cách như thế nào ứng đối ma đầu đi, hoàng hôn cuối cùng một tia quang minh chạy đi, ám dạ hoàn toàn buông xuống, đến lúc đó Lạc Dương trong cơ thể ma thần ý thức thức tỉnh, xem tiểu tử ngươi như thế nào ứng đối đi. Thần ma điểu nhắc nhở Dương Nghị Vân. Nghe được thần ma điểu nói như thế, Dương Nghị Vân thật đúng là có chút đau đầu. Đích xác, đợi chút không chỉ có muốn ứng đối ám dạ chung sinh linh, chủ yếu còn phải nhìn Lạc Dương đừng xảy ra sự cố. Mắt thấy hoàng hôn liền phải biến mất, hắn thật đúng là muốn suy xét vấn đề này mới được, nhưng đừng đến lúc đó thật xảy ra chuyện. Ma thần ý thức một mặt Lạc Dương không phải đùa giỡn. Dương Nghị Vân nhìn Lạc Dương giống nhau, trong tay một phen côn bằng chứng nơi tay nói, Lạc Dương. Lạc Dương tự nhiên biết Dương Nghị Vân muốn làm cái gì, chua xót cười nói, làm phiền tiểu sư thúc. Nàng minh bạch Dương Nghị Vân lấy ra côn bằng chứng chính là vì trấn áp nàng trong cơ thể ma thần ý thức, bởi vì tới rồi buổi tối âm sát dày nặng, nàng áp chế không được ma thần ý thức, thân thể quyền tự chủ sẽ trở thành ma thần ý thức, ban ngày mới là thuộc về nàng thời gian. Giữa hai bên vốn là ma thần ý thức chiếm cứ ưu thế, nhưng lại bởi vì Dương Nghị Vân vài lần dùng côn bằng chứng chấn áp ma thần ý thức, dẫn tới ma thần ý thức đã chịu bị thương nặng, lúc này mới hình thành nàng hiện giờ có thể cùng ma thần ý thức lẫn nhau cân bằng cục diện, nếu không thật đúng là khó mà nói sẽ là bộ dáng gì. Dương Nghị Vân đem côn bằng chứng lấy ra tới, Lạc Dương khoanh chân mà ngồi, theo sau Dương Nghị Vân cầm trong tay côn bằng chứng quả thực huyền phù với Lạc Dương đỉnh đầu, trong lòng vừa động ở côn bằng chứng giáo huấn pháp lực. Ngay sau đó côn bằng chứng biểu sắc thượng từng đạo khắc văn bắt đầu phát ra nhàn nhạt kim quang. Côn bằng chứng là có ý thức, điểm này Dương Nghị Vân lần đầu tiên tiếp xúc liền biết,
chẳng qua dùng Tuyết Hương nói, Côn Bằng chứng khó được để ý đến hắn. Nhưng đối Dương Nghị Vân tới nói không sao cả, dù sao hiện tại Côn Bằng chứng đã là hắn tương lai máy bàn, đặt trước, bởi vì huyết tế luyện hóa đã sớm hoàn thành. Cấp Côn Bằng chứng hạ mệnh lệnh, Côn Bằng chứng vi phạm không được. Dương Nghị Vân cấp Côn Bằng chứng mệnh lệnh là, nhìn chằm chằm chết Lạc Dương, một khi cảm ứng được Lạc Dương trên người có không đúng, rời đi bắt đầu trấn áp, gắng đạt tới bằng không thần ma ý thức ra tới quấy rối, kiên trì nói hừng đông liền hảo. Côn Bằng chứng đối Dương mỗ nhân mệnh lệnh tự nhiên chỉ có thể chấp hành. Công đạo hảo lúc sau, Dương Nghị Vân liền dặn dò cảnh sán ở bên cạnh trông coi. Đến nỗi hắn muốn quan sát, hỗn loạn tiên vực ám dạ đến tột cùng là cái dạng gì quang cảnh. Khi tốt khi xấu, ta luôn là muốn hiểu biết một chút, này quan hệ đến hắn kế tiếp ở hỗn loạn lĩnh vực sinh tồn vấn đề. Lúc này hoàng hôn cuối cùng một tia quang mang biến mất, quả nhiên Dương Nghị Vân nhìn thấy gì sự ám dạ buông xuống. Cơ hồ ở trong nháy mắt bốn phương tám hướng đều có như là bóng dáng cũng như là thủy triều giống nhau hắc ám cuốn tịch mà đến. Toàn bộ không trung đều lâm vào vô biên hắc ám. Thần kỳ một màn là, nhưng hắc ám cuốn tịch tới rồi này một mảnh loạn thạch nơi sau, quả nhiên dừng. Hoặc là nói tránh đi bọn họ nơi phạm vi trăm mét nơi. Bởi vì thật là như Lạc Dương cùng thần ma điểu phía trước sở giảng thuật như vậy, tàn phá vô đầu pho tượng trong đêm tối buông xuống lúc sau, tản mát ra lộng lẫy kim quang. Ngăn cản ở ám dạ đột kích. Như thế tình huống, không thể không nói đích xác thực thần kỳ. Giờ phút này hắn đứng ở vô đầu điêu khắc trước quan khán, nhìn qua chính là một tôn vô đầu tàn phá điêu khắc, cao nguyệt 3 mét bộ dáng, không tính thực tinh mỹ, nhưng lại như cũ có thể thấy rõ điêu khắc một ít hoa văn. Dương Nghị Vân hỏi thần ma điểu nói, đây là một tôn cái gì điêu khắc? Hoặc là nói là thần là ma? Giữa hai bên có cái gì khác nhau tồn tại, ở viễn cổ hồng hoang thần ma thời đại? Chẳng lẽ thần ma là cùng tồn tại? Viễn cổ văn minh chung chẳng lẽ có thần điện, cũng có ma điện trải rộng các giới? Này điêu khắc tượng đá, từ bốn phía loạn thạch phạm vi xem, hẳn là vùng này sơn thần chi giống đi, đến nỗi viễn cổ hồng hoang thời đại là cái dạng gì quang cảnh, cụ thể lão tử cũng quên mất rất nhiều sự, nhớ không rõ, nhưng cái kia thời đại tất nhiên là thần ma cùng tồn tại quá. Nếu là được xưng thần ma thời đại, như vậy các giới các nơi có thần điện liền tất nhiên sẽ có ma thần chi điện. Đều xem như đạo thống đi, cũng không có gì kỳ quái. Chẳng qua này một tôn điêu khắc chính là một tôn ma thần điêu khắc, bất quá này không phải trọng điểm là mặc kệ là thần là ma, đều sẽ có thần quang tồn tại tới ngăn cản ám dạ sinh linh đánh sâu vào, đây là bảo hộ vừa lên đầy đất nói. Viễn cổ văn minh trung thế nhân tu sửa thần ma đạo tràng, tất nhiên là có đạo lý, nhược kê ngươi nhìn kỹ, cảm thụ một chút hỗn loạn tiên vực ám dạ sẽ có cái gì, tuyệt đối là một cái ngươi vô pháp tưởng tượng thế giới. Thần ma điểu lời nói tuy rằng như cũ có chút lộn xộn, nhưng Dương Nghị Vân cũng có một cái đại khái lý giải. Luôn là chính là, hỗn loạn tiên vực ban đêm thực dọa người, không thể dễ dàng đi lại, tới rồi ban đêm cần thiết muốn tìm một cái có thần ma điêu khắc hoặc là thần ma di tích địa phương mới có thể trong đêm tối an toàn, khỏi bị ám dạ sinh linh quấy rầy. Dương Nghị Vân đột nhiên toát ra một vấn đề tới, buột miệng thốt ra nói, dựa theo ngươi nói như vậy, hỗn loạn lĩnh vực ban đêm rất nguy hiểm. Nhưng nếu là có thần ma điêu khắc từ từ là có thể an toàn. Nếu là như thế này nhiều hơn siêu tập một ít điêu khắc không phải xong rồi. Người cái nhược kê suy nghĩ nhiều, này đó thần ma điêu khắc đến tột cùng là cái gì lai lịch, ai cũng không biết, có phải hay không hậu thiên mọi người điêu khắc, cũng hoặc là như thế nào thành hình không có người biết được. Nhưng có một cái chung nhận thức còn lại là, thần ma điêu khắc dày nặng thật đúng là không ai có thể dọn đến độc, nội loại ẩn chứa đại đạo, dọn bất động. Thần ma điểu nói. Dọn bất động, Dương Nghị Vân sửng sốt, vẻ mặt không tin, thấy thế nào chính là hòn đá mà thôi, nào có dọn bất động. Thần ma điểu nói, tự nhiên, không tin ngươi có thể thử xem. Dương Nghị Vân thật đúng là không tin ta, thử xem liền thử xem, một khối phá cục đá mà thôi, còn chất chứa đại đạo, chút nào thiên địa nguyên khí cũng không có, ta đường đường hỗn nguyên nói tiên, cũng không tin dọn bất động một cục đá. Dứt lời Dương Nghị Vân duỗi khai đôi tay trực tiếp đi dọn vô đầu pho tượng. Khởi. Hắn bạo giống một tiếng. Nhưng mà. Pho tượng không chút sức mẻ. Ha ha. Thần ma điểu cười lạnh. Tiểu gia ta vô dụng pháp lực. Dương Nghị Vân trừng mắt nhìn thần ma điểu giống nhau. Đích xác vừa rồi hắn chỉ là dùng thuần túy thân thể lực lượng đi di chuyển pho tượng. Nhưng đích xác không chút sức mẻ. Nhưng tâm lý đã tin thần ma điểu nói. Bởi vì hắn rõ ràng chính mình thân thể chi lực cường đại.
bỗng nhiên phát lực đừng nói đi kẻ hèn một tôn tượng đá, liền tính là một đỉnh núi cũng muốn làm chi dao động dao động. Bất quá thật không có chút nào động tĩnh. Không tin ta, ngay sau đó Dương Nghị Vân vận chuyển trong ngoài càn khôn chi công, dùng ra toàn thân lực lượng đi di chuyển này tôn vô đầu pho tượng. Ong! Một tiếng run minh, Dương Nghị Vân lại là bị cảm thụ tượng đá mới thôi chấn động. Lần này như cũng không có lay động tượng đá mảy may, chẳng qua Dương Nghị Vân lại là từ tượng đá chung cảm nhận được một loại bất đồng. Hoặc là nói là nổ vang. Hơn nữa cái này nổ vang là đến từ càn khôn hồ. Chuẩn xác mà nói là đến từ càn khôn hồ nội càn khôn thần điện. Cái này ngược lại làm Dương Nghị Vân ngây ngẩn cả người. Hắn đi toàn lực di chuyển tượng đá, không có chút nào dao động, ngược lại là làm càn khôn thần điện có nào đó nổ vang. Tựa hồ tượng đá cùng càn khôn thần điện chi gian có nào đó liên hệ. Biến hóa này làm Dương Nghị Vân trong lòng đại động, vừa mới chuẩn bị tiến thêm một bước hiểu biết một phen hết sức, trong tai lại là truyền đến một tiếng thét dài. Ngay sau đó côn bằng chứng cũng tản mát ra kim quang. Cảnh sán mở miệng, Vân tử ngươi xem. Dương Nghị Vân từ bỏ tiến thêm một bước quan sát tượng đá, quay đầu lại nhìn lại, lại là Lạc Dương trên người đã xảy ra biến hóa. A. À. Lúc này Lạc Dương hai mắt màu đỏ đậm, lên tiếng gầm rú. Không hề nghi ngờ là ma thần ý thức một mặt Lạc Dương thức tỉnh. Ám dạ buông xuống, thuộc về ma thần ý thức chủ đạo Lạc Dương thân thể quyền. Chẳng qua bị côn bằng chứng cấp gắt gao chấn áp xuống dưới. Dương Nghị Vân từ bỏ tượng đá, đi tới Lạc Dương bên người, hoặc là nói ma thần ý thức bên người, nhếch miệng cười nói, đại thần, đừng dãy dụa, tiểu gia ta sẽ không làm ngươi lộn xộn. A. À. Tiểu tử cấp bổn đại thần dừng tay. Ma thần ý thức Lạc Dương bị côn bằng chứng kim quang trấn áp, nhìn qua rất thống khổ. Đều mẹ nó tù nhân, còn mẹ nó bổn đại thần. Tiểu gia càng không đình có thể sao mà. Dương mỗ nhân đối ma thần ý thức không thèm quan tâm, dù sao có côn bằng chứng ở ma thần ý thức phiên không được thiên. Ngươi, a, à, ngươi cấp bổn đại thần dừng lại. Ma thần ý thức lúc này miệng như cũ thực cứng. Một ngụm một cái bổn đại thần. Làm Dương mẫu nhân trong lòng thực khó chịu. Mới sẽ không dừng tay. Nếu không phải có thể diệt nàng, Dương Nghị Vân đều tưởng hiện tại liền xử lý ma thần ý thức. Chẳng qua không thể, bởi vì dựa theo thần ma điều nói, ma thần ý thức cùng Lạc Dương cùng căn, buộc chặt ở cùng nhau, thật đúng là không thể diệt nàng, diệt ma thần ý thức Lạc Dương cũng đi theo hồn phi phách tán. Nhưng là dùng côn bằng chứng tia, a tấn tia, a tấn ma thần ý thức vẫn là có thể. Cho nên Dương Nghị Vân không dao động, cười hắc hắc nói, còn ở tiểu gia trước mặt tự xưng đại thần. Ngươi tiếp tục. A. À. Ma thần ý thức tiếp tục kêu thảm thiết, côn bằng chứng bộc phát ra tới kim quang đối nàng thương tổn thực sự không nhỏ. Tiểu tử ta sẽ làm chết không có chỗ chôn. Thần ma ý thức hướng về phía Dương Nghị Vân giống giận, trong đôi mắt tràn đầy hận ý. Đối mực này uy hát yêu ta Dương Nghị Vân chỉ là ha hả cười, không chút nào để ý. A. À. Ma thần ý thức như cũ ở kêu thảm thiết, hoặc là nói ở chết chống, nàng càng biết Dương mẫu nhân muốn chính là nàng cúi đầu. Bất quá nàng đường đường ma thần há có thể hướng một cái con kiến cúi đầu. Ước chừng 10 phút sau. Cầu, cầu ngươi dừng tay. Thần ma ý thức trung quy xin tha, côn bằng chứng đối nàng ma hồn thương tổn vượt quá tưởng tượng. Ngươi nói cái gì, tiểu gia ta nghe không được. Dương mẫu nhân nhếch miệng cười. Cầu đại thần dừng tay. Ta sẽ không ở đối ngài động thủ, ngài mới là đại thần. Mang theo phẫn nộ ma thần ý thức lớn tiếng xin tha. Ha ha ha, sớm một chút cúi đầu liền không cần chịu tội sao. Dương mẫu nhân cười to trong lòng vừa động đem côn bằng chứng thu trở về. Bất quá hắn như cũng nhìn chằm chằm ma thần ý thức, chỉ cần nàng dám có dị động, lập tức liền trấn áp qua đi. Nửa ngày lúc sau ma thần ý thức một mặt Lạc Dương cũng chưa động tĩnh, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Nhưng mà Dương Nghị Vân cũng không dám không nhìn chằm chằm thần ma ý thức, phòng ngừa nàng bạo khởi đả thương người, thần ma ý thức có cái gì thủ đoạn hắn cũng không biết, không thể không cẩn thận, ngẫm lại muốn như thế phòng bị một đêm lâu, Dương Nghị Vân trong lòng liền buồn bực. Liền hỏi thần ma đều có biện pháp gì không? Tổng không thể ngày sau mỗi ngày buổi tối đều thủ ma thần ý thức đi. Đối này thần ma đều thật đúng là cấp ra một cái biện pháp. Mở miệng đối Dương Nghị Vân nói, côn bằng chứng là mấu chốt ha. Có nhớ hay không cho ngươi tiểu tử nói qua, làm ngươi nghiên cứu một chút côn bằng chứng thượng khắc văn, đó là thứ tốt, khả ngộ bất khả cầu, chờ côn bằng chứng phu hóa lúc sau, này đó khắc văn cũng liền không tồn tại. Đối phó ma thần ý thức,
Kỳ thật cũng đơn giản, người nhưng vẽ lại côn bằng chứng thượng những cái đó khắc văn, lấy tinh huyết pháp lực khắc họa với Lạc Dương trên người, tuy rằng hiệu quả sẽ không có côn bằng chứng đại, nhưng có thể khởi đến thực tốt giám sát tác dụng, chỉ cần nàng có dị động, người nhưng nhất niệm chi gian, khởi động khắc văn trấn áp nàng, cũng có thể tùy thời tùy chỗ giám sát, đến lúc đó lại dùng côn bằng chứng hung hăng trấn áp, tự nhiên liền lão sư, ma thần mà thôi, lão tử vẫn là tam giới đệ nhất thần ma điểu. Cũng chưa nàng như vậy kiêu ngạo. Này pháp thật sự được không? Dương Nghị Vân có chút hoài nghi, dù sao cũng là vẽ lại mà thôi. Lão tử khi nào đã lừa gạt ngươi, tin hay không tùy thích. Thần ma điểu bạo nộ dựng lên. Hảo đi, tin ngươi một hồi, ta hiện tại liền đi thử thử. Đây cũng là biện pháp, nếu là hữu dụng, nhưng ít đi rất nhiều phiền toái. Lập tức Dương Nghị Vân trong lòng vừa động mang theo mọi người một chút tiến vào càn khôn hồ không gian. Công đạo cảnh sán một câu, Dương Nghị Vân lại nắm lên ma thần ý thức Lạc Dương, tiến vào hành cung. Ở càn khôn hồ không gian, hắn đến lúc đó không sợ ma thần ý thức mảy may, nếu là dám chơi xấu, Dương Nghị Vân một giây chấn áp nàng, hắn ở càn khôn hồ không gian hiện tại chính là thần giống nhau tồn tại, không phải trước kia. Ngươi, nơi này là địa phương nào? Ngươi muốn làm sao? Ma thần ý thức hoãn qua kính, phát hiện bị Dương Nghị Vân mang vào một không gian khác. Tuy rằng không biết là địa phương nào, nhưng cũng biết đây là một cái cao cấp động thiên phúc địa. Bực này địa phương thường thường chủ nhân là có thể thao tác hết thảy, tuy rằng là ma thần, nhưng nàng hiện tại chính là một cái ma thần ý thức, hơn nữa vẫn là không quá ổn định loại nào, tự nhiên chút lo lắng. Không biết Dương Nghị Vân phải đối nàng làm cái gì? Thần sắc có chút hoảng loạn. Ở trên người của ngươi chừa chút đồ vật, khuyên ngươi tốt nhất phối hợp, đừng tự tìm phiền phức. Dương Nghị Vân hừ lạnh nói. Ngươi dám, ma thần ý thức nói chuyện chung toàn thân hơi thở đại tác phẩm, liền phải hướng về Dương Nghị Vân đánh tới. Bất quá ở càn khôn hồ trong vòng, Dương Nghị Vân là vô cùng bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng. Hừ tìm chết đâu? Một tiếng mắng lúc sau vô cùng khí thế cường đại, trực tiếp đè ở ma thần ý thức trên người, tức khắc làm ma thần ý thức không động đậy mảy may. Đích xác ở càn khôn hồ không gian, Dương Nghị Vân chính là thần giống nhau tồn tại. Hắn có thể điều động càn khôn hồ không gian lực lượng vì mình sử dụng, hơn nữa từ càn khôn chi linh ý thức tiêu tán lúc sau, càn khôn hồ cùng Dương Nghị Vân chi gian chân chính dung hợp. Càn khôn hồ càng không phải ma thần ý thức, thậm chí là đại đa số biết Dương Nghị Vân này một phương không gian động thiên pháp bảo. Giống nhau động thiên pháp bảo là không tồn tại không gian lực lượng. Nhưng càn khôn hồ không phải động thiên pháp bảo, mà là so với động thiên pháp bảo không biết cao hơn nhiều ít cái trình tự trí bảo. Đã thoát ly không gian phạm vi, trăm vạn phạm vi không gian, đủ để được xưng một phương thế giới. Chân chính một phương thế giới không gian. Đặc biệt là càn khôn chi linh ngày đó ý thức tiêu tán lúc sau, càn khôn nhị khí trên dưới mà dung, tản ở toàn bộ càn khôn thế giới, làm Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được, này một phương càn khôn thế giới sống. Toàn bộ sống ý tứ là, toàn bộ thế giới đều vận chuyển lên. Huống chi càn khôn thần điện thậm chí toàn bộ thế giới đều là tồn tại lực lượng. Tỉ như ba loại pháp tắc hạt giống lực lượng. Cho nên ở chỗ này Dương Nghị Vân áp chế ma thần ý thức thật đúng là không phải cái gì việc khó. Một chút sắp sửa phản kháng ma thần ý thức chân áp xuống dưới, Dương Nghị Vân kế tiếp hít sâu một hơi, duỗi tay mới thôi lại là ở nàng trên lưng chính là khắc họa lên. Nói là khắc họa kỳ thật chính là vẽ lại côn bằng chứng thượng khắc văn mà thôi. Tìm hiểu đối hắn có khó khăn, nhưng là thân là tu đạo hạng người vẽ lại là không có chút nào vấn đề. Đầu ngón tay có tinh huyết xuất hiện, điều động trong cơ thể pháp lực, lấy thần hồn lực ngự chi, bắt đầu trông mèo vẽ hổ. Dù sao dựa theo thần ma điểu nói, khắc họa chỉ là khởi đến một cái giám sát tác dụng, đến lúc đó lại dùng côn bằng chứng chấn áp có thể, vậy là đủ rồi. Vốn dĩ đi, tốt nhất tưởng chính là ở nàng phía sau lưng làn da thượng trực tiếp khắc họa mà thành hẳn là hiệu quả tốt nhất. Nhưng Dương Mẫu Nhân ngẫm lại, tuy rằng giờ phút này là ma thần ý thức, nhưng chung quy là Lạc Dương thân thể. Mà hắn hiện tại chính là Lạc Dương chính thức sư thúc, chung quy không ổn. Liền trực tiếp cách quần áo lấy thần hồn chi lực dụ chi, cũng là giống nhau chính là hao phí thần hồn mà thôi, không sao cả, dù sao hắn ở phương diện này là không thể mạo phạm Lạc Dương. Nếu không ngày sau vị nào trong truyền thuyết kiếm tiên nhị sư huynh, chẳng phải là sẽ nhất kiếm bổ hắn. Ngẫm lại Dương Mẫu Nhân vẫn là cảm thấy làm một cái chính trực sư thúc tốt nhất bất quá. Lại nói tiếp dễ dàng làm lên thời điểm. Dương Nghị Vân mới phát hiện vẽ lại cũng không nhẹ nhàng. Cũng trong lúc này phát hiện côn bằng chứng thượng này đó khắc văn bất phàm chỗ.
tổng cộng 9 đạo khắc văn, mỗi một đạo khắc văn đều huyền ảo vô cùng, hắn căn bản liền nhìn không ra cái gì môn đạo, chỉ cần vẽ lại thời điểm đều hao phí thần hồn vượt qua hắn tưởng tượng. Một đạo khắc văn khắc họa hoàn thành đều làm hắn đầy đầu đại hán, không dưới trăm biến khắc họa mới hoàn thành đạo thứ nhất. 9 đạo khắc văn ngẫm lại đều có chút muốn mệnh, nhưng lúc này đã là tên đã trên dây không thể không phát, liền tính là mệt chết hắn cũng đến căng đi xuống mới được. Tưởng tiếp tục cắn răng kiên trì. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, dù sao Dương Mẫu Nhân cảm giác hắn sắp thoát hư. Cả người quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp, hao phí không chỉ là toàn thân pháp lực, càng là thần hồn chi lực. Hai người đều ở vào khô cạn trạng thái. Cũng may chung quy là kiên trì xuống dưới, hoàn thành 9 đạo côn bằng chứng thượng khắc văn vẽ lại khắc họa. Mệt mỏi cái chết khiếp, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. 9 đạo côn bằng khắc văn thật sâu khắc ở hắn trong óc, khắc khổ nhớ kỹ đồ vật luôn là chân quý, hiện tại làm hắn quên đều khó khăn. Này đối với hắn ngày sau tìm hiểu côn bằng khắc văn là có rất tốt chỗ, điểm này Dương Mẫu Nhân hiểu. Côn bằng khắc văn là chính hắn cấp khởi tên, hắn cảm giác thực chuẩn xác, có lẽ chân chính khắc văn không phải tên này, nhưng hắn cảm thấy không sao cả, bản thân chính là côn bằng chứng thượng khắc văn, gọi là côn bằng chứng vô cùng chuẩn xác. Khá tốt. Hô. Phun ra một ngụm chọc khí Dương Nghị Vân một chút sụi lơ ngồi ở trên mặt đất. Hắn thả lỏng lại sau, áp chế ở ma thần ý thức trên người uy áp cũng tan đi. Lúc này ma thần ý thức xoay người lại lạnh như băng nói, tiểu tử ngươi ở ta trên lưng làm cái gì? Ngươi kéo đến đi, thân thể này là ta sư điệt Lạc Dương, ngươi chính là tước chiếm cưu xào ngoại lai hộ mà thôi, đừng mẹ nó cho chính mình trên mặt thiếp vàng, làm cái gì quản ngươi đánh rắm. Ma thần ý thức làm hại hắn mệt mỏi cái chết khiếp, Dương Mẫu Nhân tự nhiên không sắc mặt tốt cho nàng, hơn nữa cũng mắng chính là sự tình, liền tính Lạc Dương là nàng ma thần ý thức phân ra đi ma hồn chuyển sinh giả, kia cũng là độc lập tồn tại, ma thần ý thức hành vi cách làm trong mắt hắn chính là ngoại lai hộ, chính là cái tước chiếm cưu xào hạng người. Ha ha, thoạt nhìn tiểu tử ngươi tựa hồ sắp mệt chết đi, vừa lúc bổn đại thần tiễn ngươi một đoạn đường ma thần ý thức thật đúng là tận dụng mọi thứ, bắt được cơ hội liền xuống tay. Nói chuyện chung duỗi tay liền phải đối Dương Nghị Vân động thủ. Nhưng mà Dương Mẫu Nhân cười lạnh một chút, trong lòng vừa động, dẫn động khắc họa ở nàng trên lưng côn bằng khắc văn. A! À, hét thảm một tiếng ma thần ý thức tức khắc cuốn xúc ở trên mặt đất. Tiểu gia phí lớn như vậy kính ngươi tưởng cho ngươi mát xa a, đây là có thể muốn ngươi ma khắc văn, thành thật điểm đi, chỉ này một lần, lần sau còn dám tìm đường chết, tiểu gia ta làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, lan. Dương Nghị Vân một tiếng lăn tự ra tới, càn khôn hồ thiên địa trung lực lượng cuốn tịch mà đến, nháy mắt tới rồi ma thần ý thức trên người, ầm vang một tiếng trực tiếp đem nàng ném ra hành cung. Giờ phút này Dương Nghị Vân mới khoanh chân ngồi xong bắt đầu đùa giỡn, hắn tiêu hao thần hồn cùng pháp lực đều rất lớn, thật là có điểm dầu hết đèn tắt cảm giác. Nếu là phía trước ma thần ý thức ở bên ngoài đối hắn động thủ, thật là có điểm nguy hiểm, bất quá ở càn khôn hồ chính là hắn sân nhà. Liền tính là nằm bất động, đều có thể thu thập nàng. Đây là khống chế càn khôn hồ mang đến chỗ tốt, ở càn khôn hồ nội ý niệm năng động liền khống chế hết thảy. Nửa canh giờ lúc sau Dương Nghị Vân nuốt phục đại lượng linh đào khôi phục pháp lực, nhưng thần hồn chi lực cũng không phải là linh đào có thể bổ sung trở về, bất quá trong tay hắn có 5 viên ma hồn châu, hiện tại nhưng có tác dụng. Ma hồn châu là ở ma tộc chi thành được đến, trên người hắn tổng cộng 5 viên, còn không có dùng quá. Bên trong ẩn chứa tinh thuần vô cùng hồn phách chi lực, dùng để bổ sung thần hồn tốt nhất bất quá, chính là quý hiếm chi vật, mặc kệ là người tu tiên cũng hoặc là người tu ma ma hồn châu tinh thuần đều nhưng dùng chi. Một viên ma hồn châu luyện hóa lúc sau, không chỉ có khôi phục hắn tiêu hao thần hồn chi lực, lại còn có làm tự thân thần hồn chi lực có điều tăng trưởng. Bất quá Dương Nghị Vân cũng phát hiện có một bộ phận ma hồn châu lực lượng bị hoa sen đen hấp thu mà đi. Hắn tuy rằng không keo kiệt, cũng biết hoa sen đen tại ý thức trong biển vẫn luôn đều ở hấp thu hắn thần hồn chi lực tới tẩm bổ nàng tự thân, nhưng chung quy này lại nói tiếp là đoạt lấy hắn lực lượng. Không khỏi làm hắn nhớ tới trước kia lão nhân đối hắn nói qua một phen lời nói. Hoặc là nói là một phen khen, nhớ rõ đó là hắn thành tựu thập toàn thập mỹ kim đan thời điểm, lão nhân đối hắn nói qua, hắn có được thập toàn thập mỹ căn cơ, ngày sau tu luyện kiến thức người khác mấy lần thậm chí là càng nhiều càng mau tốc độ. Nhưng hắn ngẫm lại. Một đường đi tới, hắn tu luyện đột phá tốc độ đích xác cũng mau, nhưng thật không phải tu luyện nhanh chóng, mà là rất nhiều kỳ ngộ cơ duyên đột phá tốc độ làm hắn đi tới hôm nay. Thật lại nói tiếp tựa hồ hắn tu luyện thiên phú tốc độ, cũng
cũng giống nhau, thậm chí xa không có đạt tới lão nhân nói kia chờ tốc độ tu luyện phân hào. Nhưng hắn thập toàn thập mỹ căn cơ lại là chân chân thật thật tồn tại, nơi này có nguyên nhân. Giờ khắc này hắn đột nhiên nghĩ đến, có thể hay không là bởi vì ý thức hải có cái hoa sen đen hấp thu hắn thần hồn lực lượng nguyên nhân dẫn tới hắn thập toàn thập mỹ tu luyện thiên phú căn bản liền không có phát huy ra tới. Nếu không dựa theo lão nhân năm đó cách nói, hắn tu luyện tình huống không nên là như thế này mới đúng. Đối với hoa sen đen tồn tại, Dương Nghị Vân lần đầu tiên nghiêm túc khảo cân nhắc lên. Bất quá, trái lại tưởng tượng, một đường đi tới, hoa sen đen xác thật trợ giúp hắn không ít, cũng cứu vài lần mệnh, thật muốn là đem hoa sen đen từ ý thức hải đuổi ra đi, hắn Dương Nghị Vân làm không được kia trở vong ân phụ nghĩa việc. Chuyện này vẫn là chuẩn bị tìm cơ hội hảo hảo cùng hoa sen đen nói chuyện tình huống của nàng lại làm tính toán. Cũng hoặc là chờ ngày sau nhìn thấy chết lão nhân, thỉnh giáo một chút, xử lý như thế nào cùng hoa sen đen chi gian quan hệ. Bất quá có một loại cảm giác là, Dương Nghị Vân tin tưởng, chỉ cần hoa sen đen rời đi hắn ý thức hải, hắn tu luyện thiên phú hẳn là sẽ khôi phục bình thường, nói không chừng bùng nổ cũng nói không chừng. Dù sao đối hoa sen đen Dương Nghị Vân cũng không thể bạc đãi. Huống chi hoa sen đen là hạt sen trùng tu trạng thái, có lẽ nàng chính mình cũng không biết, nàng là tình huống như thế nào đi. Pháp lực trạng thái khôi phục lúc sau, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động trực tiếp mang theo mọi người lại một lần đi ra ngoài, rời đi Càn Khôn Hồ, tới rồi kia tôn tượng đá nơi. Trung quy là yêu cầu đến bên ngoài tu luyện, muốn hiểu biết ngoại giới, không thể tổng đãi ở Càn Khôn Hồ chung, đối tu luyện vô ích chỗ. Giờ phút này bên ngoài như cũ là hắc ám một mảnh. Chỉ có tượng đá phạm vi 100 mét không có bị hắc ám cuốn tịch, tản ra nhàn nhạt kim quang, thủ 100 mét phạm vi nơi. Nhìn dáng vẻ bọn họ ở Càn Khôn Hồ nội cũng liền đãi nửa đêm thời gian mà thôi. Lần này vừa ra đi, lại là bên ngoài có động tĩnh. Có cái gì tồn tại? Thần ma điều trước tiên báo động trước. Ở đâu? Dương Nghị Vân hỏi, hắn cũng chưa cảm giác được, nhưng lại tin tưởng tạp mao điều, bởi vì thứ này cảm giác bẩm sinh cường đại. Phía đông 40-50 mễ chỗ, thần ma điều nhắc nhở. Dương Nghị Vân phóng nhãn nhìn lại quả nhiên có cái gì, hoặc là nói là một đầu hoang thú. Đi vào nhìn xem thần ma điều nói. Dương Nghị Vân trong tay đồ long kiếm một phen đi đến. Khoảng cách 10 mét thời điểm, lại là thấy rõ này đầu hoang thú toàn cảnh, như là một con trâu giống nhau, nhưng toàn thân sinh mãn lân giáp, không có cái đuôi, liền nằm ở loạn thạch một góc. Dương Nghị Vân giơ kiếm liền phải ra tay. Nhưng lúc này thần ma điểu vội vàng mở miệng nói, dừng tay, người cái nhược kê làm gì? Giết nó à, còn có thể làm gì, chẳng lẽ chờ nó tới đụng đến bọn ta à? Dương Nghị Vân trợn trắng mắt nói. Thần ma điểu nói, không cần, nói cho người chuyện này, ở hỗn loạn tiên vực mặc kệ người đụng tới bất luận cái gì hoang thú, tốt nhất trước làm rõ ràng đối phương có hay không địch ý, nếu không có địch ý, liền không nên động thủ, nếu không sẽ đưa tới đại phiền toái. Lời này nói như thế nào? Dương Nghị Vân tò mò. Đều nói nơi này cùng tiên giới lên địa phương không giống nhau, nơi này thú loại gọi chung hoang thú, không có trí tuệ, nhưng lại vô cùng cường đại, bởi vì hồng hoang trong cơ thể có hồng hoang thời đại tàn lưu lực lượng, hoặc là nói huyết mạch bất đồng, tuy rằng không có rất cao trí tuệ, nhưng lại tại đây chờ dãy núi chung tồn tại số lượng không ít, chưa chừng sẽ có nhất tộc thành đàn xuất hiện. Quỷ dị hồng hoang vô pháp dùng cảnh giới tới phân chia. Có lẽ ngươi xem không có gì lực lượng hơi thở, kỳ thật có thể phát huy ra tới lực lượng vượt quá tiểu tử ngươi tưởng tượng, nếu hắn đối với ngươi không ác ý, liền không cần trêu chọc, miễn cho đưa tới trong bóng đêm mặt khác sinh linh. Có chút sinh linh là có thể trong đêm tối hành tẩu, ngươi phải nhớ kỹ này đó, đây cũng là năm đó, ngươi cái kia lão hỗn đản sư phụ trời cao tà thân sinh trải qua quá, cho nên ta có thể nhớ rõ một ít. Nghe thần ma điểu nói xong, Dương Nghị Vân ngẫm lại thật đúng là có điểm đạo lý. Chính mình có chút tố chất thần kinh, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, hắn liền trở nên không thế nào tín nhiệm người khác, cũng trong lòng tràn ngập giết chóc. Lẽ ra nhân gia này đầu hoang thú không có trêu chọc chính mình, liền không thể đối hắn động thủ, nhưng hắn nhìn đến hoang thú ánh mắt đầu tiên liền nghĩ đến chính là giết chết. Đích xác có chút không bình thường. Hảo đi, nghe ngươi. Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua vẫn luôn đều nằm ở góc không nhúc nhích hoang thú nói. Hắn cũng trong lòng báo cho chính mình. Không thể giết niệm quá nặng, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thần ma điểu thứ này thật đúng là chính là một cái đầu óc có bệnh vấn đề điểu, phía trước kiến thức quá Dương Mỗ nhân tiêu diệt Càn Khôn chi linh sau, đối Dương Mỗ trong lòng từng có sợ hãi, nhưng này còn không có quá bao lâu lại quên mất,
thực khoe khoang nói, ở chỗ này ngươi nghe lão tử liền không sai, miễn cho ngươi cái nhược kê có hại. Đối thần ma điểu bản tính Dương Nghị Vân là thấy nhiều không trách, không phản ứng hắn, xoay người trở về đi. Nếu này đầu hoang thú cũng không có đối hắn có ác ý, hắn cũng sẽ không lại đi trêu chọc. Hỗn loạn tiên vực ám giả cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng là cái dạng gì tình huống, vẫn là thiếu xảy ra chuyện hảo. Bất quá xoay người sau, hắn lại dừng lại, quay đầu nhìn nhìn hắc ám nơi, hắn rất tò mò nơi này ám giả đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Nhược kê ngươi làm gì? Thần ma điểu nhìn ra Dương Nghị Vân đối hắc ám sinh ra hứng thú, tức khắc mắng. Khẩn trương cái gì, ta muốn hiểu biết một chút hỗn loạn tiên vực ám dạ là cái tình huống như thế nào. Dương Nghị Vân nói chuyện chung hướng về hắc ám bên cạnh đi đến. Tiểu tử ngươi nhưng đừng tìm chết a, trong bóng đêm có sinh linh thực đáng sợ, không phải ngươi hiện tại có thể đối phó. Thần ma điểu cảnh cáo Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười nói, yên tâm ta chính là ở bên cạnh nhìn xem, không đặt chân hắc ám. Tổng muốn cho ta kiến thức mới cam tâm. Đừng nói lão tử không nhắc nhở a, bước vào hắc ám có nguy hiểm. Thần ma điểu nói chuyện chung kích động cánh từ Dương Nghị Vân bả vai bay lên, rời xa Dương Nghị Vân cái này bệnh tâm thần. Đối này, Dương Nghị Vân không để ý, hắn đích xác chính là muốn nhìn một chút hỗn loạn tiên vực đêm tối, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, thật sự tò mò, đến tột cùng hỗn loạn tiên vực đêm tối là cái dạng gì thần bí quang cảnh. Một bước hai bước. Dương Nghị Vân hướng về bên cạnh đi đến. Tượng đá sở phát ra kim sắc quang mang sở chiếu cũng liền trăm mét phạm vi, cùng trăm mét ở ngoài đêm tối hình thành rõ ràng đối lập. Thực mau Dương Nghị Vân đứng ở bên cạnh. Hướng về đêm tối nhìn lại, cho dù là gần trong gang tấc cũng là đen nhánh một mảnh, liền tính vận chuyển càn khôn chi mắt, hắn cũng cái gì đều nhìn không tới. Đối mặt đêm tối duỗi tay chi gian, một bước xa. Dương Nghị Vân đứng ở kim sắc chiếu sáng nơi. Trong lòng có vài phần dãy dụa. Lý trí nói cho hắn, một bước ở ngoài rất nguy hiểm, không thể lại hiếu kỳ. Nhưng trong lòng kỳ thật là rất muốn kiến thức một chút hỗn loạn tiên vực ám dạ là cái dạng gì. Đến tột cùng có cái gì sinh linh tồn tại, làm không ai bị nổi. Thần ma điểu đều luôn mãi dặn dò hắn. Xem, không xem, xem, không xem. Dương mẫu nhân nội tâm rối rắm lên. Thậm chí đều có một ít bực bội. Nhìn xem. Trung quy cắn răng một cái Dương Nghị Vân làm ra quyết định. Nếu hắn ở như vậy dối dám đi xuống, tâm thượng hải muốn nảy sinh. Điểm này lá gan đều không có, còn như vậy được xưng tiên nhân. Tốt xấu hắn hiện tại là hỗn nguyên nói tiên tu vi, tuy rằng là sơ phẩm hỗn nguyên nói tiên chi cảnh, nhưng cũng là hỗn nguyên A. Há có thể bị một cái hắc ám dọa đến. Dương Nghị Vân trong lòng tự mình an ủi. Thân thể vừa động vừa nhấc chân bán ra bước chân. Người cái nhược kê trở về thần ma điểu vốn dĩ cho rằng Dương Nghị Vân sẽ không bước vào trong bóng đêm, nhưng ai biết chung quy là nói thầm cái này nhược kê lòng hiếu kỳ. Vội vàng hô to, nhưng là Dương Nghị Vân một chân đã bước vào trong bóng đêm. Ha ha, giờ phút này ma thần ý thức một mặt lạc Dương vui sướng khi người gặp họa cười. Nàng là ước gì Dương Nghị Vân đi vào trong bóng đêm rốt cuộc cũng chưa về. Trong bóng đêm đương Dương Nghị Vân một chân bước ra đi sau tức khắc phát hiện bốn phía khí tràng đều đại biến lên. Đây là hắn tự mình cảm nhận được. Phi thường rõ ràng cảm giác. Trong nháy mắt hắn cảm giác cả người đại chấn, lâm vào vô biên trong bóng đêm. Ngay sau đó hắn cảm giác được thân thể của mình tựa hồ một chút bay vọt lên, nhưng loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó liền biến mất. Hắn xác định này không phải ảo giác, thân thể chính là bay vọt dựng lên. Rồi sau đó hắn cư nhiên thấy được hắc ám hoàn cảnh. Phía trước chính là cái gì đều không có nhìn đến cảnh tượng, thuộc về duỗi tay không thấy năm ngón tay cái loại này đen nhánh. Nhưng là hiện tại hắn thấy được, phía sau là một cái kim sắc vòng sáng bao phủ, trước mắt là mênh mang sơn đại. Cũng không có như là phía trước nhìn đến tưởng tượng giống nhau, giờ phút này hắn đi ra vòng sáng bao phủ nơi, chỗ đã thấy đêm tối, giống như là ánh trăng dưới giống nhau. Chẳng qua phía chân trời phía trên cũng không có ánh trăng tồn tại. Chính là hoàn cảnh như vậy mà thôi. Này cũng tựa hồ không có gì sao. Dương Nghị Vân nói thầm một câu. Nhưng mà liền ở hắn nói thầm xong những lời này sau, ngay sau đó lại là trừng lớn hai tròng mắt. Ở hắn bốn phía không biết khi nào xuất hiện một đám bóng dáng. Giống như là màu bạc chiếu rọi dưới bóng dáng. Lại còn có không ngừng một cái, có bóng người có chim bay cá nhảy. Ngay lập tức chi gian hắn bốn phương tám hướng đều xuất hiện bực này bóng dáng. Lại quay đầu lại nhìn lại,
kim sắc màn hào quang cư nhiên biến mất không thấy, hắn chỗ sâu trong nơi chính là một mảnh hoang dã rừng cây. Trong lòng không lý do run lên. Này vẫn là sợ hãi, đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Hắn nghĩ đến, này đó bóng dáng chẳng lẽ chính là thần ma điểu gặp qua ám dạ sinh linh. Nhất định đúng rồi. Đích xác này đó bóng dáng thực quỷ dị, cho hắn một loại đến từ linh hồn sợ hãi. Một đám đang ở hướng về hắn tới gần. Không lý do Dương Nghị Vân có chút phát run. Bởi vì hắn có thể nhìn đến này đó bóng dáng di động mà đến, nhưng lại hoàn toàn cảm thụ không đến chút nào hơi thở dao động, giống như là căn bản không tồn tại. Đây mới là làm trong lòng sợ hãi nguyên nhân. Phải biết rằng thế gian bất luận cái gì sinh linh đều sẽ có hơi thở dao động trong người, cho dù là một con kiến cũng có thể phát ra âm thanh hoặc là sinh mệnh hơi thở. Nhưng này đó bóng dáng tắc không có bất luận cái gì cảm giác. Hắn cư nhiên chút nào đều cảm thụ không đến, giống như là hoàn toàn không tồn tại giống nhau. Há có thể không cho hắn tâm thần sợ hãi. Sợ về sợ nhưng Dương Nghị Vân cũng không tính toán ngồi chờ chết, đôi tay huy đối với này đó bóng dáng đánh đi. Ở tiếp theo, làm hắn càng sợ hãi. Hắn cư nhiên phát huy không ra pháp lực tới. Đến tột cùng sao lại thế này? Dương Nghị Vân làm trò có loại mao cốt đột nhiên. Liền như vậy đinh điểm tạm dừng, bốn phía bóng dáng đã gần người, tới rồi hắn bên người. Khoảnh khắc Dương Nghị Vân liền phát hiện chính mình không động đậy thân thể. Này đó bóng dáng tựa hồ một chút đều chui vào trong thân thể hắn giống nhau. Đương hắn lại không có bất luận cái gì cảm giác, chỉ là cảm thấy thân thể không động đậy nổi. Tiếp theo đó là cảm giác mí mắt bắt đầu càng ngày càng nặng. Cũng không có bất luận cái gì đau đớn cảm giác, chính là cảm giác trên người dày nặng vô cùng, ý thức cư nhiên bắt đầu tan rã lên, hắn trong lòng đi triệu hoán hoa sen đen, nhưng lại không có chút nào phản ứng. Không bao lâu hắn liền cảm giác vô cùng mệt nhọc suy yếu lên, suy yếu đến tùy thời muốn ngủ. Nhưng hắn rõ ràng này nếu là ngủ qua đi, có lẽ liền vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng hắn không có biện pháp, căn bản là vô lực ngăn cản trên người phát sinh bực này trạng thái. Hắn biết chính là những cái đó bóng dáng dở trò quỷ, nhưng chính là không biết như thế nào hóa giải, như thế nào phản kích. Muốn xong đời. Dương Nghị Vân cảm giác chính mình lần này thật muốn quải, này nếu là ngủ qua đi, khả năng liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Liền ở hắn cảm giác muốn xong đời hết sức. Lúc này làm trò là kêu trời không ứng kêu đất không linh. Trong lòng thủ vững cuối cùng một tia ý thức, Dương Nghị Vân duy nhất có thể nghĩ đến chính là chính mình trên người càn khôn hồ. Ôm thử xem tâm thái hắn trong lòng mặc niệm càn khôn hồ. Không phản ứng. Trong lòng chưa từ bỏ ý định, hắn mang theo không dám nội tâm giống ra một câu, càn khôn thần điện. Bởi vì hắn biết càn khôn thần điện trung ẩn chứa khủng bố chi lực. Lần này thật đúng là dùng được. Ong! Một tiếng nổ vang lúc sau, Dương Nghị Vân đột nhiên phát hiện hắn trong đầu thấy được một tòa lập lòe bảy màu ánh sáng cung điện, đúng là càn khôn thần điện. Ngay sau đó hắn toàn thân đều bộc phát ra bảy màu ánh sáng. Oanh! Một thân ầm vang từ trong cơ thể vang lên. Lại tiếp theo rào rạt với trong lòng đại hỉ. Hắn năng động. Cũng là ở ngay lúc này, trong tai đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết. A! À, giờ phút này hắn ý thức hoàn toàn rõ ràng. Trợn to hai mắt, lại là nhìn đến trên người từng đạo bóng dáng, xông ra, tại chỗ tiêu tán. Là càn khôn hồ hoặc là mà nói thần điện bảy màu chi lực. Chấn áp này đó bóng dáng. Bốn phía không gian một trận vặn vẹo, hắn thấy được chính mình. Chuẩn xác nói hắn cư nhiên thấy được một cái khác chính mình, đứng ở hắn phía dưới. Mà hắn còn lại là huyền phù ở giữa không trung. Nhưng tiếng kêu thảm thiết kết thúc, Dương Nghị Vân cũng bỗng nhiên một đầu nện xuống đi, thẳng tắp bay vào một cái khác chính mình trong thân thể. Hô! Bỗng nhiên trợn mắt, giống như là làm một cái ác mộng. Nhưng hắn lại biết sao lại thế này. Không cần suy nghĩ lùi về phía sau một bước, đang xem, cũng đã về tới kim quang trong vòng. Dương Nghị Vân biết vừa rồi chính mình bước vào hắc ám kỳ thật là ý thức rời đi thân thể, lại còn có không phải nguyên thần, là chân chính hắn ý thức rời đi thân thể. Hắc ám hoàn cảnh chung vô thanh vô tức khiến cho hắn ý thức thoát ly thân thể, căn bản không phát hiện, không phát hiện. Trách không được sẽ có cái loại này thân thể bay vọt dựng lên cảm giác, nguyên lai là ý thức rời đi thân thể. Có điểm biểu hiện nguyên thần xuất khiếu. Nhưng ý thức rời đi thân thể, mới đáng sợ nhất. Những cái đó bóng dáng rốt cuộc là cái gì sinh linh, làm trò sợ hãi. Lui về tới sau, Dương Nghị Vân một mông ngồi ở trên mặt đất,
phát hiện chính mình đã là mồ hôi đầy đầu, cả người bị ướt đẫm mồ hôi. Từ 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 thần ma điểu trước tiên bay lại đây tạp đi nói, tiểu tử ngươi mạng lớn a, như thế nào trở về. Thiếu chút nữa điểm lão tử lại muốn đánh bạc mệnh đi, cảm ơn trời đất ngươi cái nhược kê chính mình đã trở lại, bằng không lão tử lại muốn thiếu một giọt bản mạng tinh huyết. Dương Nghị Vân há mồm thở dốc, nghe thần ma điểu trào phúng, trừng mắt nhìn giống nhau vấn đề này điểu mắng nói, ngươi đại gia Nga, thiếu chút nữa tiểu gia liền treo, ngươi có thể ra tay như thế nào không còn sớm ra tay. Mùi lạ lâu, lão tử đều cho ngươi nói vài lần đừng bước vào hắc ám, chính ngươi tìm đường chết trách ta. Thần ma điểu lúc này cũng sẽ không cấp Dương Nghị Vân mặt mũi, há mồm liền tổn hại. Ngươi, ta, Dương Nghị Vân thật đúng là phát hiện phản bác không được thần ma điểu, lần này thật là chính hắn tìm đường chết, trách không được tạp mao điểu. Chính thức lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Ta cái gì ta, tiểu tử ngươi không chết liền thiêu cao hương đi, trong bóng đêm vài thứ kia, chính là sư phụ ngươi trời cao tả cái kia lão hỗn đản cũng không dám dễ dàng đi chiêu chọc. Ngươi một cái nhược kê, còn dám bước vào trong bóng đêm đi, thật giỏi. Thần ma điểu giờ phút này bắt được răn dậy Dương Nghị Vân cơ hội nhưng sảng. Dương Nghị Vân lòng còn sợ hãi nhìn xem đêm tối kinh hồn chưa định. Nửa ngày lại không lời nói, nghe thần ma điểu quở trách hắn. Cảnh sán đi tới đem Dương mỗ nhân nâng dậy nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, hữu kinh vô hiểm. Dương mỗ nhân trong lòng rốt cuộc an ủi không ít, ít nhất còn có cảnh sán quan tâm hắn. Hai người nói chuyện chung đi tới ma thần ý thức bên người. Ha ha, mệnh thật đại. Ma thần ý thức lúc này sau cư nhiên cũng chèn ép Dương Nghị Vân, mang theo vui sướng khi người gặp họa ý cười. Hừ, ngươi tốt nhất thành thật điểm, nếu không tiểu gia không ngại làm ngươi thường thường hình pháp tư vị. Dương Nghị Vân đối ma thần ý thức nhưng không có sắc mặt tốt. Cái này ma đầu với hắn mà nói chính là cái bom, nếu không phải phỏng trừng lộng chết nàng, cũng sẽ liên lụy Lạc Dương, đã sớm thu thập nàng. Cũng may, ở trên người nàng khắc họa hạ côn bằng khắc văn lúc sau thành thật nhiều. Cũng coi như là nắm ma đầu tử huyệt. Thần ma ý thức cười lạnh, tiểu tử bổn đại thần nếu không phải bị quản chế tại đây phúc trong thân thể, ngươi chết một vạn lần. A, à, Dương Nghị Vân cười lạnh. Ngươi ở bản thần trong mắt chỉ là cái con kiến ngươi, có cái gì tư cách cười bản thần. Ma thần ý thức thấy Dương Nghị Vân đối hắn cười lạnh khinh thường nhìn lại bộ dáng, tức khắc giận dữ. Bất quá Dương mỗ nhân cũng cười, nhìn ma thần ý thức hắn nhếch miệng cười nói, đại thần a, ta sợ quá Nga. Dương mỗ nhân hiện tại là một chút đều sợ hãi ma thần, ngược lại là thực khí cái này ma đầu tới rồi hiện tại cũng không biết thu liễm điểm, khí thế còn như vậy kiêu ngạo. Tạp mao điểu trào phúng hắn còn chưa tính, rốt cuộc người một nhà, Nga không, là chính mình điểu. Người một cái tù nhân ma thần ý thức mà thôi, cũng tới cười nhạo. Dương mỗ nhân ở có chút thời điểm tâm nhãn cũng thật không lớn. Theo sau nhếch miệng cười nói, chó má đại thần, thiếu mẹ nó ở tiểu gia trước mặt trang bức, nếu không một giây làm ngươi đau đớn muốn chết, đừng mẹ nó đã quên, ngươi hiện tại bị quản chế ở tiểu gia trong tay ta, nghĩ tới thoải mái, liền cấp tiểu gia nhận rõ tình thế, nếu không không ngại cho ngươi điểm lợi hại nếm thử. Ngươi, ma thần ý thức sắc mặt biến đổi, chung quy không dám ở mở miệng. Đích xác nàng là có điểm bị Dương mỗ nhân ti a tấn sợ. Nhưng hắn là đường đường ma thần a. Khi nào bị một cái con kiến như thế nguy hiểm quá. Tiểu tử, bổn đại thần nãi đường đường ma thần, há là ngươi có thể nhục nhã. Nói cho ngươi, nếu là còn dám nhục nhã bổn đại thần, cùng lắm thì bổn đại thần vứt bỏ thân thể này, cũng muốn đem ngươi cấp diệt. Ma thần ý thức khí thế như cũ kiêu ngạo vô cùng. Ai nha, nói ngươi béo ngươi thật đúng là xuyễn thượng. Tin hay không tiểu cũng hiện tại liền đem ngươi cấp chân áp. Dương Nghị Vân cũng trừng mắt, trong tay quang mang chợt lóe côn bằng chứng liền xuất hiện ở trong tay. Ma thần ý thức nhìn đến Dương Nghị Vân lấy ra côn bằng chứng đồng tử chính là co rụt lại, ngay sau đó lại cũng lạnh giọng nói, ngươi có thể thử xem. Dương Nghị Vân thật đúng là phát hỏa. Bất quá lúc này thần ma điều truyền âm lại đổ hắn trong tai nói, nhược kê đừng kích động, đừng đem ma thần ý thức cấp bức nóng này. Phải biết rằng con thỏ nóng này còn cắn người đâu, ma thần trung quy là ma thần, thủ đoạn đông đảo, thật muốn là đem nàng bức nóng này, không chừng thật là có cái gì thủ đoạn cùng tiểu tử ngươi đồng quy vô tận. Nghe được thần ma điểu nói như vậy, Dương Nghị Vân thật đúng là có chút phát ngốc, hắn cũng không phải cái gì đều không lo lắng. Nhưng là lúc này còn đúng là có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, mạnh miệng thả ra đi, không cho ma thần ý thức điểm giáo huấn, hắn như thế nào hạ đến tới đài. Làm sao bây giờ?
hắn cùng ma thần ý thức rằng co lên, bất quá cũng từ ma thần ý thức trong ánh mắt thấy được phức tạp cùng một tia sợ hãi chợt lóe rồi biến mất. Dương Nghị Vân sửng sốt, ngay sau đó hắn cũng cười, cái này bậc thang chính hắn hạ đi. Bởi vì không có gì mất mặt. Ít nhất hắn đem một tôn ma thần uy hát yêu ta tới rồi, một tôn ma thần đối hắn sinh ra sợ hãi, trong thiên hạ tiên nhân trung sợ cũng không mấy cái có thể làm được đi. Cho nên không mất mặt, từ nào đó góc độ tới nói, làm sao không phải một loại thù vinh. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân nhếch miệng cười nói, xem ở ta sư điệt phân thượng, tiểu gia tạm thời bất hòa ngươi so đo, bất quá tiểu gia ta nhưng cảnh cáo ngươi, đừng mẹ nó khiêu chiến tiểu gia kiên nhẫn. Cuối cùng một câu Dương mẫu nhân nói ra đằng đằng sát khí. Thần ma ý thức nhìn lại, thật là có chút kiêng kỵ, nàng làm sao không phải ở hù dọa Dương Nghị Vân, thật muốn là làm nàng hoàn toàn xé rách mặt, thật đúng là không làm, nàng hiện tại cùng Lạc Dương buộc chặt ở cùng nhau, rời đi Lạc Dương thân thể, cũng là tử lộ một cái, huống chi không rời đi, căn bản liền chia lìa không được, chỉ có dung hợp một cái lộ. Biết rõ Dương Nghị Vân là ở Uyhiota, nhưng lại không dám lại đi kích thích Dương Nghị Vân. Chỉ là hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Giảng nói thật ma thần ý thức là hận chết Dương Nghị Vân một loại, nhưng lại không có biện pháp, Dương mẫu nhân trong tay thượng côn bằng chứng kia cũng thật không phải đùa giỡn. Hai người tranh phong một phen, ai cũng không chiếm được thượng phong. Theo sau Dương Nghị Vân ngồi xuống một bên, chuẩn bị điều trị nghỉ ngơi chờ đợi hừng đông. Hỗn loạn tiên vực đêm tối đích xác đáng sợ, nhưng ban ngày lúc sau hết thảy liền sẽ bình thường. Thần ma chim bay rơi xuống Dương Nghị Vân trên vai, mở cửa nói, nhược kê ngươi vừa rồi trong bóng đêm nhìn thấy gì. Đối với điểm này Dương Nghị Vân cũng có nghi vấn, đơn giản đem phía trước trong bóng đêm nhìn đến những cái đó nói ra, hắn cũng muốn hiểu biết hiểu biết. Nói xong lúc sau, Dương Nghị Vân hỏi thần ma điều nói, những cái đó bóng dáng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta cảm thụ chung căn bản là không giống như là có linh hồn đặc thù sinh linh. Ai biết được. Năm đó sư phụ ngươi trời cao tà cái kia lão hỗn đản cũng như vậy hỏi qua ta, nhưng là lão tử cũng không biết đó là cái gì sinh linh, bất quá. Lão tử suy đoán nhất định cùng thần ma đại kiếp nạn có quan hệ, điểm này có lẽ ngươi có thể hỏi một chút Lạc Dương. Thần ma điều nói. Hỏi nàng, Dương Nghị Vân trợn trắng mắt, hắn tự nhiên biết đến thần ma điều nói chính là ma thần ý thức một mặt Lạc Dương. Đúng vậy, ma đầu là chân ma thần, nếu có thể phân ra ma hồn tới chuyển sinh tránh né đại kiếp nạn. Nghĩ đến là biết một chút sự tình, ngươi có thể hỏi một chút xem. Thần ma điểu nói. Thảo, ngươi không phải được xưng tam giới đệ nhất thần ma điểu sao, ngươi như thế nào không biết. Dương Nghị Vân trung quy bắt được tạp mao điểu một lần. Lão tử, tính, lão tử không muốn cùng ngươi cái nhược kê nói chuyện, ái hỏi không hỏi. Thần ma điểu bị Dương Nghị Vân nói cấp nghẹn tới rồi, ấp úng một hồi, dứt khoát nhắm lại hai mắt không hề cùng Dương Nghị Vân nói chuyện. Ha ha, Dương Nghị Vân cười nhạo thần ma điểu. Bất quá hắn chung quy là đem ánh mắt đặt ở ma thần ý thức một mặt Lạc Dương trên người. Đêm dài từ từ. Có phải hay không đi tìm cái này ma đầu trò chuyện? Đi liền đi thôi, tiểu gia chẳng lẽ còn sợ nàng không thành? Dương mẫu nhân nội tâm cũng đối hỗn loạn tiên vực trong đêm đen những cái đó sinh linh tràn ngập nghi vấn, tự nhiên muốn biết biết. Còn đừng nói, ma thần ý thức tuy rằng là ma đầu. Nhưng lại là siêu việt tiên nhân trình tự càng cao sinh linh, tất nhiên biết một ít bí văn. Cũng không biết nàng có nguyện ý hay không cùng chính mình nói chuyện. Ngẫm lại từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này ma đầu chính là chính mình tù nhân, cũng không có gì không hảo hỏi, khách khí mới là làm ra vẻ. Như vậy tưởng tượng, Dương mẫu nhân đứng dậy, trực tiếp ở qua đi, ngồi ở ma thần ý thức bên người mở miệng, uy, đại thần, chúng ta tâm sự. Ma thần ý thức, a. Đối Dương mẫu nhân vẻ mặt khinh thường. Người mẹ nó có thể hay không cần cảm giác về sự ưu việt. Người hiện tại nhiều nhất chỉ là một cái ma hồn mà thôi, chẳng sợ ngươi là ma thần, kia mẹ nó là trước đây, hiện tại nói khó nghe điểm, ngươi là chính là tiểu gia ta tù nhân, đừng ở tiểu gia trước mặt có cảm giác về sự ưu việt. Người hiện tại chiếm cứ phúc thân thể vẫn là ta sư điệt Lạc Dương, hơn nữa tiểu gia tùy thời có thể sử dụng côn bằng chứng chấn áp tia, a tấn ngươi. Chính là tiểu gia ta hiện tại muốn cho ngươi cấp tiểu gia ấm ổ chăn, ngươi cũng chưa đến lựa chọn, hướng hòa bình ở chung, liền cấp lão tử thành thật điểm, bồi tiểu gia ta trò chuyện, bằng không khó chịu ta chỉnh chết ngươi tin không. Dương mẫu nhân là hoàn toàn chơi nổi lên vô lại, uy hát yêu ta ma thần ý thức, bằng không cũng nói không nên lời ấm ổ chăn nói tới. Ngươi dám ma thần ý thức đôi mắt chừng, đằng một chút đứng dậy, gắt gao nhìn thẳng Dương Nghị Vân,
hiển nhiên là bị Dương Mẫu Nhân nói lại cấp kích thích. Đừng khẩn trương, tiểu gia ta chính là nói mà thôi, đương nhiên tiền đề là ta có chút vấn đề yêu cầu ngươi cho ta giải thích nghi hoặc. Dương Nghị Vân xua xua tay nói. Đúng vậy, trong bóng đêm sự có hứng thú đi. Ma thần ý thức hỏi, đồng thời nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là sợ Dương Nghị Vân sằng bậy. Không lỗ là ma thần, đối, ta yêu cầu hiểu biết một chút trong bóng đêm những cái đó sinh linh rốt cuộc là chuyện như thế nào. Dương Nghị Vân ánh mắt sáng lên nói. Bổn đại thần thật đúng là biết đến, bất quá vì cái gì muốn nói cho ngươi đâu. Ma thần ý thức mang theo nhàn nhạt ý cười nói chuyện. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt, hắn có thể nhìn ra được tới cũng không phải không thể nói, ma thần ý thức có lẽ thật đúng là có thể nói ra cái 1-2-3 tới, chẳng qua này ma đầu hiển nhiên là tưởng cái chính mình nói điều kiện. Ha ha cười nói, có điều kiện gì nói, chỉ cần không quá phận tiểu gia ta đáp ứng ngươi, chỉ là thỏa mãn một chút tiểu gia ta lòng hiếu kỳ mà thôi, có biết hay không đều không sao cả, có thể không. Ma thần ý thức nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân, thật là như thế, lại cũng dứt khoát. Mở miệng nói, bổn đại thần cho ngươi nói cũng không phải không thể, bất quá tiểu tử ngươi nghe, từ nay về sau không được dùng côn bằng chứng lực lượng chân áp ta. Dương Nghị Vân mở miệng, cái này sao, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, sẽ không vô duyên vô cớ vận dụng côn bằng chứng, điểm này ngươi rõ ràng. Hảo, thành giao, chung quy ma thần ý thức đáp ứng rồi. Kỳ thật chính là cái hiệp nghị mà thôi, có thể làm Dương Nghị Vân thiếu dùng côn bằng chứng tới đối phó nàng, đáp ứng vô pháp. Chỉ là cấp tiểu tử này giảng giải một ít kiến thức mà thôi, đối nàng tới nói chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nói đi, ta đáp ứng ngươi, về sau sẽ không vô duyên vô cớ đối với ngươi sử dụng côn bằng chứng lực lượng. Dương Mẫu Nhân nói chuyện tự nhiên sẽ không đem nói chết. Tiện đà hỏi, trong bóng đêm những cái đó sinh linh có phải hay không ma môn ma tộc? Dương Nghị Vân hỏi ra trong lòng nói, ở trong lòng hắn đan phương là âm u sinh linh luôn là sẽ tưởng thành là ma tộc. Ma thần ý thức đạm đạm cười nói, ha ha, người quá xem trọng ta ma tộc, những cái đó sinh linh muốn thật là ta ma tộc nói, thế giới này liền sẽ không có thần ma chi phân, tiên ma chi phân. Đó là cái gì, nghe người ý tứ, trong bóng đêm những cái đó sinh linh so các ngươi ma thần còn khủng bố. Dương Nghị Vân trong lòng có chút chấn động. Thần ma đại kiếp nạn chung ra đời, quỷ dị, hoặc là nói những cái đó là không hề trong tam giới, cùng chúng ta hoàn toàn không hề một cái thế giới quỷ dị. Ma thần ý thức một mặt lạc Dương lời này vừa ra, khiến cho Dương Nghị Vân cả người chấn động. Quỷ dị, đó là cái gì sinh linh? Dương Nghị Vân vẫn là lần đầu tiên nghe được quỷ dị cái này từ ngữ. Không coi là sinh linh, mới thôi quỷ dị, ở thế giới này thế gian có vạn vật, đều có thể xưng là vạn vật sinh linh, đó là bởi vì đều có thể giao ra tên tới, cũng đều có căn nguyên có thể tìm ra. Nhưng kêu không thượng tên, không có căn nguyên có thể tìm ra giả, xưng là quỷ dị. Không thuộc về thế giới này trong vòng, phi thần phi ma. Không có thân hình, không có nguyên thần, chỉ có thể nhìn đến một cái bóng dáng, cảm thụ không đến bất luận cái gì hơi thở tồn tại, nhưng lại có thể ở vô thanh vô tức chung cắn nuốt vạn vật sinh linh ý thức, đây là quỷ dị. Ở thần ma thời đại liền xuất hiện, cũng là thần ma đại kiếp nạn căn nguyên, tiểu tử ngươi chỗ đã thấy kia chỉ là một ít da lông mà thôi. Chân chính quỷ dị vô pháp tưởng tượng, chúng nó trong đêm tối. Ám dạ buông xuống chính là quỷ dị xuất động ngày, nếu là có một ngày chúng ta thế giới biến mất quang minh, chính là toàn bộ thế giới bị quỷ dị hủy diệt là lúc, quang minh biến mất, ám dạ buông xuống, chính là vạn vật diệt vong ngày. Ha ha thần ma chi tranh, thần ma chi chiến, đều là vô căn cứ một hồi. Tóm lại một câu, tiểu tử ngươi nhớ kỹ đừng đi tới gần những cái đó quỷ dị, ở hỗn loạn tiên vực nơi này xuất hiện hắc ám quỷ dị không coi là cái gì, chân chính quỷ dị, không hề địa giới. Nói chuyện đến cuối cùng ma thần ý thức nhưng thật ra có vài phần thê lương. Dương Nghị Vân nhìn không được nói, chẳng lẽ các ngươi thần Thượng Hải không đối phó được cái gọi là quỷ dị? Có lẽ đi ma thần ý thức trả lời có chút không thể hiểu được. Lúc sau nói chuyện với nhau cũng không có thực chất tính tiến triển, hai người kết thúc đối thoại. Bởi vì ma thần ý thức cũng nói không rõ quỷ dị chân chính lai lịch, hoặc là nói Dương Nghị Vân cảm giác nàng không nghĩ nói thêm khởi. Nếu không muốn nói. Kia Dương Nghị Vân cũng không ở truy vấn, quả thật hắn hiện tại tu vi thực lực, đích xác biết nhiều ngược lại không phải chuyện tốt. Còn cần hảo hảo nỗ lực tu luyện mới là, đối với hỗn loạn tiên vực hắc ám, hắn đã biết đáng sợ chỗ, ngày sau tận lực không đi đụng chạm đó là. Như thế một đêm thời gian cũng đi qua. Ngày hôm sau sáng sớm, ám dạ như thủy triều thối lui, đả tọa chung Dương Nghị Vân mở hai mắt.
rốt cuộc sáng. Đây là hắn ở hỗn loạn tiên vực đọc quá cái thứ nhất ám dạ, ấn tượng khắc sâu. Cũng là ở ngay lúc này ma thần ý thức cả người chấn động, ngay sau đó Dương Nghị Vân liền nhìn đến nàng hai mắt màu đỏ đậm thối lui, khôi phục bình thường. Hắn biết là Lạc Dương đã trở lại. Quả nhiên Lạc Dương mở miệng nói chuyện, làm tiểu sư thúc lo lắng. Nàng tuy rằng ở ban đêm ý thức không phải chủ đạo, nhưng lại có thể cảm giác đến phát sinh hết thảy, đồng dạng ma thần ý thức cũng có thể cảm giác đến nàng đang làm cái gì. Tự nhiên biết tối hôm qua phát sinh sự. Không sao, người không có việc gì liền hảo, chuẩn bị một chút chúng ta nên xuất phát, luôn là đãi ở núi lớn không phải chuyện này. Dương Nghị Vân dừng tay ý bảo Lạc Dương đừng khách khí. Trong mắt hắn Lạc Dương ôn nhu, ma thần ý thức bá đạo tà ác, hai người phía trước nói chuyện ngữ khí đều không giống nhau. Càng thích cùng Lạc Dương nói chuyện. Ân, tiểu sư thúc kế tiếp muốn đi đâu nhi, nhưng có mục tiêu. Lạc Dương hỏi. Dương Nghị Vân gãi gãi đầu, đối hỗn loạn tiên vực ta thật đúng là không rõ ràng lắm, cũng không có bản đồ, chúng ta đi trước ra núi lớn ở làm tính toán đi. Lạc Dương trầm ngâm một chút nói lên bản đồ ta đột nhiên nhớ tới, ta từng nhớ tựa hồ cất chứa quá một ít địa phương, cũng không biết có hay không hỗn loạn tiên vực, tiểu sư thúc chờ một lát ta tìm xem. Dương Nghị Vân nghe Lạc Dương nói như thế, trong lòng vui vẻ liên tục gật đầu, ý bảo Lạc Dương đi tìm. Là to như vậy tiên giới, nếu là có bản đồ sẽ là một cái đại trợ lực. Lạc Dương đứng ở tại chỗ nhắm lại hai mắt, ước chừng 5-6 phút sau, Lạc Dương mở hai mắt, trong tay một phen xuất hiện một trưởng gia thú, trên mặt mang theo ý cười nói, thật đúng là tìm có hỗn loạn lĩnh vực địa phương. Nói chuyện chung tiến lên cấp Dương Nghị Vân quan sát. Hai người tính toán. Đầu tiên phát hiện bọn họ nơi ở, thật là 10 vạn ma thần Bắc Bộ. Lạc Dương trong tay bản đồ cũng không phải bình thường bản đồ, hoặc là nói tiên nhân sử dụng bản đồ đều là pháp lực hội tụ mà thành, trên bản đồ chung đưa vào pháp lực lúc sau, sẽ hiện ra thu nhỏ lại bản lên núi xuyên con sông từ từ, hoàn toàn đem toàn bộ trên bản đồ sở hữu địa phương bày biện ra tới. Toàn bộ hỗn loạn tiên vực nhìn qua 8-9 thành đô là sơn xuyên, vô cùng vô tận. Vẽ bản đồ người cũng không có khả năng đem toàn bộ hỗn loạn tiên vực vẽ xuống dưới, chỉ có thể vẽ ra đại khái, rất nhiều địa phương đều là hoang dã. Tại đây bức bản đồ thượng vẽ rõ ràng cũng chỉ là lung tung lĩnh vực phương đông bản đồ, nhưng lại cũng đã phi thường lớn. Dựa theo Lạc Dương nói, đây là một chương tàn phá cổ bản đồ, rất nhiều địa phương đều không có vẽ ở mặt trên, nhưng hỗn loạn tiên vực phương đông địa vực cơ bản đầy đủ hết, bởi vì phương đông là nhân tộc tương đối nhiều hội tụ mà. Cho nên vẽ giả cũng chỉ là vẽ hỗn loạn tiên vực phương đông. Bất quá liền tính như thế, phương đông nơi cũng là cuồn cuộn to lớn, sinh linh ngàn tỷ. Tiểu sư phụ khoảng cách chúng ta nơi 10 vạn ma sơn 9 vạn dặm ở ngoài, có tòa hỗn loạn chi thành, nơi nào tương đối tới nói an toàn, cũng hội tụ rất nhiều tiên môn thế lực, nhân tộc chiếm đa số, chúng ta trực tiếp đi hỗn loạn chi thành như thế nào? Lạc Dương kiến nghị nói. Hảo, liền đi hỗn loạn chi thành đi. Dương Nghị Vân gật đầu. Từ trên bản đồ, cũng coi như là khoảng cách bọn họ gần nhất một tòa thành trì. Địa phương khác cũng có thành trì, nhưng tương đối tới nói muốn xa hơn. Hắn tạm thời tưởng lưu lại nơi này nguyên nhân tự nhiên là, tưởng ở hỗn loạn tiên vực siêu tập đến luyện chế Mỹ Kim Đại La Tiên Đan tài liệu, đã có thành trì, có nhân tộc nghĩ đến là không khó. Cũng không thể đãi thời gian quá dài, hắn còn chuẩn bị hồi Tiên Đan Thành đi, Tuyết Hương cùng Mông Điểm còn lưu tại Tiên Đan Thành, tất nhiên là lo lắng. Lần này bị ma thần ý thức cấp một chút đưa tới xa như vậy, cũng là cái ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến Tuyết Hương cùng Mông Điềm là lo lắng, Dương Nghị Vân nghĩ đi hỗn loạn chi thành, nghĩ cách liên hệ các nàng báo cái bình an là tốt. Đến nỗi Tuyết Hương cùng Mông Điềm an toàn vấn đề, Dương Nghị Vân là không lo lắng, nếu cùng Đinh Hòa Bình bọn họ ở bên nhau, vậy sẽ đi luyện tạo tiên minh, sẽ là an toàn. Xác định phương hướng lúc sau, Dương Nghị Vân mang theo Lạc Dương cùng cảnh sán xuất phát. Bọn họ có một ngày thời gian, trời tối phía trước cần thiết muốn đuổi tới hỗn loạn chi thành, nếu không không chừng lại muốn ra cái gì nhiễu loạn. Có bản đồ lúc sau, ba người lên đường nhưng thật ra nhanh không hảo thiếu. Ba cái canh giờ lúc sau, đi ra 10 vạn ma sơn, vốn dĩ bọn họ liền không ở 10 vạn ma sơn chỗ sâu trong, chỉ là ở mảnh đất giáp danh, đảo cũng đi mau. Lại là không nghĩ tới mới vừa đi ra 10 vạn ma sơn phạm vi, tới rồi một cái sông nhỏ trước. Chuẩn bị nghỉ ngơi một lát hết sức, biến cố đã xảy ra. Cứu mạng a! Mơ hồ chung ở sông nhỏ thượng du, nghe được cầu cứu thanh. Các ngươi nghe được cái gì thanh âm không có? Dương Nghị Vân hỏi Lạc Dương cùng cảnh sán. Cảnh sán gật gật đầu,
giống như nghe được nữ nhân cầu cứu thanh. Ta không nghe được, Lạc Dương trả lời sạch sẽ nhanh nhẹn. Ân, Dương Nghị Vân nhìn Lạc Dương mặt mang nghi hoặc. Lẽ ra hắn cùng cảnh sán tu vi đều phải so Lạc Dương thấp, đều nghe được cầu cứu thanh, Lạc Dương không có khả năng nghe không được, trừ phi nàng không muốn nghe đến. Đối mặt Dương Nghị Vân vẻ mặt dò hỏi chi sắc, Lạc Dương cười khổ một chút nói, tiểu sư thúc ta tuy rằng không có tới hỗn loạn tiên vực chính là đối, hỗn loạn tiên vực chỉ là vẫn là nghe người qua, nơi này hỗn loạn, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đi. Dương Nghị Vân nga một tiếng, liền nói sao, nàng không có khả năng nghe không được, chỉ là không nghĩ trêu chọc phiền toái, đây là sợ hắn cái này sư thúc chọc phiền toái. Đối này Dương Nghị Vân cũng cười cười nói, người nói có đạo lý. Chúng ta đây liền mặc kệ, cũng đừng nghỉ ngơi tiếp tục lên đường đi. Như thế rất tốt, Lạc Dương gật đầu. Ba người chuẩn bị tiếp tục lên đường. Nhưng lúc này cái kia cầu cứu thanh từ xa tới gần. Cứu mạng a! Chỉ chớp mắt Dương Nghị Vân thấy được một nữ tử từ thượng du mà đến. Nhìn qua cả người máu chảy đầm đìa, tựa hồ chịu quá trọng thương, cũng như là bị đuổi giết. Thực mau tên này nữ tử tiến vào bọn họ tầm mắt, khoảng cách mười mấy mét chỗ. Một cái thương lãng ngã xuống trên mặt đất, nhìn qua ăn mặc rách nát, đảo như là cái thôn cô. Cảm giác chung tựa hồ vẫn là cái người thường, không có bất luận cái gì hơi thở tồn tại. Dương Nghị Vân nhìn không được dừng lại. Tiểu sư thúc Lạc Dương mở miệng nhìn hắn, kia ý tứ là không cần lo cho nhàn sự. Ách tính tính, coi như không nhìn thấy, chúng ta đi thôi. Dương mỗ nhân cười khổ nói chuyện. Mà giờ phút này lại có thanh âm vang lên. Dương Nghị Vân thấy được ba gã cầm trong tay đao kiếm thô hán xuất hiện, mục tiêu hiển nhiên là ngã trên mặt đất nữ tử. Hắc hắc, tiểu nương tử lúc này xem ngươi hướng kia chạy. Trong đó một gã đại hán nụ cười đãng nói chuyện, nhìn chằm chằm nữ tử hai tròng mắt chung tràn đầy tham lam. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, Lạc Dương này mấy người tựa đều là phàm tục người. Sư thúc nơi này là hỗn loạn tiên vực, toàn bộ tiên giới hỗn loạn nhất địa phương, có phải hay không phàm nhân ta không biết. Ta chỉ nghe nói quá ở hỗn loạn tiên vực cho dù là tiên nhân cũng khó có thể sinh tồn. Lạc Dương nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, hảo đi, mặc kệ, chúng ta đi thôi. Đích xác hắn biết ở chỗ này hoang sơn dã lĩnh xuất hiện bốn cái phàm nhân, có chút không thích hợp, cho dù là cái kia nữ tử bị đuổi giết, cũng là không bình thường. Cầu xin ngươi cứu mạng. Nhưng Dương Nghị Vân chuyển qua đều thời điểm, nữ tử nhìn hắn ánh mắt ngươi tràn ngập hy vọng cùng cứu trợ. Nhưng Dương Nghị Vân như cũ quay đầu liền đi. Lạc Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, sợ Dương Nghị Vân sẽ đi lo chuyện bao đồng, do đó làm mọi người đều lâm vào nguy hiểm bên trong, nơi này là hỗn loạn tiên vực, tiên giới hỗn loạn nhất nguy hiểm địa phương, chuyện gì đều là có khả năng phát sinh. Ba người đi bước một đi xa. Nhưng Dương Nghị Vân nghe được phía sau tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, cùng với ba cái ác hán đãng cười to. Ha ha ha, tiểu nương tử đừng sợ. Đại gia nhóm sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Không cần tưởng, Dương Nghị Vân đều có thể biết cái kia nữ tử kết quả cuối cùng sẽ là cái dạng gì. Hắn cúi đầu tiếp tục đi trước, nhưng trong đầu tràn đầy xoay người phía trước, cái kia nữ tử tuyệt vọng ánh mắt. Đi ra mấy trăm mễ sau, Dương Nghị Vân bỗng nhiên dừng lại đối cảnh sán cùng Lạc Dương nói, các ngươi đi trước, ta theo sau liền tới. Nói xong xoay người bước nhanh đổ trở về. Tiểu sư thúc, Vân tử. Lạc Dương cùng cảnh sán hô to. Nhưng Dương Nghị Vân đầu cũng không quay lại, cũng không có dừng lại. Hai nàng liếc nhau, đều biết không thích hợp, nhưng Dương Nghị Vân như cũ đi. Các nàng hai cái là tiên giới dân bản xứ sinh ra, tự nhiên trong lòng rõ ràng tiên giới là cái bộ dáng gì thế giới, nhưng mà Dương Nghị Vân lại là bay lên mà đến người, đối tiên giới hoàn cảnh chung quy là không hiểu biết. Lạc Dương bằng không Dương Nghị Vân lo chuyện bao đồng, nhưng thật ra không nói nàng tâm tàn nhẫn. Mà là nàng rõ ràng tiên giới chính là một cái cá lớn nuốt cá bé hoàn cảnh, hơn nữa nơi này là hỗn loạn tiên vực, đối với xuất hiện bốn cái phàm nhân liền càng là cảnh giác. Nhưng chung quy Dương Nghị Vân vẫn là không nhịn xuống. Cái này làm cho Lạc Dương thực lo lắng. Nàng tuy rằng là tiên vương chi cảnh, nhưng lại cũng biết tới rồi hỗn loạn tiên vực, tiên vương cũng không tính cái gì, bởi vì nơi này là tiên giới nhất hỗn loạn quỷ dị địa phương, phát sinh bất luận cái gì sự đều không kỳ quái. Ngay sau đó Lạc Dương cùng cảnh sán cũng đuổi theo. Bên kia Dương Nghị Vân lại là ở cùng thần ma điểu đối thoại. Tiểu tử Lạc Dương nói không sai, ngươi xen vào việc người khác, cũng không phải là chuyện tốt. Nga vẫn luôn ngồi xổm Dương Nghị Vân trên vai ngủ gật thần ma điểu mở miệng nói chuyện.
ở ngươi trong mắt kia bốn cái có phải hay không phàm nhân? Dương Nghị Vân hỏi lại thần ma điểu. Còn đừng nói lão tử cũng nhìn không ra kia mấy người sâu cạn tới, tựa hồ chính là phàm nhân, nhưng cảm giác luôn có chút không thích hợp, nơi này là hỗn loạn tiên vực, tiểu tử ngươi xen vào việc người khác làm gì. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, hà tất cho chính mình tìm phiền toái. Vạn nhất thực sự có vấn đề, tiểu tử ngươi đừng trách lão tử không nhắc nhở, nói nữa, liền tính là phàm nhân có thể như thế nào, mấy cái phàm nhân mà thôi, chết thì chết đi, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, cái kia phàm nhân không có sinh tử, sớm muộn gì đều giống nhau không phải. Thần ma điều cấp Dương Nghị Vân giảng đạo lý. Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt, tiểu gia ta cũng là phàm nhân, chẳng qua là bước lên đại đạo mà thôi, ngươi cũng nói nhìn không ra bọn họ có cái gì vấn đề, chính là phàm nhân, ta đây cần thiết quản quản. Khác không nói, cái kia nữ tử là vô tội phàm nhân, ba cái ác hán đương sát. Dương Nghị Vân nói chuyện chung vung tay lên, ba đạo dòng khí mà đi. Ngay sau đó ba tiếng kêu thảm thiết. Lại là nơi xa ba cái ác hán ngã xuống vũng máu chung. Lúc này hắn tiếp tục nói, ta càn khôn chi trước mắt, cũng không thấy ra cái gì không đúng, một khi đã như vậy có thể cứu vì sao không cứu. Nếu là không cứu nàng, ta đạo tâm bất an, đối tu hành vô ích, ta biết chính mình đang làm cái gì, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa ngươi. Dương Nghị Vân dứt lời đã muốn chạy tới trên mặt đất nữ tử bên người. Giờ phút này nhìn lại, nữ tử trên người quần áo đã bị ba cái ác hán xé lạn, cơ hồ xích quả quả. Hắn vung tay lên lấy ra một kiện quần áo ném qua đi nói, mặc xong quần áo. Cứu nữ tử này, hắn cũng biết không thích hợp, nhưng vạn nhất đâu. Vạn nhất nữ tử đúng là phàm nhân, hắn hôm nay không phải, liền sẽ bị ba cái ác hán đạp hư. Từ nay về sau hắn đạo tâm liền sẽ lưu lại vết rách. Cho nên hắn cứu. Cho dù là xảy ra vấn đề, cũng không hối hận. Chính như cấp tạp mao điểu lời nói, hắn cũng là người, một tu đạo phàm nhân. Không cứu người, hắn liền xứng làm người. Càng gì nói tu tiên. Như vậy, tu tiên cầu đạo có tác dụng gì? Đích xác thế giới này là cá lớn nuốt cá bé luật rừng, nhưng còn có một cái pháp tắc là, cường giả hẳn là bảo hộ kẻ yếu. Cường giả càng hẳn là trừng ác dương thiện. Đa tạ ân công cứu mạng, nữ tử mặc tốt quần áo, quỳ gối Dương Nghị Vân trước mặt tạ ơn. Vung tay lên Dương Nghị Vân đem nữ tử nâng dựng lên, ngay sau đó nhìn thoáng qua nữ tử, nàng này tuy chật vật, khá vậy sinh rất có tư sắc, nhưng Dương mẫu nhân lần này thật là vì cứu người, không đổ cái gì sắc đẹp. Cũng không nhúc nhích cái gì tà niệm. Lại phất tay đem trên người nàng một ít thương thế chữa khỏi. Đi ngang qua sân khấu trung Dương Nghị Vân cố ý kiểm thi rồi một chút, nữ tử như cũ phổ phổ thông thông, không có bất luận cái gì tu hành hơi thở tồn tại, mà trên người nàng thương thế, nhìn là nhiều, kỳ thật đều là một vết bị thương ngoài da, đảo mắt chữa khỏi. Nữ tử nhìn Dương Nghị Vân phất tay chi gian đem chính mình trên người thương thế chữa khỏi, trên mặt hiện ra kính ý cùng vui mừng liền phải lại lần nữa đại bái, khẩu hô, đa tạ thần minh cứu giúp. Nghe nữ tử kêu chính mình thần minh nhưng thật ra làm Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, nhìn dáng vẻ nữ tử này biết tu hành hạng người, ở phàm nhân trong mắt, người tu hành chính là thần minh, điểm này không kỳ quái, kỳ quái chính là phàm nhân rất ít có biết người tu hành. Nhưng hiển nhiên nữ tử này biết. Trầm ngâm hỏi nữ tử nói, người vì sao vì tại nơi đây bị người đuổi giết? Vì sao lại xưng ta vì thần minh? Là người ở nơi nào thì? Dương Nghị Vân liên tiếp hỏi ba cái vấn đề. Mà nữ tử trong mắt lập lòe, lại là như cũ mang theo kính ý trả lời, thần minh tại thượng, tiểu nữ kêu Hoa Nương, gia chủ nơi đây 60 dặm ngoại Hoa Gia thôn, hôm nay vốn là cùng phu quân ra tới đốn củi, lại không nghĩ gặp phải nơi đây 300 dặm Thanh Lang Sơn sơn phỉ, bọn họ giết ta phu quân, lại là muốn nhục nhã nô gia, lúc sau liền đụng phải thần minh đại nhân. Thần minh đại nhân có điều không biết, ở hỗn loạn tiên vực vào thành sẽ có mặt khác thần minh đại nhân tiến vào 10 vạn sơn. Chúng ta Hoa Gia thôn chiêu đãi quá một ít như ngài giống nhau thần minh, cho nên tiểu nữ chỉ hiểu thần minh tồn tại, trên thực tế chúng ta đời đời người đều biết có thần minh. Dương Nghị Vân cũng nghe minh bạch, hỗn loạn tiên vực thoạt nhìn đích xác có phàm nhân, hơn nữa tiên nhân cùng phàm nhân cộng đồng tồn tại, nhưng ở Hoa Nương trong miệng, tiên nhân sẽ bảo hộ phàm nhân, bọn họ đối tiên nhân xưng hô ở chỗ này là thần minh. Nghe tựa hồ cũng không có gì không thích hợp. Giờ phút này Lạc Dương cùng Cảnh Sán cũng lại đây. Nhìn Hoa Nương vài lần, Lạc Dương liền nói, tiểu sư thúc nếu người cứu, chúng ta liền lên đường đi. Lúc này Hoa Nương lại là sắc mặt khẩn trương cầu xin ra tiếng, cầu thần minh đại nhân rèn luyện,
có thể đưa ta về nhà, ta sợ sẽ lại gặp phải Sơn Phỉ. Lạc Dương đôi mắt nheo lại bỗng nhiên trừng mắt nhìn qua đi, làm Hoa Nương khiếp sợ, một chút tránh ở Dương Nghị Vân phía sau. Dương Nghị Vân ngẫm lại mở miệng nói, Lạc Dương bọn họ thôn không xa là có thể 60 dặm, nếu người đều cứu, không ngại đưa nàng đoạn đường, cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Tiểu sư thúc Lạc Dương lần này là thật hết chỗ nói rồi. Được rồi, liền như vậy làm đi, chúng ta là tu hành hạng người, nàng một giới phàm nhân, ngươi nhìn xem ta cứu lúc sau không cũng không có gì sự sao, ha ha, đi thôi. Dương Mỗ nhân ý bảo Hoa Nương dẫn đường. Mà cái này kêu Hoa Nương nữ tử đại hỉ liên tục nói lời cảm tạ, chẳng qua nàng xoay người dẫn đường hết sức, lại là không có người nhìn đến, nàng trong ánh mắt hiện lên một tia yêu dị xanh biếc. Lạc Dương cùng cảnh sán nhìn Dương Nghị Vân khăng khăng như thế, lại cũng không có biện pháp, chỉ có thể dậm chân một cái theo đi lên. Đến nỗi Dương Mỗ nhân sao? Hắn cũng không ngốc, cũng biết nữ tử này cổ quái, nhưng hắn thật sự không phát hiện nàng có chỗ nào không thích hợp, xem xét vài biến, đều phát hiện nàng 10 cái phàm nhân. Vì làm chính mình đạo tâm an ổn, đơn giản liền đưa nữ tử này về nhà. Thật muốn là có cái gì cổ quái, hắn đảo cũng không sợ. Trên đường cũng từ nữ tử trong miệng biết được, kỳ thật giống các nàng Hoa Gia thôn loại này thôn cũng có không ít, đều là phàm nhân thôn trang, Hoa Gia thôn cũng liền 7-8 hộ nhân gia, toàn thôn thêm lên không đến 30 người. Đương Dương Nghị Vân vấn đề đêm tối thời điểm, Hoa Nương trả lời là, trong thôn bốn phía đều có không ít cổ xưa thần tượng tồn tại, cho nên thực an toàn, chim bay cá nhảy đều sẽ không vào thôn. Bọn họ sinh hoạt chủ yếu là săn thú mà sống. Nghe tới hết thảy đều hợp tình hợp lý. Lại cũng làm Dương Nghị Vân đối hỗn loạn tiên vực tồn tại có một ít hứng thú. Thần Minh đại nhân đến rồi, chỗ nào chính là chúng ta Hoa Gia thôn. 60 dặm mà thôi, đối Dương Nghị Vân ba người tới nói không tính cái gì, mang theo Hoa Nương cũng không chậm, nửa canh giờ liền đến. Dương Nghị Vân ba người nhìn lại, quả nhiên thấy được có nhà tranh, chính là thôn xóm bộ dáng. Chờ tới rồi cửa thôn lúc sau, lại là thấy được hoàn chỉnh một tôn tượng đá. Này tôn tượng đá nhìn qua rất cao lớn, ước chừng có 9 mét rất cao, so với tối hôm qua Dương Nghị Vân ba người nhìn đến vô đầu tượng đá lớn hơn, cũng là một tôn toàn diện tượng đá. Coi trọng lại là một tôn nhân thân điểu đầu tượng đá. Vài vị thần minh đại nhân còn thỉnh nhập thôn, ân cứu mạng Hoa Nương không có gì báo đáp, lý nên vào thôn nghỉ chân một chút uống một ngụm trà thủy. Dương Nghị Vân mở miệng nói, dẫn đường đi. Đây là hắn ở hỗn loạn tiên vực nhìn thấy cái thứ nhất thôn trang. Nếu đều tới rồi, tự nhiên muốn vào thôn nhìn xem mới là. Tiểu sư thúc Lạc Dương trong lòng có chút bất an. Đi thôi, đều tới rồi. Dương Nghị Vân ha hả cười đi theo Hoa Nương đi vào thôn. Nhưng mà mới vừa tiến thôn, Dương Nghị Vân liền nhíu mày. Hắn nghe thấy được mùi máu tươi nói. Sắc mặt biến đổi, nhìn thoáng qua Lạc Dương cùng cảnh sán. Lúc này nhị nữ cũng nhìn về phía hắn. Người huyết khí vị cảnh sán trầm giọng mở miệng. Tiểu sư thúc nữ nhân kia không thấy giờ phút này Lạc Dương đột nhiên xem khẩu. Dương Nghị Vân vừa thấy, quả nhiên, vừa mới còn ở phía trước dẫn đường nữ tử, nhoáng lên đã không thấy tăm hơi tung tích. Lúc này hắn biết có vấn đề. Rời khỏi thôn này, Dương Nghị Vân vội vàng mở miệng. Cạc cạc cạc, thật vất vả vào được, thần minh đại nhân như thế nào có thể rút đi đâu, nô gia còn chưa làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, vẫn là lưu lại đi. Cái này nhỏ giọng cũng không phải là Hoa Nương thanh âm sao. Ba người sắc mặt đại biến, vừa quay đầu lại cửa thôn lộ đã biến mất không thấy. Lại mà đại chi là mông lung sương mù. Giờ khắc này Dương Nghị Vân biết nói. Trong lòng chua xót không dễ. Hảo tâm hỗ trợ, ngược lại xảy ra chuyện. Thật sự là, lúc này đây hắn rõ ràng cảm nhận được kết giới tồn tại. Hiển nhiên kêu Hoa Nương nữ tử là vấn đề, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra. Vấn đề ra ở nơi nào? Rõ ràng hắn ở Hoa Nương trên người phát hiện bất luận cái gì hơi thở tồn tại, thậm chí càn khôn chi trước mắt cũng không có phát hiện cái gì bất đồng, nhưng hiện tại thật là ra vấn đề, vừa rồi thanh âm chính là tạp Hoa Nương thanh âm, nháy mắt nàng có thể như là không thấy, này đã thực thuyết minh vấn đề. Ngay sau đó toàn bộ từ tử đều xuất hiện sương mù. Dương Nghị Vân sắc mặt trầm đi xuống. Hắn thiện tâm không nghĩ tới thật đúng là thành mầm tai họa. Lật thuyền. Đây là bị người câu cá. Hít sâu một hơi Dương Nghị Vân hướng tới sương mù hô to, ngươi là người hay quỷ? Quan trọng sao? Thực mau trong sương mù truyền đến đáp lại. Rất quan trọng, Dương Nghị Vân trầm giọng nói.
Cạc cạc cạc, vậy làm ngươi chết minh bạch điểm, không người không quỷ. Dứt lời lúc sau, sương mù tản ra, tên kia nữ tử lần hai xuất hiện. Như cũ là phía trước bộ dáng không biến hóa, nhưng bất đồng chính là ở hắn bên người xuất hiện mấy chục cá nhân, trong đó có ba cái đúng là hắn phía trước cứu nàng thời điểm đánh chết ba cái ác hán. Những người khác nhìn lại có già có trẻ có nam có nữ, đều là tầm thường người. Cũng thật chính là tầm thường người sao? Hiển nhiên không phải. Đến bây giờ mới thôi Dương Nghị Vân đều không có nhìn thấu tên này nữ tử, thậm chí là bên người nàng này đó thôn dân bổn tướng, các nàng như cũ là người thường giống nhau. Nhưng Dương Nghị Vân biết tuyệt đối không có khả năng là người thường, hắn nhìn không thấu chỉ có thể thuyết minh hắn tu vi nông cạn, kiến thức tiểu. Nhớ rõ thần ma điểu nói qua, ở hỗn loạn tiên vực xuất hiện bất luận cái gì sinh linh đều không kỳ quái, không nghĩ tới bọn họ sớm như vậy liền cấp gặp, nhìn qua còn không phải bình thường hạng người. Quả đen nhìn ra cái gì không có? Dương Nghị Vân giờ phút này truyền âm hỏi thần ma điểu. Không có, nhìn qua bọn họ chính là nhân tộc, hơn nữa là nhân tộc bình thường. Nhưng hiện tại xem ra thật đúng là không phải, bình thường, nhân tộc A, người cái nhược kê nói đừng động nhàn sự, hiện tại hảo đi, lão tử cảm giác muốn tài đại té ngã. Thần ma điểu mắng lên. Hiện tại nói cái này có mau dùng Dương Nghị Vân nói thầm chửi thần ma điểu, ngay sau đó nhìn về phía đối diện. Hắn cũng nheo lại ánh mắt, toàn thân đề phòng lên, nếu là thật liều mạng, kia cũng không phải không có biện pháp, đánh không lại còn tránh không khỏi sao. Nói nữa này không phải còn không có đánh sao. Trọng điểm là, hắn đến bây giờ cũng chưa làm rõ ràng, đối phương rốt cuộc là người là yêu, thật là dối rắm. Nhìn giống nhau Lạc Dương cùng Cảnh Sán, Lạc Dương cũng cau mày, Cảnh Sán càng không cần phải nói, có chút sốt ruột mang theo mờ mịt, hiển nhiên càng còn không biết đối phương cái gì lai lịch. Dương Nghị Vân dứt khoát không thèm nghĩ, mà là hướng tới đối phương quát, tiểu gia ta cứu ngươi, ngươi chính là như vậy hồi báo tiểu gia ta sao? Sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống, là cái gì lai lịch? Muốn như vậy làm, cứ ra tay, muốn đánh liền đánh, muốn sát phụng bồi, đừng giả thần giả quỷ hù dọa người, không ăn ngươi này một bộ. Cạc cạc cạc, thần minh đại nhân thật đúng là nóng vội đâu, một khi đã như vậy, nô gia liền không khách khí. Những người này đi đầu như cũ là phía trước kêu hoa nương nữ tử. Nàng yêu mị cười nói xong, ngay sau đó tiếp tục đối bên người người ra lệnh nói, các hương thân đều động đứng lên đi, chiếu cố vài vị thần minh đại nhân nhập thôn làm khách đi. Nghe hoa nương kêu gọi, Dương Nghị Vân có chút kỳ quái, nghe ý tứ còn không có nhập thôn. Chẳng lẽ các nàng tiến vào địa phương không phải thôn, hàng ổ? Là, theo hoa nương dứt lời, rung trời thanh âm ở bốn phương tám hướng vang lên. Xác thật đáp lại nàng thôn dân. Từ này đó trong thanh âm nghe qua, cũng không phải là 20-30 người như vậy điểm người, đến như là thành công ngàn thượng vạn người giống nhau. Không đợi Dương Nghị Vân phản ứng lại đây, các nàng bốn phía sương mù đả tọa. Ngay sau đó đại địa bắt đầu chấn động lên, cùng thời gian bốn phía trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một loại áp lực khí thế. Lúc này thần ma điểu đột nhiên kinh hô một tiếng, đây là... Nãi nãi như thế nào gặp phải này ngoạn ý, trách không được nhìn không ra sâu cạn tới, nguyên lai là loại này quỷ đồ vật a, cái này phiền toái. Dương Nghị Vân nghe được ra tới, thần ma điểu tựa hồ nhìn ra cái gì, vội vàng hỏi, tạp mao điểu là cái gì môn đạo? Nhược kê... Trước đừng động cái gì môn đạo, cái này hẳn là có phiền toái, trước bảo vệ cho tâm thần, đợi lát nữa đừng trách chuyện gì, đều bảo thủ linh đài không cần bị lạc lại nói. Thần ma điểu dặn dò. Rốt cuộc sao lại thế này? Dương Nghị Vân mới vừa hỏi xong này một câu. Bốn phía không gian đều bắt đầu vặn vẹo. Ầm ầm ầm, thiên địa biến sắc. Dưới chân đại địa răng rắc một tiếng nổ vang, lại là nháy mắt sụp đổ. Hơn nữa là đại diện tích sụp đổ. Ở bọn họ đỉnh đầu phía trên, có vô hình lực lượng như là một chương lưới lớn giống nhau bao phủ mà đến. Nháy mắt bọn họ ba người không tự chủ được thân thể bắt đầu hướng về phía dưới rớt xuống. Muốn đi ổn định thân thể, nhưng lúc này phát hiện căn bản là làm không được, bốn phía trong không khí, có cường đại trọng lực pháp tắc lực lượng giống nhau, căn bản là ổn định không được thân thể. Như thế bọn họ thẳng tắp rơi xuống. Dương Nghị Vân phát hiện lúc này, ở bọn họ phía dưới là sâu không thấy đáy vực sâu. Hơn nữa sụp đổ diện tích phi thường đại, cho hắn cảm giác là toàn bộ thế giới mặt đất đều sụp đổ giống nhau. Giờ phút này liền tính có thể ổn định thân thể, muốn tìm cái đặt chân địa phương đều không có. Trọng điểm là đỉnh đầu sương mù bao phủ dưới, giống như là một cái lưới lớn gắt gao đè ở đỉnh đầu, căn bản là không có phi không đi lên. Không hề nghi ngờ,
nhưng bọn hắn bước vào thôn kia một khắc khởi, cũng đã lâm vào nhân gia bày ra thiên la địa võng chung. Đi xuống tin tức mà đi hết sức, Dương Nghị Vân duỗi tay đem Cảnh Sán cùng Lạc Dương tay bắt lấy, hơn nữa nói, tay cầm tay nắm chặt. Ba người tay cầm tay hình thành tam tài trận pháp, như thế lại là có thể hình thành thực tốt phòng ngự. Phía dưới vực sâu không biết là địa phương nào, nhưng Dương Nghị Vân biết nhất định không phải cái gì thiện mà. Giờ phút này nếu không thể đi lên, vậy chỉ có thể nghe thần ma điều, bảo thủ trụ tâm thần, làm tốt phòng ngự, ứng đối bước tiếp theo. Đông. Một tiếng to lớn vang dội, tiếng chuông vang vọng ở hắc ám vực sâu. Lại là Dương Nghị Vân triệu hồi ra chuông Đông Hoàng, bao phủ ở ba người trên người. Như thế cho dù có cái gì đột phát sự kiện, cũng có thể ứng phó. Chuông Đông Hoàng lập lòe kim sắc phù văn chiếu rọi ở vực sâu, như là một viên thúc dục sao trời. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ thật lâu, cũng có lẽ là khoảnh khắc chi gian, ngay sau đó Dương Nghị Vân phát hiện bọn họ dừng. Hắc ám cũng tại đây một khắc tan đi. Thay thế chính là vừa lúc tương phản ngân bạch ánh sáng, thậm chí còn thoạt nhìn bốn phía đều có chút thánh khiết cái loại này bạch. Một chút từ vực sâu hắc ám chuyển hóa đến ngân bạch ánh sáng chung, thật là có chút không thích ứng, không mở ra được hai mắt. Cũng may bọn họ ba người đều rơi xuống đất, đứng ở ngân bạch ánh sáng chung. Dưới chân cảm giác hắn ở vật thật thượng. Ở chuông Đông Hoàng trong vòng, lại cũng an toàn. Mỗi một khắc thích ứng lúc sau, Dương Nghị Vân lại là cả người đại chấn. Mà bên người Cảnh Sán càng là thét chói tai ra tiếng, a. À. Đến nỗi Lạc Dương, Dương Nghị Vân lôi kéo tay nàng cũng cảm nhận được run lên. Giờ phút này ba người đều thấy rõ ràng bốn phía hoàn cảnh. Không ai trong lòng không phát run. Không phải sợ hãi, mà là chấn động. Rốt cuộc biết, ngân bạch ánh sáng vì cái gì có thánh khiết cảm giác nguyên nhân. Này, Thiên! Cảnh Sán nhịn không được nói chuyện. Nguyên lai bọn họ ba người thấy được là một cái bạch cốt thế giới. Lúc này đang ở một cái mênh mông vô bờ bạch cốt thế giới, vô biên vô hạn. Dương Nghị Vân không phải chưa thấy qua bạch cốt, năm đó ở trường Bạch Sơn thu thông tí viên hầu xương tay hết sức, liền gặp qua đại lượng bạch cốt, nhưng cái kia nhiều nhất chỉ là một cái đại điểm tiểu sơn. Mà hiện tại bọn họ trực tiếp xuất hiện ở địa phương là một cái bạch cốt thế giới. Toàn bộ là người cốt. Hắn ngồi xổm xuống chạm đến một chút. Không phải ảo giác, là chân chân thật thật bạch cốt. Toàn bộ thế giới đều là bạch cốt. Này đến muốn chết bao nhiêu người mới có thể hình thành chấn động bạch cốt thế giới. Mấy vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn, vẫn là càng nhiều, Dương Nghị Vân lẩm bẩm tự nói. Mấu chốt nơi này bạch cốt tất cả đều là nhân tộc bạch cốt, cũng chính là chết người đều là nhân tộc. Oán khí. Vô biên vô hạn oán khí, ở chuông Đông Hoàng bảo hộ dưới, đều có thể cảm nhận được, phi thường đáng sợ. Ong ong ong, chuông Đông Hoàng run minh, nếu không phải hắn thể dục buổi sáng khống, chuông Đông Hoàng tại đây chờ 8 ngày oán khí đánh sâu vào hạ, tuy là đều sẽ hỏng mất. Thật là đáng sợ. Thẳng đến lúc này, Dương Nghị Vân mới cảm giác trong lòng có chút sợ hãi. Trong lòng cũng có một tia hiểu ra, vì cái gì phía trước thấy thế nào đều là người, nhìn không thấu nàng. Đúng lúc này, Hoa Nương thanh âm vang lên, thế nào? Có phải hay không thực chấn động, ha ha. Dương Nghị Vân ba người vừa nhấc đầu, không biết thích hợp Hoa Nương xuất hiện ở bọn họ phía sau cách đó không xa, chẳng qua lúc này Hoa Nương đã thay đổi một thân giả dạng, không hề là phía trước thôn cô kia chờ hình tượng. Lúc này Hoa Nương, đã là một thân tuyết trắng trường bào, đầu đội mũ phượng trang điểm. Thoạt nhìn xinh đẹp chính là nữ vương giống nhau tồn tại. Hai mắt chấp động chi gian câu hồn đoạt phách. Nhìn Dương Nghị Vân Hoa Nương nói, trăm vạn cốt mà thôi đều là phàm tục người. Ở các ngươi này đó cao cao tại thượng thần minh trong mắt, đều là con kiến, Nga không đúng, con kiến đều không tính là, ngươi cần gì phải kinh ngạc. Dương Nghị Vân toàn thân căng chặt nhìn chằm chằm Hoa Nương, hắn nghe được ra tới, nàng trong giọng nói oán khí không phải giống nhau đại. Mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc là? Cốt yêu lần này trả lời hắn chính là thần ma điểu. Phía trước này chỉ tạp mao điểu liền nói một cái mịt mờ, trong giọng nói thực khiếp sợ, hiển nhiên là nhận ra Hoa Nương bản thể. Dương Nghị Vân đâu? Tự nhiên cũng có một ít mặt mày. Mãn thế giới đều là bạch cốt, Hoa Nương bản thể tự nhiên chính là bạch cốt yêu. Cái này thần ma điểu cũng cấp ra đáp án. Đầu tiên này đó bạch cốt thật là nhân tộc chi cốt, cho nên Hoa Nương trước người chính là nhân tộc không thể nghi ngờ, hơn nữa nghe tới nàng là cái phàm nhân. Cũng nói ra nơi này bạch cốt sinh thời đều là phàm nhân. Nghĩ như thế Dương Nghị Vân trong lòng rồi lại bỗng nhiên run lên.
hắn bỗng nhiên trong óc toát ra một cái phỏng đoán, đó chính là này đó bạch cốt. Nếu bạch cốt trăm vạn, đều là bình thường phàm nhân, mà hoa nương cũng là phàm nhân thành yêu, chẳng phải là nói nơi này sẽ xuất hiện trăm vạn cốt yêu. Nghĩ đến này vấn đề, Dương Nghị Vân cả người đều rét run. Nếu thực sự có trăm vạn cốt yêu, bọn họ mấy cái đều sẽ rất nguy hiểm, trọng điểm là nói hiện tại mới thôi hắn đều không có cảm giác ra, cốt yêu sâu cạn tới. Như trong tầm mắt xuất hiện hoa nương, trong mắt hắn như cũng nhìn không thấu là cái gì tu vi cảnh giới, chỉ là có thể cảm nhận được trên người nàng có cường đại vô cùng oán khí tồn tại. Hơn nữa đương thần ma điểu nói ra cốt yêu tên này lúc sau làm Dương Nghị Vân nghĩ tới Tây Du Trung Bạch Cốt Tinh. Bản thân Bạch Cốt Thành yêu chính là người, hơi thở là người thực rõ ràng, xem thành là phàm nhân cũng liền không kỳ quái. Chỉ có thể nói trước mắt kêu hoa nương cốt yêu, tu vi thực lực tất nhiên phi phàm, thế cho nên hóa thành phàm nhân thủ tín với hắn, bọn họ ba cái cũng chưa nhìn ra tới có cái gì không đúng, tả hữu quan sát đều là phàm nhân. Lừa gạt hắn đồng tình tâm điểm này, làm Dương Nghị Vân thực phẫn nộ. Nhưng hiện tại hắn biết hoa nương tuyệt đối khó đối phó. Càng lo lắng nàng một chút triệu hồi ra trăm vạn cốt yêu tới, đến lúc đó nhưng chính là mừng rỡ tử. Quả đen ngươi nói nơi này có thể hay không có trăm vạn cốt yêu tồn tại. Dương Nghị Vân nhìn không được truyền âm hỏi ra hắn trong lòng lo lắng. Thí, ngươi cho rằng cốt yêu thành yêu đơn giản như vậy đâu. Nếu là mỗi người sau khi chết đều có thể hóa cốt vị yêu, kia còn lợi hại. Đừng nhìn chúng ta nơi này có trăm vạn bạch cốt, nhưng có thể thành cốt yêu giả, ta đánh giá cũng chính là phía trước chúng ta thấy được 20-30 cái mà thôi. Bạch cốt thành yêu, so cỏ cây thành tinh còn muốn khó hơn trăm ngàn lần, yêu cầu sinh thời có cũng đủ đại oán khí, càng cần nữa sau khi chết nơi cực âm, còn cần thiên thời, thiếu một thứ cũng không được, liền tính như thế, muốn khai linh, cũng là ngàn vạn khó khăn. Trước mắt cái này cốt yêu, không hề nghi ngờ sinh thời 10 cái oán khí cực đại hạng người. Có thể thành yêu có lẽ cũng có khác cơ duyên, cốt yêu giả lại nói tiếp là yêu, cũng thật luận lên, phi yêu phi ma phi quỷ phi người, nhưng rồi lại chiếm cứ yêu ma quỷ người từng người đặc điểm. Có người tư duy, người chi cốt, yêu chi khí, ma chi tà, quỷ chi hồn, vô cùng khó chơi, càng là tu luyện lâu ngày đạo hạnh phía sau hạng người, càng là khó có thể đối phó, cái này phiền toái lớn. Thần ma điểu hiếm thấy như vậy nghiêm túc. Làm Dương Nghị Vân cũng cảm nhận được áp lực. Này cốt yêu có cùng thủ đoạn, Dương Nghị Vân hỏi thần ma điểu. Cụ thể có cái gì thủ đoạn lão tử không biết, đối cốt yêu hiểu biết cũng là từ người khác trong miệng nghe tới, nói là cốt yêu có cái thiên phú thần thông có thể hội tụ yêu ma chi khí, hóa quỷ chi thuật, người chi xảo trá, nhưng ảnh hưởng nguyên thần thần ma điểu nói. Dương Nghị Vân nghe cũng là mạc danh kinh hãi, lúc này cũng không biết như thế nào ứng đối, nghe thần ma điểu giảng thuật đều cảm giác rất khó chiền. Liền ở một người một chim nói chuyện với nhau hết sức. Hoa nương lại là đi bước một nghĩ bọn họ đi tới. Lúc này Lạc Dương tạp tiến lên một bước chắn Dương Nghị Vân trước mặt nói, tiểu sư thúc ta tới ngăn trở nàng, các ngươi tìm được lộ đào tẩu. Đối Lạc Dương tới nói, Dương Nghị Vân tuy rằng là sư thúc, nhưng lại tu vi mới là cái hỗn nguyên nói tiên, mà nàng còn lại là tiên vương chi cảnh, tin tưởng có thể ứng phó cốt yêu hoa nương. Khanh khách trốn, nơi này là bạch cốt vực sâu, ở ta sân nhà, có thể thoát được đi ra ngoài sao? Đừng có gấp thật vất vả đem các ngươi cấp tiến cử tới, tự nhiên không thể tha các ngươi rời đi, các ngươi ba cái đều đem xưng là tẩm bổ ta thân hình chất dinh dưỡng. Lại là hoa nương mang theo diễn ngược mở miệng. Ngươi một cái cốt yêu mà thôi, ta chờ ba người chẳng lẽ không đối phó được ngươi. Cảnh sán nhịn không được mở miệng. Tiểu cô nương, ai nói ta là ba người? Quay đầu lại nhìn xem, ta nhưng có các hương thân ở Nga, ha 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 cốt yêu hoa nương phá lên cười. Dương Nghị Vân ba người nghe vậy quay đầu nhìn lại, quả nhiên không biết khi nào phía trước ở trong thôn thấy được những cái đó thôn dân xuất hiện ở bọn họ ba cái phía sau. Cái này hảo, trước sau đều không đường. Lại cũng bị thần ma điểu nói chúng rồi, này đó cốt yêu số lượng liền 20-30 người, sẽ không có nhiều. Tiểu tử tưởng phá nơi này ảo trận lại nói, nếu không đối với các ngươi bất lợi. Thần ma điểu mở miệng đột nhiên nói. Ảo trận, Dương Nghị Vân sửng sốt. Hắn cũng không phát hiện có cái gì ảo trận tồn tại. Thần ma điều chỉnh trọng nói, người cẩn thận cảm thụ một chút liền biết, nhìn qua trắng xóa một mảnh ngô đàn vô tận, tổng không có khả năng toàn bộ thế giới đều là bạch cốt, đây là trận pháp, muốn cùng cốt yêu đấu pháp, trước phá ảo trận, nếu không ở ảo trận trong vòng các ngươi sẽ bị động, cũng dễ dàng thu được ảnh hưởng. Ở thần ma điều nói chuyện thời điểm Dương Nghị Vân cẩn thận đi cảm thụ một chút, thật là có trận pháp dấu vết tồn tại.
hơn nữa thần ma điểu lời nói là có đạo lý. Ta không thấy ra cái gì môn đạo, như thế nào mới có thể phá rất ảo trận? Dương Nghị Vân hỏi thần ma điểu. Bạch cốt yêu trung quy là cực âm thuộc tính, dương khắc âm, dùng côn bằng chứng lực lượng thử xem, hẳn là nhưng phá ảo trận. Thần ma điểu cấp ra Dương Nghị Vân một đáp án. Dương Nghị Vân ngẫm lại gật gật đầu nói, hảo, ta đây thử xem. Ngay sau đó Dương Nghị Vân trong tay xuất hiện côn bằng chứng, trong lòng vừa động câu thông côn bằng chứng. Ngay sau đó côn bằng chứng thượng khắc văn hiện lên, kim quang đại tác. Dương Nghị Vân bỗng nhiên phi thân dựng lên đến giữa không trung, giờ phút này trong tay hắn côn bằng chứng kim quang trăm triệu nói, chói mắt như tiểu thái dương, cũng tản mát ra chí dương chí cương lực lượng. Nhưng côn bằng chứng thượng kim quang hoàn toàn nổ bắn ra sau khi rời khỏi đây, hắn thấy được Hoa Nương sắc mặt đại biến, bỗng nhiên lui về phía sau, xoát một chút hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở tại chỗ. Cùng thời gian từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, a a a a a. Lại là mặt khác 20-30 danh cốt yêu thôn dân tao ương. Hoa Nương thực rõ ràng là cường đại cốt yêu, nhưng không đại biểu những cái đó thôn dân cũng đồng dạng cường đại. Côn bằng chứng kim quang cường đại, chính là lúc trước ma thần ý thức cũng đều trấn áp xuống dưới, nhìn đến Dương Nghị Vân lấy ra côn bằng chứng đều phải né xa ba thước, huống chi là này đó cốt yêu. Dương Nghị Vân tin tưởng này những thôn dân cốt yêu tất nhiên sẽ không cường đại quá ma thần ý thức. Chỉ thấy kim quang lộng lẫy dưới, 20-30 cái cốt yêu cũng chưa có thể thoát được côn bằng chứng kim quang chiếu rọi, sôi nổi ở kêu thảm thiết trung hóa thành từng khối bạch cốt, nhìn qua lại là trong suốt chi sắc bạch cốt. Bọn họ thân thể hiển nhiên là pháp lực biến ảo mà thành, căn bản ngăn không được côn bằng chứng kim quang, ngay sau đó từng khối bạch cốt cũng đều bắt đầu tiêu tán. Nháy mắt công phu đều chết ở côn bằng chứng kim quang hạ, hoặc là nói chết ở Dương Nghị Vân trong tay. Vạn đao kim cương sở chiếu chỗ, xương trắng hóa khai, ở ầm vang trung xương trắng quay cuồng, không gian vặn vẹo. Đảo mắt công phu sở hữu xương trắng tất cả đều tiêu tán. Ảo trận phá thần ma điểu giờ phút này mở miệng. Dương Nghị Vân đang xem hết sức, hoàn cảnh thật là đã xảy ra biến hóa lớn. 20-30 cái thôn dân cốt yêu biến mất, trắng xóa xương mù tan hết lúc sau, Dương Nghị Vân ba người lại là quan khán nói vị trí nơi vốn dĩ diện mạo. Lúc này bọn họ ở vào một cái thật lớn thiên trong hầm. Một cái đường kính ước có thượng vạn mét đại thiên hố. Xem đỉnh đầu không trung, bọn họ hẳn là cũng thân ở mấy vạn mễ nơi, mắt thường quan khán phía chân trời, cũng chính là nắm tay đại như vậy một chút. Đủ để thuyết minh bọn họ vị trí sâu độ. Bất quá Dương Nghị Vân càn khôn chi mắt quan sát hạ, còn lại là nhìn không sót gì, có thể tính toán ra đại khái thiên hố diện tích. Mà bốn phía chi âm phong từng trận, sát khí oán khí tận trời. Đáng sợ nhất chính là ở bọn họ vài trăm thước ở ngoài, một tòa bạch cốt thượng cao ước cây số hiện ra, cường đại oán sát khí đạt tới thực chất hóa trình độ, phát ra hơi thở khí thế những người nhìn không được đại lạnh run. Dương Nghị Vân từ giữa không trung rơi xuống, hít hà một hơi nhìn hơn 1.000 mét chi cao bạch cốt sơn, trong lòng nhảy lên không thôi. Tuy rằng vừa mới côn bằng chứng thượng khắc văn kim quang diệt sát 20-30 cái cốt yêu thôn dân, nhưng Dương Nghị Vân không cho rằng Hoa Nương liền sẽ bị giết chết, phía trước Hoa Nương ở kim quang chiếu rọi dưới, hóa thành một đạo bạch quang biến mất, nhưng không giống là kia 20-30 danh cốt yêu thôn dân giống nhau trực tiếp tiêu tán. Phá ảo trận, thấy rõ ràng gương mặt thật. Lại không đại biểu an toàn. Đại gia tiểu tâm Hoa Nương tất nhiên không chết. Dương Nghị Vân đối Lạc Dương cùng cảnh sán nhắc nhở. Liền ở hắn dứt lời bế hết sức, đột nhiên đem đại địa lại lần nữa ầm 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 run rẩy lên, có điểm cùng phía trước ở vào thôn thời điểm giống nhau. Răng rắc sát. Ầm ầm ầm. Từng đợt thanh âm không ngừng vang lên. Lạc Dương xem khẩu nói, là Bạch Cốt Sơn ở động. Dương Nghị Vân nghe nói cùng cảnh sán trước sau nhìn về phía Bạch Cốt Sơn. Lúc này bọn họ đều nhìn đến mấy ngàn mét cao bạch cốt sơn, cứ việc lộng lẫy vô cùng, đỉnh núi phía trên bạch cốt cuồn cuộn. Như là có thứ gì muốn từ bạch cốt thượng ra tới. Lui về phía sau. Vài trăm thước khoảng cách thân cận quá, Dương Nghị Vân hô to. Ba người nháy mắt kéo sau cây số lúc này mới dừng lại. Thật xa nhìn lại, cả tòa bạch cốt sơn cấp Dương Nghị Vân cảm giác giống như là ở chóc ra, hoặc là nói có là một cái cự chứng phu hóa cảnh tượng giống nhau. Tản mát ra tới oán sát khí càng ngày càng cường, tràn ngập ở toàn bộ đại thiên trong hầm. Thực chấn động. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng kinh thiên vang lớn. Bạch cốt sơn tạc vỡ ra tới. Tức khắc âm phong đại tác, cuồn cuộn oán sát khí như khói đặc bùng nổ. Ngay sau đó Dương Nghị Vân ba người hít hà một hơi.
lại là thấy được bạch cốt thượng tạc nứt lúc sau, xuất hiện một cái người khổng lồ. 100 mét chi cao người khổng lồ. Tất cả đều là một đám tinh oánh dịch thấu đầu lâu tạo thành, bối thân cốt cánh. Lại cũng thân cao ước chừng có 100 mét chi cao. Giống. Gầm lên giận dữ từ cái này bạch cốt người khổng lồ trong miệng truyền ra. Cuồn cuộn oán sát khí từ trong miệng toát ra, trực tiếp hóa thành một cái trường xà, đối với Dương Nghị Vân ba người đột kích. Chuông Đông Hoàng. Dương Nghị Vân hét lớn một tiếng, đem ba người bao phủ ở bên trong. Còn không rõ ràng lắm hư thật, lúc này hắn chỉ có thể phòng ngự. Ầm vang. Răng rắc. Chuông Đông Hoàng phát ra răng rắc một tiếng, cư nhiên không có ngăn cản trụ trường xà, trực tiếp rách nát tiêu tán. Cái này làm cho Dương Nghị Vân sắc mặt đại biến. Bất quá giờ phút này lại là Lạc Dương ra tay. Thiên Cương kiếm, phá. Lạc Dương trong tay hàn quang chợt lóe, kiếm khí vạn đạo xuất hiện, lại ở ngay lập tức chi gian hóa thành nhất kiếm, bỗng nhiên chém về phía oán sát khí biến thành trường xà. Oanh! Nhất kiếm dưới trường xà tiêu tán. Dương Nghị Vân ánh mắt sáng lên, lúc này mới nhớ tới Lạc Dương là tiên vương cảnh giới cao thủ, thực lực có thể so hắn cường đại nhiều. Lạc Dương là nhị sư huynh sao trời tử đệ tử, mà nhị sư huynh sao trời tử còn lại là một vị cường đại kiếm đạo kiếm tiên, Lạc Dương nhất kiếm uy lực mạnh mẽ, lại cũng có thể lý giải. Ba cái tiểu bối, giết ta thôn dân, hôm nay ngươi hẳn phải chết. 100 mét chi cao cốt yêu người khổng lồ miệng phun nhân ngôn. Dương Nghị Vân nghe ra tới, đúng là hoa nương thanh âm, tràn ngập phẫn nộ. Lạc Dương nhưng lại nắm chắc đối phó cốt yêu. Dương Nghị Vân đứng ở Lạc Dương bên người hỏi. Tiểu sư thúc giảng nói thật, lòng ta không đế, trước nay không tiếp xúc quá cốt yêu bực này sinh linh, chỉ cần trên người nàng phát ra oán sát khí đều so với ta cường. Lạc Dương ngưng trọng trả lời Dương Nghị Vân. Hơn nữa ta đâu, Dương Nghị Vân hỏi lại. Lạc Dương cười khổ, không biết. Tính, không đường lui, chúng ta đem hết toàn lực một trận chiến đó là. Dương Nghị Vân nói một câu, ngay sau đó đối trên vai ngồi xổm thần ma điểu nói, quả đen ngươi cùng cảnh sán thối lui đến bên cạnh đi, cảnh sán chiếu cố này chỉ tạp mau điểu. Ta, hảo đi. Cảnh sán tưởng nói nàng cũng hỗ trợ, nhưng ngẫm lại chính mình tu vi liền Dương Nghị Vân đều không bằng. Lúc này đi lên hỗ trợ chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì, chung quy đi đầu mang theo thần ma điểu trước sau thối lui. Đến nỗi nàng cùng thần ma điểu ai chiếu cố ai, thật đúng là khó nói. Tiểu sư thúc ngươi chiếu cố hảo tự mình, ta tới đối phó nàng. Lạc Dương đối Dương Nghị Vân dặn dò, kỳ thật nàng là tưởng nói một câu, tiểu sư thúc ngươi cũng trốn mặt sau đi nói, nhưng chung quy chưa nói ra tới, lời nói đến bên miệng sau, đổi thành chiếu cố hảo tự mình. Ở Lạc Dương trong mắt Dương Nghị Vân cái này tiểu sư thúc thực lực tu vi trung quy là không đủ xem, nhưng lại sợ nói ra thương hắn mặt mũi, cũng liền chưa nói minh. Nàng đem chính mình trở thành chiến đấu bạch cốt yêu hoa nương tiên phong, trên thực tế cũng đích xác như thế, cứ việc Dương mỗ nhân cái này hỗn nguyên nói tiên cường đại quá cùng cảnh giới, nhưng không biện pháp cùng một vị tiên vương so. Trung gian nhưng kém một cái tiên quân đại cảnh giới đâu. Dương Nghị Vân khóe miệng một liệt nói, hảo ngươi cũng cẩn thận. Bị sư điệt cấp dặn dò, Dương mẫu nhân tự nhiên minh bạch đây là ở quan tâm, trong lòng ấm áp đồng thời, lại cũng có chút lòng dạ, rốt cuộc hắn là cái đại nam nhân không phải, sát yêu diệt ma bực này sự, vẫn là hắn tới làm tương đối thích hợp. Bất quá đối mặt cốt yêu hoa nương, Dương Nghị Vân thật đúng là không đế. Cũng không biết đối phương rốt cuộc là cái gì chi tiết. Này sẽ làm Lạc Dương đã vọt đi lên, hắn cũng chỉ có thể theo sát sau đó ngay sau đó ứng biến. Mà lúc này cốt yêu hoa nương hóa thân thành 100 mét chi cao thật lớn bộ xương khô hình thể, sau lưng thật lớn cốt cánh chấp động, đi bước một ầm vang đi tới, mỗi một bước đều làm mặt đất phát ra một trận run rẩy, hảo không khủng bố. Nàng thật lớn hình thể tất cả đều là trong suốt chi sắc nhìn liền không dễ chọc, tản ra tận trời oán sát khí. Cho Dương Nghị Vân cùng Lạc Dương thật lớn áp lực. Là cái ngạnh ti a tử, điểm này không hề nghi ngờ. Hiện tại cũng không biết Lạc Dương có thể hay không đối phó được. Dương Nghị Vân cũng không có đem toàn bộ hy vọng đặt ở Lạc Dương trên người, chính hắn cũng là điều chỉnh tới rồi tốt nhất trạng thái liền chờ cùng cốt yêu hoa nương một trận chiến. Đương nhiên cũng không phải không có tin tưởng, ít nhất hắn còn có mấy cái át chủ bài tồn tại. Hơn nữa Lạc Dương nói, nghĩ đến hẳn là có thể cùng chi nhất chiến. Giống. Hoa nương cốt yêu lên tiếng thét dài. Thật lớn nắm tay mang theo nùng liệt thực chất hóa oán sát khí bỗng nhiên đối với hai người chém ra. Lạc Dương giờ phút này trong tay cổ kiếm ong một tiếng run minh dựng lên, lộng lẫy kiếm khí bùng nổ,
khẽ kêu nói, chém xuống sao trời. Nhất kiếm chi uy, mang theo vô tận khí thế, phóng lên cao, hóa thành một đạo sao băng giống nhau, hướng về cốt yêu nắm tay chém tới, thực sự có vài phần chém xuống sao trời hương vị. Dương Nghị Vân cảm thụ được Lạc Dương kiếm khí trong lòng âm thầm cân nhắc, hắn kiếm khí tiêu chuẩn còn không đạt được Lạc Dương bực này cấp bậc. Đây là tiên vương chi cảnh cường giả uy lực sao? So sánh với dưới Dương Nghị Vân đã biết vì cái gì Lạc Dương muốn cho chính mình lui về phía sau bảo vệ tốt chính mình, đích xác Hỗn Nguyên nói tiên ở trong mắt nàng thật không tính cái gì. Lúc trước cùng Đinh Hòa Bình hiểu biết thảo luận quá, tu tiên cảnh giới thực lực phương diện, Hỗn Nguyên nói tiên dưới chính là lực lượng trình tự, mà Hỗn Nguyên nói tiên lúc sau, tiến vào tiên quân chi cảnh, lại sau này mỗi một cái cảnh giới đều không chỉ có riêng là lực lượng đơn giản như vậy, nhưng đều là thiên địa chi uy. Lúc này Lạc Dương xuất kiếm, Dương Nghị Vân liền rõ ràng cảm nhận được có thiên địa đại thế chất chứa trong đó, không chỉ có là tiên nguyên lực cường đại, càng là thiên địa chi thế ở trong đó. Ở Dương Nghị Vân giờ phút này nghĩ đến, liền tính là tiên quân trình tự, hắn đối thượng phỏng chừng đều quá sức, huống chi Lạc Dương hiện tại là tiên vương chi cảnh cường giả. Nối tiếp xuống dưới chiến đấu, Dương Nghị Vân đối Lạc Dương có vài phần tin tưởng. Cứ việc trước mắt còn không có sở chuẩn cốt yêu hoa nương đấy, nhưng Lạc Dương này nhất kiếm cho Dương Nghị Vân tin tưởng. Nghĩ đến cốt yêu hoa nương cũng không có khả năng đi nghịch thiên đi. Đương nhiên trong lòng tưởng tượng là một chuyện, lại đi thực chiến lại là mặt khác một chuyện. Nói thì chậm xác thật nhanh như tia chớp. Lạc Dương cùng cốt yêu hoa nương giao phong dây lát va chạm. Ầm vang. Đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng toàn bộ thiên hố, thanh thanh vần quanh, làm người màng tai sinh đau. Lại thấy Lạc Dương nhất kiếm chạm ở cốt yêu hoa nương thật lớn bộ xương khô trên nắm tay, hai người bùng nổ. Cốt yêu hoa nương nắm tay lại thấy không đơn giản, bên ngoài bao vây lấy cuồn cuộn oán sát khí. Lạc Dương kiếm khí lộng lẫy vô cùng, có một cổ chém xuống sao trời khí thế ở trong đó, nhất kiếm va chạm dưới, cốt yêu hoa nương trên nắm tay oán sát khí tan hết. Một màn này làm Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ. Leng keng. Khá vậy ở ngay lúc này, một thân kim thiết tương giao thanh âm thanh thúy vang lên. Lại là Lạc Dương kiếm khí trực tiếp chạm ở cốt yêu hoa nương bộ xương khô chi quyền thượng phát ra. Liền như vậy một tiếng, lại làm Dương Nghị Vân trong lòng trầm xuống. Cảm giác không đúng. Quả nhiên lại lần nữa nhìn lại thời điểm, lại là phát hiện, Lạc Dương nhất kiếm kiếm khí. Căn bản liền không có đối cốt yêu hoa nương bộ xương khô nắm tay sinh ra bất luận cái gì thương tổn. T. Dương Nghị Vân hít hà một hơi, hắn thấy được rõ ràng, Lạc Dương này nhất kiếm gần ở cốt yêu hoa nương bộ xương khô trên nắm tay để lại một đạo dấu vết mà thôi, cũng không có tạo thành thực chất tính thương tổn. Cái này hắn trong lòng là có chút thật lo lắng lên. Khuy đốm mà chi toàn cảnh, Lạc Dương nhất kiếm cũng làm Dương Nghị Vân thấy được cốt yêu hoa nương thực lực. Đích xác nàng thật lớn bộ xương khô hình thể quá mức cứng rắn tới rồi siêu việt tiên khí trình độ. Tiên vương cấp kiếm tiên nhất kiếm cũng gần là ở đối phương trên người hoặc là trên xương cốt lưu lại một đạo dấu vết mà thôi. Vốn đang nghĩ có phải hay không Lạc Dương nhất kiếm có thể chặt đứt cốt yêu hoa nương cái này nắm tay, ai biết đối phương thế nhưng cường đại rồi bực này nông nỗi. Như thế đi xuống, hắn cùng Lạc Dương đánh giá liền cốt yêu hoa nương khung xương đều đánh không lạt. Đến lúc đó chẳng lẽ thật muốn bị cốt yêu hoa nương chém giết? Trong lòng mang theo lo lắng, Dương Nghị Vân trong tay đồ long kiếm chợt lóe lại là thu lên, hắn biết liền Lạc Dương nhất kiếm đều đối cốt yêu hoa nương bộ xương khô xương cốt không có cách, hắn đi lên càng không có biện pháp, đơn giản thu hồi đồ long kiếm. Ngay sau đó Dương Nghị Vân trong lòng vừa động vận chuyển 12 chí tôn thần thông. Pháp tương kim thân. Hắn hét lớn một tiếng, tức khắc toàn thân kim quang đại tác. Pháp tương kim thân đại tác phẩm, ngay lập tức chi gian cũng hóa thành một tôn trăm mét người khổng lồ, chút nào không cần cốt yêu hoa nương tiểu. Dương Nghị Vân mở miệng đối Lạc Dương nói, Lạc Dương ta bám trụ nàng, người tìm cơ hội xuống tay. Sư thúc tiểu tâm Lạc Dương gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, trên thực tế nàng trong lòng cũng ở sông cuộn biển gầm, vừa rồi kia nhất kiếm dưới, cũng đích xác vượt quá nàng tưởng tượng. Lúc này Dương Nghị Vân hóa thân ra độc môn thần thông pháp tương kim thân. Lại là không biết có thể hay không ứng phó, nhưng đã làm, Lạc Dương chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Hơn nữa Lạc Dương cũng kiến thức quá, hiểu biết một chút pháp tương kim thân, hắn sư phụ sao trời tử thi triển quá bực này sư gia truyền xuống tới độc môn sinh thông dụng, uy lực cường đại vô cùng, cũng không biết tiểu sư thúc có thể phát huy ra bao lớn. Rốt cuộc ở cường đại thần thông, cũng phải nhìn ai thi triển. Tu vi mạnh yếu quyết định thần thông mạnh yếu.
Dương Nghị Vân này mấy tiểu sư thúc chung quy là ở Lạc Dương trong mắt yếu đi một ít. Bất quá lúc này sẽ đã không có thời gian nhiều đi suy xét, chỉ có thể hy vọng tiểu sư thúc Dương Nghị Vân có thể đứng vững cốt yêu như vậy một hai hạ, đến lúc đó nàng là có thể tìm cơ hội xuống tay. Liền ở Dương Nghị Vân pháp tương kim thân xuất hiện, hóa thân 100 mét lúc sau, đối diện cốt yêu Hoa Nương lại cũng sửng sốt, không nghĩ tới Dương Nghị Vân tiểu tử này cư nhiên cũng có thể hóa thân ra 100 mét chi thật lớn pháp tương tới. Ngay sau đó lại là mang theo diễn ngược nói, hai cái tiểu gia hỏa, kêu các ngươi một tiếng thần minh đại nhân, thật đúng là đương chính mình là thần minh. Biến đại lại như thế nào, ở ta trong mắt như cũ là con kiến ngươi, thức thời ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta cho các ngươi thống khoái, đây mới là nhiệt thân mà thôi, chân chính thủ đoạn còn ở phía sau. Ta thân có vạn cốt 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 thông u, giết các ngươi, cũng liền trong nháy mắt chuyện này, nếu không phải muốn hấp thu các ngươi tinh huyết tẩm bổ cốt thân yêu cầu sống tế. Há có thể lưu các ngươi đến bây giờ. Ngươi ngang bằng xương thần minh không một cái thứ tốt, đều đáng chết, đều nên sát. Dương Nghị Vân lại là nghe cốt yêu Hoa Nương nói chuyện, trong lòng cũng là bốc hỏa, giận dữ nói, hảo ngươi cái nghiệp chướng, tiểu gia ta phát thiện tâm cứu ngươi, ngươi lại lãng phí tiểu gia thiện tâm, hiện tại xem ra, bực này chuyện này ngươi nhưng không thiếu làm, hôm nay liền trừ bỏ ngươi, vì dân trừ hại, nơi này bạch cốt đối sơn, nghĩ đến đều là ngươi hại người biết, thiên không trừ ngươi. Tiểu gia ta hôm nay trừ ngươi. Ha ha ha, quả thực chê cười, tưởng diệt trừ ta, kiếp sau đi, nói thật cho ngươi biết, nơi này 100 vạn cốt, đều là bị các ngươi này đó cái gọi là thần minh giết chết, chúng ta phạm vi 10 vạn dặm thôn trang, 10 vạn thôn xóm, đều chết vào các ngươi này đó cái gọi là giả nhân giả nghĩa thần minh tay chôn cốt thiên hố, âm sát nơi, vĩnh thế không được siêu sinh, ha ha, cũng may làm ta khai linh, hiện tại ta giết người có thể như thế nào. Đừng nói các ngươi bực này con kiến, liền tính đừng các ngươi cường đại con kiến, vào này âm sát thiên hố, cũng đừng nghĩ hoặc là đi ra ngoài, các ngươi đều đáng chết, quái liền trách các ngươi vận khí không hảo đi, ai cho các ngươi bước vào địa bàn của ta, ha ha ha. Tiếng sấm giống nhau thanh âm oán khí tận trời, lại là cốt yêu Hoa Nương nói chuyện. Dương Nghị Vân nghe được ra tới, cốt yêu Hoa Nương có chuyện xưa, càng là có điểm trả thù xã hội ý tứ. Nghe ý tứ nàng cùng nơi này bạch cốt đều là chết ở nàng trong miệng thần minh tay, hoặc là nói hẳn là người tu tiên trong tay, bởi vậy oán khí rất lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chết đi! Cốt yêu Hoa Nương giống giận, lần này là sau lưng cốt cánh chớp động, tức khắc như là liền nhảy cốt long xuất kích, thẳng đến Dương Nghị Vân. Đông! Dương Nghị Vân lại lần nữa triệu hoán chuông Đông Hoàng, hiện lên với pháp tương kim thân. Cho chính mình một cái thêm vào phòng ngự. Ngay sau đó hắn đôi tay vũ động dựng lên, kim cương chí tôn. Dương Nghị Vân thật lâu không thi triển lão nhân truyền thụ thần thông, nhưng lại không đại biểu 12 chí tôn thần thông liền nhược. Trên thực tế 12 chí tôn thần thông là tu vi càng cao, uy lực càng cường thần thông. Lúc này hắn thi triển ra tới, cho rằng phối hợp pháp tương người thi triển, uy lực sẽ càng cường đại. Trên thực tế hắn đều không có hoàn toàn tu luyện hoàn thành. Như cũ dừng lại ở tầng thứ 5 giai đoạn, đều không có đi hảo hảo tìm hiểu. Hôm nay ở thi triển ra tới, Dương Nghị Vân cũng nhớ tới, lúc trước lão nhân công đạo, ngày sau chỉ cần dùng chí tôn thần thông đi chiến đấu, kỳ thật chính là vì làm hắn hảo hảo tìm hiểu 12 chí tôn thần thông mặt sau 7 tầng. Đáng tiếc Dương mẫu nhân căn bản liền không ở tìm hiểu quá, lại nói tiếp đích xác có chút hổ thẹn. Kim cương tôn sư tam đại ấn, thi triển ra đi lúc sau Dương Nghị Vân toàn thân lần thứ 2 Mỹ Kim đại tác phẩm. Pháp tương kim thân càng thêm ngưng tụ ngưng thật. Bỗng nhiên một quyền đối với cốt yêu Hoa Nương chém ra một quyền. Giờ phút này cốt yêu Hoa Nương sau lưng cốt cánh lại cũng mang theo cường đại oán sát khí hung hăng đón nhận. Ầm vang. Cả ngày ầm vang chung, hai người 100 mét thật lớn thân hình giải thích đại chấn. Lần này đều không có chiếm được tiện nghi thế lực ngang nhau. Cốt yêu Hoa Nương lại là kinh ngạc một chút. Bất quá ngay sau đó bại lộ lên, phát ra gầm lên giận dữ. Giống. Há mồm phun ra một đạo oán sát khí, lần này lực lượng Dương Nghị Vân cảm nhận được so với phía trước cường đại rồi không ngừng gấp đôi. Hơn nữa cốt yêu Hoa Nương sau lưng cốt cánh chấp động chi gian kéo đầy trời oán sát khí cuồn cuộn hội tụ, khí thế tăng nhiều, âm phong từng trận. Thiên địa biến sắc. Nháy mắt Dương Nghị Vân thấy được cốt yêu toàn thân mang theo nồng đậm oán sát khí đem nàng chính mình bao vây lên. Thật xa vừa thấy giống như là một tòa núi lớn, hảo không hung hãn. Thật sự là làm thiên địa biến sắc. Dương Nghị Vân ngưng trọng lên, hắn pháp tương chi sinh là một lần thử, nhưng cũng biết cốt yêu Hoa Nương cũng đồng dạng như thế,
nhưng nàng lại không có ở thử đi xuống kiên nhẫn, hoặc là nói thử ra thực lực của hắn sau, bắt đầu toàn lực công kích. Cho nên Dương Nghị Vân là áp lực tăng nhiều, tâm hồn cảm ứng rất cường liệt, nhảy thực mau. Lúc này Dương Nghị Vân cũng chỉ có thể đánh bừa thử xem. Hắn lựa chọn pháp tương chi thân ra tới, liền làm tốt đánh bừa chuẩn bị, trọng điểm là cho Lạc Dương sáng tạo xuống tay hoặc là tìm cốt hiêu tử huyệt cơ hội. Dương Nghị Vân trong lòng rõ ràng, hắn cùng Lạc Dương chi gian thực lực kém là có khoảng cách, muốn chiến thắng cốt hiêu hoa nương có lẽ chỉ có Lạc Dương cơ hội đại. Vừa mới một lần thử, làm hắn minh bạch cốt hiêu hoa nương thật sự khó đối phó. Giây lát hết sức cốt hiêu hoa nương công kích đã tới rồi hắn 10 mét ở ngoài. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, lúc này cũng chỉ có thể đua một phen, hơn nữa hắn đối chính mình vẫn là có tin tưởng, không tin chống đỡ không dưới. Cái này cốt hiêu liền tính là ở cường đại, cũng không có vượt qua hắn tưởng tượng đi. Kỳ thật đâu, lúc này đây Dương Mẫu Nhân trong lòng thật đúng là tính ra sai lầm. Cốt hiêu hoa nương cường đại đích xác vượt qua hắn tưởng tượng ở ngoài. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Nghị Vân thúc giục công mở miệng, trường sinh, đấu chuyển, đốt thiên, lôi đình. Một hơi đem dư lại bốn loại chí tôn thần thông tất cả đều thi triển ra tới. Khoảnh khắc chi gian, Dương Nghị Vân quanh thân khí chàng cũng vì này đại biến lên. Một đám dấu tay không ngừng xuất hiện, ở hắn quanh thân thiên địa kim quang lộng lẫy, ngọn lửa bay lên không, lôi đình nổ vang. Chí tôn thần thông một tầng so với một tầng uy lực cường đại. Nếu nói phía trước kim cương tôn sư là thử, như vậy mặt sau bốn loại thần thông trường sinh chí tôn cùng đấu chuyển tôn sư hiện tại là có thể kiềm chế một chút cốt hiêu, mà dư lại đốt thiên chí tôn thần thông cùng lôi đình chí tôn thần thông mới là chân chính công kích. Trường sinh chí tôn thần thông là điều động bốn phía thiên địa cùng tự thân trong cơ thể pháp lực hội tụ trong người, đấu chuyển chí tôn thần thông hình thành pháp lực xoay tròn, sinh ra cường đại vô cùng lốc xoáy hiệu ứng, cũng khó xem như đại diện tích công kích phương pháp, Dương Nghị Vân tin tưởng có thể ngăn cản một chút cốt hiêu. Đốt thiên chí tôn thần thông chính là ngọn lửa chi uy, năm đó hắn ở biển sao Vạn Yêu Sơn chém giết độc long đạt được Hỏa Long Châu, tiếp theo Hỏa Long Châu lực lượng thi triển tu luyện thành đốt thiên chí tôn tầng này thần thông, hầu hạ rất ít dùng, nhưng hiện tại hắn đã là Hỗn Nguyên nói tiên cảnh giới tiên nhân, liền tính không cần Hỏa Long Châu lực lượng, cũng có thể tùy ý phát động này nhất chiêu thần thông, hơn nữa uy lực càng sâu. Lôi đình chí tôn này nhất chiêu chính là dẫn thiên địa chi lôi vì công kích, cũng là năm đại chí tôn thần thông trung cường đại nhất nhất chiêu. Dương Mẫu Nhân trong lòng nghĩ, liền tính ngươi cốt hiêu lại cường cũng muốn từ trên người xé xuống một miếng thịt tới không thể, lại vô dụng cũng muốn làm Lạc Dương có cơ hội ra tay. Ở hắn thi triển pháp tương thời điểm, liền cùng Lạc Dương đại thành ăn ý, hắn cũng không xem như cậy mạnh, là tưởng cấp Lạc Dương sáng tạo cơ hội mà thôi. Mà Lạc Dương kiến thức tới rồi vị này tiểu sư thúc pháp tương lúc sau, lại cũng là đối hắn có tin tưởng, hoặc là nói là đối 12 chí tôn thần thông có tin tưởng. Bởi vì nàng kiến thức quá 12 chí tôn thần thông uy lực. Giờ khắc này Lạc Dương đôi mắt sáng lên, bởi vì hắn thấy được Dương Nghị Vân bùng nổ, nói thật uy lực to lớn, đồng dạng ra ngoài nàng đoán trước, trong lòng âm thầm nói, quả nhiên không hổ là sư gia quan môn đệ tử, bực này khí thế uy lực đã ẩn ẩn siêu việt xem Hỗn Nguyên nói tiên thẳng đến tiên quân trình tự, tiểu sư thúc hắn hiện tại mới là sơ phẩm Hỗn Nguyên nói tiên cấp bậc, ngày nào đó thật sự tiền đồ không thể hạn lượng. 12 chí tôn thần thông quả thực cũng là danh bất hư truyền, năm đó thấy sư tôn thi triển cũng chính là cái này khí thế đi. Trong lòng cảm thán về cảm thán, Lạc Dương lại là ánh mắt gắt gao đặt ở cốt hiêu hoa nương trên người, tìm kiếm ra tay thời cơ, hoặc là nói đang tìm kiếm cốt hiêu hoa nương tử huyệt nơi. Ngay sau đó Lạc Dương cả người chấn động, lại là quanh thân quang mang lập lòe 5 lần. 5 đem phi kiếm huyền phù dựng lên, hơn nữa nàng phía trước một phen, vừa lúc 6 đem phi kiếm huyền phù ở quanh thân. Chuẩn bị ngự kiếm chi thuật. Càng là thần hồn cường đại, có thể khống chế hoặc là nói có thể ngự phi kiếm liền càng nhiều, thân là kiếm tiên đệ tử, Lạc Dương thiên phú không tồi, nàng cực hạn là đồng thời thao tác 6 đem phi kiếm. Thả có độc môn ngự kiếm thần thông, uy lực bất phàm, cũng là nàng lần này chuẩn bị liều mạng tư bản. Hiện tại liền xem tiểu sư thúc Dương Nghị Vân lần này có thể hay không kháng hạ cốt hiêu hoa nương công kích. Nếu có thể kháng hạ, liền tính là nàng tìm không thấy cốt hiêu hoa nương tử huyệt, cũng là có thể đối cốt hiêu hoa nương khởi xướng cường thế công kích cơ hội. Giữa sân thay đổi trong nháy mắt, tu sĩ chi gian chiến đấu, có đôi khi trời sụp đất nứt, có đôi khi tĩnh nhập hồ nước, lại đều là có thể bùng nổ đại uy lực. Lúc này Lạc Dương đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm giữa sân. Lại thấy Dương Nghị Vân 100 mét chi cao pháp tương kim quang lộng lẫy, thần thánh mà uy nghiêm, bốn phía khổng lồ lực lượng xoay tròn.
ngọn lửa lan tràn mà đi, tiếng sấm từng trận. Đến nỗi cốt hiêu hoa nương lúc này hoàn toàn giấu ở màu đen oán sát chung, nhìn qua giống như là một tòa di động núi lớn, sở phát ra kỳ thật làm nhân tâm áp lực. Hai người đảo mắt va chạm ở cùng nhau. Ầm ầm ầm. Dương Nghị Vân thật lớn pháp tương huy quyền xuất trưởng, mỗi một cực đều mang theo thiên địa pháp tắc đại thế, không ngừng hướng về núi lớn giống nhau màu đen oán sát khí công kích. Răng rắc răng rắc. Lôi đình không ngừng, ngọn lửa cuốn tịch, khí thế thượng thực đáng sợ. Nhưng làm Lạc Dương có chút trong lòng phát trầm chính là, Dương Nghị Vân nhìn như cường đại công kích rừng ở thật lớn vô cùng màu đen oán sát chung cư nhiên như là cục đá rơi vào nước sâu hàn đàm giống nhau, cũng không có xuất hiện quá lớn biến hóa, nói cách khác đối cốt hiêu hoa nương công kích tựa hồ không có trong tưởng tượng như vậy uy lực đại. Lạc Dương mới vừa lo lắng hết sức, cốt hiêu hoa nương lại là phát ra ăn đau kêu thảm thiết. A, à, giống giống. Phi người giống nhau gầm rú đinh tai nhức óc. Lạc Dương trong lòng vui vẻ, thực hiển nhiên cốt hiêu hoa nương là có hại. Ngay cả Dương Nghị Vân càng là khóe miệng, hắn không nghĩ tới hiện giờ lấy sơ phẩm hỗn nguyên nói tiên cảnh giới tới thi triển 12 chí tôn thần thông năm đại chí tôn hợp lực không ngừng công kích hạ, uy lực như thế cường đại, làm cốt hiêu hoa nương ăn đau này cho Dương Nghị Vân tin tưởng. Nơi xa cây số ở ngoài, cảnh sán cùng thần ma điểu cũng ở quan khán. Nghe được cốt hiêu hoa nương gào giống thanh, cảnh sán treo tâm buông lỏng, nàng biết thần ma điểu bất phàm, có thể nói trả lời, kiến thức uyên bác, nhịn không được hỏi thần ma điểu nói, quả đen. Tiểu nha đầu xem ngươi là nữ nhân lão tử bất hòa ngươi so đo, đừng đi theo Dương Nghị Vân cái kia tiểu hỗn đản không lớn không nhỏ, lão tử là tam giới đệ nhất thần ma điểu, ngươi có thể kêu ta thần ma điểu đại nhân, cũng có thể kêu ta điểu ra, nhưng đừng kêu quả đen, lão tử chán ghét tên này, đều là Dương Nghị Vân cái kia tiểu hỗn đản đem ngươi cấp dậy hư. Cảnh sán kêu một tiếng quả đen, tức khắc khiến cho thần ma điểu tạc mau, đánh gãy cảnh sán câu nói kế tiếp. Ta thực xin lỗi, ta là nghe vân tử như vậy kêu ngươi mới, ta đây kêu ngươi thần ma điểu đại nhân đi. Cảnh sán vội vàng cấp thần ma điểu xin lỗi, nàng hiện tại lại nói tiếp là mấy người trung tu vi yếu nhất tồn tại, trong lòng nhiều ít có chút cảm giác tự ti. Bất quá cũng là, cảnh sán tu vi như cũ là đại la cấp bậc mà thôi. Thần ma điểu rốt cuộc vừa lòng, gật gật đầu, này liền đúng rồi, tuy rằng ngươi hiện tại là Dương Nghị Vân cái kia tiểu hỗn đản nữ nhân, nhưng ngươi yên tâm lão tử đối với ngươi khẳng định so đối đãi Dương Nghị Vân cái kia tiểu hỗn đản hảo, có nói cái gì nói đi, mặt khác tiểu nha đầu ngươi cũng đừng tự ti, lão tử biết ngươi cảm giác tu vi so Dương Nghị Vân cái kia tiểu hỗn đản thấp sau có lo lắng, ngươi đi nói thật thiên phú không tồi, về sau hảo hảo tu luyện thành liền không lầm. Cảnh sán nghe được thần ma điểu đối chính mình đánh giá, tức khắc trong lòng vui vẻ, thật vậy chăng? Đích xác nàng bị thần ma điểu nói chuẩn tâm tư. Đó là tự nhiên, lão tử nãi tam giới đệ nhất thần ma điểu được không, lão tử xem người há có thể có sai. Thần ma điểu kiêu ngạo nói. Kỳ thật cũng là ở cảnh sán trên người tìm được rồi tồn tại cảm, bởi vì ở Dương mẫu nhân bên người thần ma điểu thật không nhiều ít địa vị. Hiện tại cảnh sán xem như cho nó một cái cảm giác về sự ưu việt. Ân, ta tin tưởng thần ma điểu đại nhân, cảnh sán cũng cấp thần ma điểu mặt mũi. Một câu làm thần ma điểu trong lòng sảng khoái vô cùng. Bắt đầu thổi nói, về sau đi theo lão tử ta tu hành, tuyệt đối nhường cho ngươi một bước lên trời. Cảm ơn thần ma thần đại nhân, cảnh sán vội vàng nói lời cảm tạ, nàng tính làm đối thần ma điểu hiểu biết không nhiều lắm, khá vậy cảm giác ra tới, thần ma điểu bất phàm, nữ nhân chi giác có đôi khi rất cường đại. Nói lời cảm tạ lúc sau, cảnh sán cũng không có quên hỏi chính sự nhi, nàng tự nhiên là lo lắng Dương Nghị Vân an ủi. Liền hỏi thần ma điểu nói, thần ma điểu đại nhân ngài nói vân tử có thể thắng sao? Thoạt nhìn cốt hiêu tựa hồ ở vân tử trên tay có hại. Nào có dễ dàng như vậy a, à? Dương Nghị Vân cái kia tiểu hỗn đản lần này bộc phát ra tới lực lượng đích xác không tồi, có thể tưởng tượng muốn chiến bại cốt hiêu còn kém điểm xa, đây mới là vừa mới bắt đầu, chỉ cần kia tiểu tử đừng ở cốt hiêu trên tay quải rớt liền thắp nhang cảm tạ, kia cốt hiêu không giống tầm thường, không thể theo lẽ thường xem nga. Thần ma điểu nói. Cảnh sán tức khắc trong lòng một trận lo lắng nói, kia nếu là hơn nữa Lạc Dương đâu. Lạc Dương chính là tiên vương tu vi. Thêm cùng nhau cũng không đủ, Lạc Dương nhiều nhất là sơ phẩm tiên vương, mà cốt hiêu không thể dựa theo tiên nhân hoặc là yêu tu từ đối đãi, cổ quái thức a, trừ phi. Nói tới đây thần ma điểu ngừng lại. Cảnh sán nghe rõ ràng, vội vàng hỏi, trừ phi cái gì? Trừ phi, ai có khó khăn, cũng có nguy hiểm, lại cũng không biết nàng có nguyện ý hay không. Muốn nhìn một chút đi, đợi lát nữa lại nói.
Thần ma điểu nói chuyện lại lần nữa nhìn về phía giữa sân. Lúc này, Dương Nghị Vân liên tục bốn chiêu chí tôn thần thông đi ra ngoài, nhưng tính đem cốt yêu hoa nương cấp chấn áp một phen, hắn trong lòng đại hỉ, lại là không nghĩ tới chỉ chớp mắt, cốt yêu hoa nương ở kêu thảm thiết lúc sau, bỗng nhiên đem toàn thân màu đen oán sát khí nổ mạnh. Oanh! Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, Dương Nghị Vân cảm giác được ngập trời khí lãng thẳng đánh ở trên người hắn tiếng sấm, ngọn lửa lốc xoáy từ từ ngay lập tức trực tiếp tiêu tán. Pháp tương kim thân cũng tại đây một khắc phát ra răng rắc một tiếng, lại là có tan vỡ. Hắn không nghĩ tới cốt yêu này một kích như thế cường đại, giống như là hội tụ cho nên lực lượng ở nháy mắt bùng nổ. Nếu không phải giờ phút này trên người phòng ngự lại cường đại, hắn nhất định bị thương. Bất quá lúc này phía sau truyền đến Lạc Dương thanh âm nói, tiểu sư thúc ngươi có rút lại pháp tướng. Dương Nghị Vân nghe được Lạc Dương nói chuyện, tức khắc cảm nhận được vô tận kiếm khí ở sau người bạo phát, biết là Lạc Dương phát lực, không kịp nghĩ nhiều, lúc này hắn pháp tương chi thân dù sao tới rồi hỏng mất bên cạnh, trong lòng vừa động ngay lập tức co rút lại, hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Mà ngay trong nháy mắt này, hắn vừa thấy phía sau, xác thật mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy sáu đem cự kiếm, kiếm kiếm trăm trượng, treo ở trời cao. Sáu đem trăm trượng cự kiếm huyền phù ở không, hình ảnh thực chấn động. Dương Nghị Vân biết đây là Lạc Dương chuẩn bị đại chiêu, lúc này vừa lúc, là cái xuất kích hảo thời điểm. Giờ phút này hắn nghe được Lạc Dương nói chuyện, ngay lập tức chi gian triệt rất sắp hỏng mất pháp tương chi thân, sáu đem trăm trượng cự kiếm từ đỉnh đầu gào thét mà qua. Hắn lăn lộn nửa ngày, kỳ thật chính là đang đợi giờ khắc này mà thôi, cấp Lạc Dương sáng tạo cơ hội này. Hiện tại là vừa lúc. Hiển nhiên Lạc Dương chuẩn bị nửa ngày, cuối cùng là bắt được cơ hội. Cốt yêu hoa nương cùng hắn đấu này một sau một trận, ít nhất làm nàng hao phí lực lượng, hắn tuy rằng không có thực chất tính đối cốt yêu tạo thành cái gì thương tổn, nhưng giờ phút này tuyệt đối làm cốt yêu hoa nương có một cái lực lượng thượng chỗ trống ra tới, đây là tất nhiên. Lạc Dương ra tay thời cơ kiều đến chỗ tốt. Sáu đem trăm trượng cự kiếm tản ra cường đại vô cùng kiếm khí, gào thét mà đi. Ở Dương Nghị Vân trong mắt Lạc Dương sáu đem trăm trượng cự kiếm thành trận pháp chi hình. Đem cốt yêu hoa nương thật lớn thân hình hoàn toàn long bao phủ ở trong đó, này một kích nghĩ đến đủ cốt yêu hoa nương uống một hồ. Mơ hồ trung Dương Nghị Vân thấy được Lạc Dương giả sáu đem cự kiếm phía trên, vần quanh các màu bất đồng dòng khí, một màn này làm Dương Nghị Vân trong lòng kinh ngạc, hắn rõ ràng cảm nhận được ngũ hành thuộc tính lực lượng phát ra. Hiển nhiên là thiên địa ngũ hành lực lượng thuộc tính. Sáu đem trăm trượng cự kiếm thành hoa mai trận pháp mà đi, năm kiếm không có đức hạnh chi lực. Trung ương một phen là mấu chốt, Dương Nghị Vân cảm thụ không đến là cái gì lực lượng thuộc tính, nhưng lại có thể cảm nhận được cường đại vô cùng thần hồn lực lượng tồn tại. Mọi việc đều có trung tâm tồn tại, trung ương một phen cự kiếm hiển nhiên chính là trung tâm, là Lạc Dương thao tác trọng điểm. Nhìn qua khí thế cùng lực lượng đều vậy là đủ rồi, Dương Nghị Vân chỉ hy vọng này một kích có thể đem cốt yêu hoa nương cấp bắt lấy. Hắn đứng ở phía dưới ngẩng đầu mà xem, lại thấy Lạc Dương huyền phù giữa không trung. Toàn thân khắc văn hiện lên, lấp lánh sáng lên, đôi tay ấn ký không ngừng, hiển nhiên ở hết sức chăm chú thao tác phi kiếm. Khoảnh khắc chi gian, công kích tới rồi cốt yêu hoa nương thật lớn bộ xương khô thân hình. Ầm ầm ầm, liên tiếp nổ vang vang lên. Giống, cùng với cốt yêu hoa nương gào giống ăn đau thanh. Thật lớn màu đen oán sát khí ngay lập tức tứ tán. Lạc Dương sáu đem trăm trượng cự kiếm ngay lập tức đâm xuyên qua cốt yêu hoa nương thân hình. Bao vây ở cốt yêu toàn thân màu đen oán sát khí tức khắc tản ra tiêu tán. Lúc này Dương Nghị Vân đại hỉ, thấy được cốt yêu hoa nương bị Lạc Dương sáu đem cự kiếm đâm thủng toàn thân các nơi, phần đầu, ngực, tứ chi đều là bị phi kiếm đâm thủng, ầm vang một chút nổ tung, cũng truyền đến hét thảm một tiếng. Một cái chiêu mặt, cốt yêu hoa nương trăm mét thật lớn bộ xương khô chi thân đã bị Lạc Dương như vậy một chút cấp đánh nát. Như thế một mực, nhưng thật ra làm Dương Nghị Vân có chút khó có thể tin. Bởi vì thật sự là quá nhẹ nhàng. Theo lý thuyết Lạc Dương này một kích đích xác uy lực cường đại, nhưng Dương Nghị Vân phía trước cùng cốt yêu hoa nương chiến đấu quá, hắn cảm giác cốt yêu cũng không sẽ dễ dàng như vậy liền quải rớt đi. Mang theo trong lòng suy đoán, Dương Nghị Vân nhìn lại, chỉ thấy cốt yêu hoa nương trăm mét chỉ thật lớn bộ xương khô tiếng động, bị Lạc Dương sáu đem trăm trượng cự kiếm oanh kích thành một đôi xương cốt cặn bã. Liền như vậy xong rồi. Dương Nghị Vân có chút phát ngốc. Nhưng nhìn trong tầm mắt kia một đống bạch cốt cặn bã, thật là sự thật. Cốt yêu hoa nương bị Lạc Dương cái này xử lý. Giờ phút này Dương Nghị Vân đứng ở tại chỗ, nhìn huyền phù ở giữa không trung Lạc Dương, vừa muốn nói chuyện,
ngay sau đó lại là phát hiện tựa hồ có chút không thích hợp. Lạc Dương cũng không có thả lỏng lại, ngược lại giờ phút này ánh mắt gắt gao đặt ở trên mặt đất bạch cốt thượng. Cốt hiu hoa nương bạch cốt cùng nơi đây mặt khác cốt cách là bất đồng, cơ hồ là thủy tinh sắc, phát ra nhàn nhạt ngân bạch vầng sáng muốn sáng ngời rất nhiều. Bị Lạc Dương một kích lúc sau tuy rằng cốt cách rơi rụng đầy đất, nhưng trên thực tế nhìn lại, kỳ thật vẫn là bao phủ ở một khối, giống như một tòa tiểu sườn núi. Dương Nghị Vân quan sát đến Lạc Dương nhìn chằm chằm cốt hiu hoa nương cốt đôi gắt gao nhìn chằm chằm, không chút nào thả lỏng biểu tình, lúc này hắn cũng cảm giác không đúng, phóng nhãn nhìn qua đi, mỗi một khắc Dương Nghị Vân hai tròng mắt co rụt lại, hắn cũng phát hiện một ít bất đồng. Nhưng là không thể xác định là chuyện như thế nào. Nơi xa cảnh sán cùng thần ma điểu cũng nhìn chằm chằm đang xem. Cảnh sán mở miệng nói, thần ma điểu đại nhân, cốt hiu là đã chết sao? Nào có dễ dàng như vậy? Này nhìn nhìn lại, cốt hiu quỷ dị, không có khả năng liền như vậy một chút bị xử lý, tuy rằng Lạc Dương phi kiếm đích xác cường đại, nhưng còn không có đạt tới một kích là có thể chém giết cốt hiu nông nỗi. Thần ma điểu cũng nhìn chằm chằm giữa sân sâu kín nói. Chính là nhìn qua đã thành một đống toái cốt, này còn không phải là tán công sao? Cảnh sán khó hiểu nói. Thần ma điểu ha hả một tiếng nói, nào có dễ dàng như vậy, cốt hiu bản thân chính là xương cốt tạo thành thân hình. Lúc này lớn nhất chỉ là đánh tan khung xương mà thôi, diệt không được hồn phách, không coi là thương đến nàng, chưa chừng ngay sau đó sẽ có càng thêm kịch liệt phản kích. Cảnh sán vừa nghe tựa hồ còn có nguy hiểm, tức khắc lo lắng nói, a, kia làm sao bây giờ? Ta đi cấp phân tử cùng Lạc Dương nhắc nhở làm cho bọn họ cẩn thận. Nhắc nhở liền không cần, bọn họ hai cái điểm này giác ngộ vẫn phải có, chúng ta hai cái liền ở chỗ này nhìn không cho bọn họ lui ra phía sau lui là được. Thần ma điểu mở miệng nói. Cảnh sán vừa nghe cũng là, Dương Nghị Vân cùng Lạc Dương tu vi đều so nàng cao, điểm này vẫn là có thể nhìn ra tới. Thần ma điểu đại nhân, người nói cốt hiu nếu là không chết, kế tiếp sẽ có cái gì thủ đoạn? Cảnh sán nhịn không được hỏi. Cái này khó mà nói a, cốt hiu là cái thực đặc thù sinh linh, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, nếu Lạc Dương cùng Dương Nghị Vân có thể lẫn nhau phối hợp dưới đem cốt hiu thân hình đánh tan, này thuyết minh vẫn là có hy vọng. Chúng ta nhìn kỹ hắn nói, làm ta hảo hảo ngẫm lại, quan sát không chừng là có thể nghĩ đến đối phương cốt hiệu biện pháp thần ma điểu đối với không trả lời đi lên cảnh sán vấn đề, cảm giác có chút mất mặt, lại ngoài miệng khéo đưa đẩy qua đi. Kia, hảo đi, thần ma điểu đại nhân ngài nhưng nhất định nghĩ cách giúp phân tử bọn họ. Cảnh sán giúp không được gì, nhưng tâm lý thực lo lắng. Giữa sân Lạc Dương từ giữa không trung rơi xuống, tới rồi Dương Nghị Vân bên người. Lạc Dương nhìn ra cái gì vấn đề sao? Dương Nghị Vân hỏi. Lạc Dương mở miệng nói, tiểu sư thúc đích xác có vấn đề, ta tuy rằng phá cốt hiu thân hình, nhưng lại cảm giác cũng không có thương đến cốt hiu căn bản, như thế dễ dàng liền tan thành từng mảnh thành một đôi bạch cốt, tất nhiên là có vấn đề, ta đi lên nhìn xem. Từ từ Dương Nghị Vân gọi lại Lạc Dương, ngay sau đó mở miệng nói, ta trước thử xem. Lạc Dương dừng lại nghi hoặc nhìn Dương Nghị Vân. Giờ phút này hai người khoảng cách cốt hiu hoa nương nơi có 5 đến 60 mét, Dương Nghị Vân cũng không hơn 1.000, trong lòng vừa động thổ lộ, đốt thiên cơn giận. Đây là 12 chí tôn thần thông tầng thứ 4 đốt thiên chí tôn, hắn thói quen xưng là đốt thiên cơn giận. Chiêu này thần thông là cường đại ngọn lửa, khả đại khả tiểu ngọn lửa, ở hắn ý niệm trung tiểu tắc hội tụ lòng bàn tay, đại tắc hóa thành ngọn lửa chi hải. Nếu cảm giác cốt hiu hoa nương không thích hợp, vậy phòng cháy đốt cháy nàng xương cốt. Nhìn xem rốt cuộc có phải hay không bị Lạc Dương một kích cấp khô chết. Oanh! Ngọn lửa từ Dương Nghị Vân trên người bùng nổ mà ra nháy mắt hóa thành một cái hỏa long đối với cốt hiu hoa nương một đống toái cốt mà đi. Dài chừng 100 mét hỏa long như nước lưu giống nhau thô tráng, bỗng nhiên một đầu chui vào cốt hiu hoa nương toái cốt chung. Ầm vang! Nổ vang chung hỏa long hóa thành biển lửa, thoạt nhìn đem cốt hiu hoa nương một đôi toái cốt cắn nuốt. Cách thật xa nhìn lại hoàn toàn cắn nuốt. Bất quá Dương Nghị Vân lại là nhíu mày, đối Lạc Dương nói, xem ra đích xác có vấn đề, như thế đốt cháy dưới, một chút thanh âm đều không có, những cái đó bạch cốt cư nhiên đều không có chút nào tổn thương. Tiểu sư thúc, ta thử xem phách nàng nhất kiếm, Lạc Dương nói. Dương Nghị Vân dừng tay nói, từ từ, ta lại thêm ít lửa nhìn xem, người một bên chuẩn bị ứng đối đột biến. Cũng hảo, tiểu sư thúc cẩn thận, Lạc Dương sửng sốt gật đầu, ở nàng cảm giác chung. Vị này tiểu sư thúc thi triển ngọn lửa thần thông đã rất cường đại, nhưng nghe khẩu khí, cư nhiên còn có thủ đoạn không thi triển ra tới, ngược lại là tò mò lên, nàng vị này tiểu sư thúc đến tột cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn trong người.
Dương Nghị Vân đâu? Tự nhiên là có thủ đoạn, đốt thiên cơn giận chỉ là hắn thần thông chi nhất, luận ngọn lửa thủ đoạn, tự nhiên không phải mạnh nhất, hắn còn có tiên giới danh liệt tiền tam thanh liên tiên hỏa không có thi triển. Lúc này dùng đem thanh liên tiên hỏa gia nhập đốt thiên cơn giận biển lửa chung, tất nhiên uy lực tăng nhiều, tuyệt đối đã có thể không phải nhất thêm nhất tương đương nhị uy lực, liền tính cốt yêu hoa nương bạch cốt có thể so với thượng phẩm tiên khí, hắn tin tưởng cũng có thể cấp thiếu đốt cháy đứt từng khúc không thể. Trong lòng vừa động thanh liên tiên hỏa táng thành một đạo cánh tay thô màu xanh lá lưu quang nháy mắt phi vào biển lửa chung. Lúc này đây lại là dựng xào thấy bóng hiệu quả. Giống, đáng chết, ngươi chờ đều xuống địa ngục đi. Một tiếng phẫn nộ tức khắc từ biển lửa chung vang lên. Dương Nghị Vân cùng Lạc Dương đối diện giống nhau, quả nhiên cốt hiệu ở giả chết. Không chừng ở ấp ủ cái gì đại chiêu, còn hảo cái này đem nàng cấp bước ra tới. Biển lửa chung truyền đến kêu thảm thiết. Hiển nhiên cốt yêu hoa nương là bị hắn thanh liên tiên hỏa cấp vọt đến. Điểm này kỳ thật ở Dương Nghị Vân đoán trước bên trong, từ có thanh liên tiên hỏa gần nhất, tựa hồ còn chưa thế nào thất qua tay. Lần này cũng không ngoại lệ. Khóe miệng một liệt, Dương Nghị Vân cười lạnh nói, nghiệp chướng đền tội đi, nếu là bằng không, làm ngươi hồn phi phách tán. Nói chuyện chung đối hắn Lạc Dương gật đầu ý bảo ra tay. Mà hắn còn lại là chuông Đông Hoàng cùng U đều chi môn, đồng thời hiện lên. Trong tay vầng sáng chợt lóe xuất hiện năm phiến màu tím lá cây, thật là càn khôn hồ chung ngũ lôi tím thụ, năm loại ngũ hành lôi đình lực lượng, đây là thiên nhiên lực lượng. Lần này Dương Nghị Vân đem áp đáy hòm đồ vật, đều chuẩn bị lấy ra tới, cũng không tin bắt không được một cái cốt yêu. Lạc Dương đã sớm chuẩn bị, vung tay lên, sáu đem phi kiếm vần quanh trong người, tùy thời chuẩn bị ra tay. Bên kia biển lửa bên trong cũng đã xảy ra biến hóa. Giống. Chỉ nghe được một tiếng thét dài, ngay sau đó Dương Nghị Vân đốt thiên cơn giận cùng thanh liên tiên hỏa bỗng nhiên tạc nứt. Ngay sau đó một đạo màu xám cột sáng phóng lên cao. Mà biển lửa còn lại là nháy mắt tắt. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cùng Lạc Dương trong mắt nhìn đến, tiểu sườn núi giống nhau bạch cốt, hoặc là nói cốt yêu hoa nương thân hình bạch cốt thượng màu xám vầng sáng lập lòe dựng lên, ẩn ẩn chung bọn họ thấy được có một đám khắc văn từ bạch cốt thượng hiện lên mà ra. Hình thành nào đó trận pháp, hội tụ bộ dáng là cái hình tròn lốc xoáy. Ầm vang. Một tiếng nặng nề qua đi, cốt sơn tạc vỡ ra tới. Lại là một cái đỏ đậm người cốt bàn huyện ngồi ở tại chỗ, nhìn qua cùng người bình thường giống nhau lớn nhỏ, nhưng lại toàn thân là xích hồng sắc, mỗi một chỗ cốt cách thượng đều có màu xám khắc văn hiện lên lập lòe. Một cổ tử âm trầm áp lực hơi thở, đồng thời tản ra, làm Dương Nghị Vân cùng Lạc Dương đều là sắc mặt đại biến, cổ lực lượng này quỷ dị. Là bọn họ chưa từng có tiếp xúc quá lực lượng. Đây là cái gì lực lượng hơi thở? Dương Nghị Vân nhìn không được hỏi Lạc Dương. Lạc Dương lắc đầu nói, ta cũng chưa thấy qua bực này lực lượng, tựa hồ đã siêu việt tiên lực trình tự. Dương Nghị Vân trong lòng run lên, chính hắn lực lượng bởi vì tu luyện công pháp bất đồng, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói chính là siêu việt tiên lực trình tự, mà hiện tại cốt yêu hoa nương phóng xuất ra tới cổ lực lượng này hơi thở, tựa hồ cùng hắn lực lượng ở cùng cái cấp bậc. Nhưng lại càng thêm hồn hậu. Bất quá lại là tràn ngập âm u tà ác. Loại này lực lượng trước nay là lần đầu tiên kiến thức đến. Lạc Dương đồng dạng như thế. Hai người sắc mặt đều ngưng trọng lên. Đối với không biết lực lượng, đều không hiểu biết, tự nhiên sẽ có bản năng sợ hãi. Hai người nhìn lại, chỉ thấy màu đỏ đậm người khung xương tử đúng vậy khoanh chân mà ngồi tu luyện trạng thái. Một người khung xương tử bày ra như vậy tạo hình, thật sự là vô cùng quỷ dị. Bất quá càng quỷ dị còn ở phía sau, hoặc là nói ở người khung xương tử phía dưới. Việc này người khung xương tử là huyền phù trạng thái, cách mặt đất 3 mét, mà tại hạ phương còn lại là một cái hình tròn lốc xoáy, tản ra nồng đậm màu xám vầng sáng, nhìn tưởng khói đặc, cũng cùng phía trước màu đen oán sát khí bất đồng. Thật là bực này màu xám lốc xoáy trong vòng tản mát ra âm u tà khí, làm Dương Nghị Vân cùng Lạc Dương trong lòng phát mao. Không hề nghi ngờ cái này màu đỏ đậm người khung xương tử doãn ứng mang mới là cốt yêu hoa nương chân chính bản thể, bị hắn cùng Lạc Dương cấp bước ra tới. Hai người toàn thân căng chặt lên, nhìn chằm chằm phía trước. Ngay sau đó lại là nghe được hoa nương nói chuyện thanh, các người cũng nên đã chết, có thể đem lão nương bản thể bức bách ra tới, cũng coi như kiêu ngạo, nhưng hiện tại khiến cho trò chơi kết thúc đi, kế tiếp lão nương khiến cho các người kiến thức cái gì là nghiền áp con kiến. Liền hoa nương dứt lời lúc sau, lại thấy nàng phía dưới lốc xoáy bỗng nhiên hiện lên một đạo màu xám bóng dáng. Dương Nghị Vân đồng tử co rụt lại lại là mơ hồ thấy được tựa người phi người bóng dáng,
tuy rằng thực mau nhưng lại xem đến rất rõ ràng, cái kia bóng dáng một chút tiến vào đỏ đậm người cốt chung, hoặc là nói tiến vào hoa nương khung xương chung. Ngay sau đó kỳ dị một màn xuất hiện, lại thấy đỏ đậm người cốt thượng như là có mọc ra huyết nhục giống nhau, bắt đầu biến đầy đặn. Khoảnh khắc chi gian ở Dương Nghị Vân cùng Lạc Dương trong tầm mắt thấy được hoa nương hóa thành một tôn quái vật. Một cái toàn thân màu xám sinh mãn lân giáp, bối sinh cánh chim quái vật. Đương nhiên về cơ bản vẫn là hình người. Bất quá lại là toàn thân mọc ra màu xám huyết nhục đi, cũng có một tầng lân giáp bao trùm, cánh chim cũng là màu xám, đầu như cũng nhìn như là phía trước bộ dáng, có thể biến đổi thành màu xám lúc sau cho bọn họ một loại quỷ dị cảm giác. Hơi thở càng là biến cường đại vô cùng, dù sao ở Dương Nghị Vân cảm giác trung siêu việt tiên nguyên lực cấp bậc, cùng trong thân thể hắn càn khôn chi lực không sai biệt lắm, nhưng đi hồn hậu vô cùng. Đây là cái quỷ gì? Dương Nghị Vân trong lòng nói thầm, nhưng lại càng thêm khẩn trương. Nghe hoa nương khẩu khí, tựa hồ nàng từ lúc bắt đầu liền không xuất ngoại quyền lực, lúc này còn lại là muốn xuất toàn lực. Làm sao bây giờ? Không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Không cần thiết diệt nàng, bọn họ từ nơi này vực sâu cự hố đều đi không ra đi. Hắn giờ phút này phía sau hiện lên chuông Đông Hoàng cùng U đều chi môn, cầm trong tay ngũ lôi diệp, lại cũng có chút tự tin. Mọi việc không thể trong lòng sợ, sợ liền mất đi khí thế, chỉ có thể chờ bị ngược. Lại nói, còn không có bắt đầu đánh, ai biết đối phương có phải hay không hù dọa người. Dương Nghị Vân trong lòng cho chính mình cổ vũ, hoặc là nói đang an ủi. Lạc Dương Sáu đem phi kiếm đồng thời thao tác, ầm ầm vang lên, nhìn qua cũng làm hảo liều mạng chuẩn bị. Mà đối diện 5 đến 60 mét ở ngoài, hoa nương huyền phù dựng lên, lại là nhanh như tia chớp ra tay. Vèo một chút, nàng trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Tiểu sư thúc tiểu tâm. Lạc Dương hét lớn một tiếng, Sáu đem phi kiếm vèo vèo bay đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Đinh tai nhức óc. Dương Nghị Vân cũng chưa thấy rõ ràng Lạc Dương cùng cốt yêu hoa nương đúng vậy giao thủ, trong tai liền vang lên tiếng gầm rú. Thật sự hắn trong lòng cũng kinh ngạc. Mặc kệ là Lạc Dương vẫn là nói cốt yêu hoa nương giờ phút này thực lực tựa hồ đều siêu việt hắn một mảng lớn, làm hắn đều thấy không rõ hai người giao thủ tình huống. Ngay sau đó lại là nhìn đến Lạc Dương bay ngược đi ra ngoài. Phốc! Huyết phụ tràn ngập một tảng lớn. Hiển nhiên là Lạc Dương thu được bị thương nặng. Mau, quá nhanh. Đây là Dương Nghị Vân trong óc phản ứng. Hắn cũng chưa thấy rõ là cái gì trạng huống, Lạc Dương liền hộc máu bay ngược đi ra ngoài. Chẳng lẽ cái này nghiệp chướng thực lực thật sự cường hãn tới rồi vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Lạc Dương chính là sơ phẩm tiên vương chi cảnh giới A. Một cái chính diện giao phong cũng chưa chống đỡ. Giờ phút này Dương Nghị Vân không kịp nghĩ nhiều, đối với phía sau cảnh sán hô to, cảnh sán chiếu cố Lạc Dương. Hắn không lựa chọn chỉ có thể căng ra đầu thượng. Tiểu gia hoàng thật không tin tà. Dương Nghị Vân nói thầm nhưng kính thúc dục chuông Đông Hoàng cùng U đều chi môn. Ánh mắt về phía trước nhìn lại là nhìn đến hoa nương liền huyền phù ở hắn 10 mét ở ngoài, mà Lạc Dương Sáu đem phi kiếm đem đều cắt thành hai đoạn rơi rụng đầy đất. T. Dương Nghị Vân hít hà một hơi, Lạc Dương phi kiếm nhưng đều bất phàm, trong mắt hắn đều là thượng phẩm, cái này ma đầu đến tột cùng là cái gì quái vật, như thế cường hãn. Một cái đối mặt Lạc Dương không chỉ có bị thương Sáu đem phi kiếm đều thành lập hai đoạn. Khó trách hộc máu bay ra đi. Chỉ cần phi kiếm hư hao liền đủ Lạc Dương hộc máu uống một hồ, kiếm tiên tu phi kiếm chính là nguyên thần tẩm bổ bị hao tổn lúc sau có phản phệ. Mà làm Dương Nghị Vân cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn phát hiện đối diện cốt yêu hoa nương lúc này cũng không có đối hắn công kích, ngược lại là huyền phù ở giữa không trung đại lượng hắn. Hoặc là nói, hắn phát hiện hoa nương lực chú ý đặt ở hắn phía sau u đều chi trên cửa. Một đôi hóa thành màu xám đôi mắt lập lòe vầng sáng gắt gao nhìn chằm chằm hắn phía sau u đều chi môn. Lại là, làm Dương Nghị Vân có một loại kỳ quái cảm giác, tựa hồ nàng đối chính mình có vài phần kiêng kỵ. Đương nhiên Dương Nghị Vân tự mình hiểu lấy, hắn đối thực lực của chính mình rõ ràng, hẳn là còn không có đạt tới hoa nương trong mắt, hoa nương kiêng kỵ chính là chính mình u đều chi môn. Đối u đều chi môn vẫn luôn tới, Dương Nghị Vân chính mình cũng không biết là cái quỷ gì đồ vật, chỉ biết u đều chi môn là hắn lúc trước tu luyện ra âm dương mệnh tinh lúc sau xuất hiện mệnh tinh thiên phú thần thông, càng nhiều thời điểm là đều ở hấp thu tương đối âm u lực lượng. Thường thường trong cơ thể chui vào nào đó âm u chi lực, thúc dục u đều chi môn luôn là có thể hấp thu sạch sẽ. U đều chi môn mở ra chỉ là u ám vô biên bộ dáng,
căn bản là không biết bên trong cánh cửa là cái gì, này phiến đại môn thông hướng chính là địa phương nào. Lúc này lại là có chút kỳ quái. Cốt Hiêu Hoa Nương đối U Đều Chi Môn có kiêng kỵ, cái này làm cho Dương Nghị Vân chính mình đều cảm giác không chân thật. Rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, Dương Nghị Vân cũng cố không được như vậy nhiều. Cái này nghiệp chướng bị thương Lạc Dương, hắn cũng không thể nhìn, càng không thể chờ đối phương ra tay công kích hắn, nếu nàng không động thủ, kia chính mình xuống tay trước thử xem đang nói. Sát! Dương Nghị Vân nổi giận gầm lên một tiếng chủ động xuất kích. Thân hình trở lên, trong tay ngũ lôi tím lá cây tất cả đều đối với Hoa Nương bay qua đi, ý niệm khống chế dưới, năm phiến ngũ lôi tím lá cây từ năm cái phạm vi mà đi. Mười mấy mét khoảng cách, rất gần, nháy mắt kíp nổ. Răng rắc, ầm vang. Hôm nay động mà lôi đình nổ tung. Năm đạo bất đồng nhan sắc lôi đình, dừng ở Hoa Nương trên người mà đi. Lúc này Dương Nghị Vân rõ ràng thấy được Hoa Nương kia màu xám trên mặt xuất hiện kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới, trong tay hắn cư nhiên còn có thể có ngũ lôi chí bảo đi. Lôi đình cũng là có thuộc tính, ngũ hành chi lôi, hoặc âm hoặc dương, chính là các có bất đồng, tương ứng đọc qua phạm vi cũng liền quảng đại, tổng phải có một loại có thể đối Hoa Nương cái này quỷ dị tồn tại sinh ra mà uy hát iota. Từ nàng màu xám trên mặt nhìn lại, hiển nhiên đối hắn ngũ hành chi lôi là có kiêng kỵ. Chỉ thấy Hoa Nương sau lưng kia đối màu xám cánh chim màu xám quang mang đại tác, ngay lập tức giản nàng chính mình bao vây lên, thành một cái viên cầu thể. Dương Nghị Vân thấy rõ, hắn ngũ lôi nháy mắt phích ở mặt trên. Nhưng lại cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, bởi vì hắn cảm giác được Hoa Nương sau lưng cánh chim bao vây lúc sau, cái loại này cường đại tà ác hơi thở lại là nháy mắt tăng vọt. Hiển nhiên là một loại cường đại phòng ngự. Bất quá đối Dương Nghị Vân tới nói không sao cả, hắn muốn chính là như vậy một cái cơ hội. Chỉ ít nhất tại đây một khắc Hoa Nương ở phòng ngự hắn ngũ lôi, mà không có đối hắn phát động công kích. Hoa sen đen. Dương Nghị Vân nhảy dựng lên, trong đầu kêu to một tiếng hoa sen đen. Cùng thời gian trong tay hắn xuất hiện côn bằng chứng, thúc dục chi gian đem côn bằng chứng ném Hoa Nương trên không. Lộng lẫy vô cùng côn bằng chứng khắc văn so với bất luận cái gì thời điểm đều phải kim quang lấp lánh, chỉ chớp mắt kim quang chiếu rọi bao vây ở Hoa Nương trên người. Dương Nghị Vân trong tay đồ long kiếm cũng xuất hiện giống to, bát hoang quy y, chảm. Lần này hắn cũng là hạ vốn gốc, không chỉ có một lần dẫn động ngũ lôi tím lá cây, lấy vô hình lôi đình phách chi, càng là mạo hiểm tác dụng côn bằng chứng khắc văn chi lực trấn áp, tuy rằng biết phía trước côn bằng chứng khắc văn kim quang bị Hoa Nương phá một lần, nhưng Dương Nghị Vân vẫn là dùng ra côn bằng chứng, mặc kệ thế nào, chỉ cần có thể sử dụng hắn đều dùng một chút, chẳng sợ đối Hoa Nương tạo thành một chút ràng buộc hoặc là thương tổn đều có thể. Cuối cùng nhất kiếm hắn cơ hồ thúc dục chính mình toàn thân pháp lực, càng là mượn tới hoa sen đen cường đại thần hồn chi lực, nhất kiếm bát hoang về một, chính là hoa sen đen kiếm quyết lớn nhất uy lực. Liền mạch lưu loát bổ vào Hoa Nương cánh chim cuốn xúc thành hình cầu thượng. Oanh! A! À, vang lớn cùng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Là Hoa Nương kêu thảm thiết. Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ, lần này là còn bất tử. Làm mà ngay sau đó Dương Nghị Vân lại là trên mặt đại biến. Hắn phát hiện côn bằng chứng thượng khắc văn kim quang cư nhiên bắt đầu biến mất. Nhất kiếm rơi xuống đi thời điểm, uy lực đích xác cường đại, càng là nghe được Hoa Nương kêu thảm thiết, nhưng lại không nghĩ tới, đối phương xương cốt cường hãn tới rồi vượt quá hắn tin tưởng nông nỗi. Âm vang chung, Dương Nghị Vân thấy rõ ràng, chính mình nhất kiếm phá khai rồi Hoa Nương phòng ngự, dừng ở cánh chim thượng, nhưng lại huyết quang đại tác phẩm. Đây là nhất kiếm bổ vào trên xương cốt. Nhưng khủng bố chính là không có phách đoạn nàng cánh chim chi cốt. Vượt quá tưởng tượng cứng rắn. Càng là tại đây một khắc Dương Nghị Vân tựa hồ minh bạch, pháp lực công kích đối Hoa Nương cái này quái vật cũng không khởi cái gì tác dụng, côn bằng chứng tác dụng cũng không lớn. Màu xám dưới là huyết sắc cốt cách bộc phát ra huyết quang, sở phát ra tà ác hơi thở làm hắn trong lòng kinh hoàng. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Nghị Vân một hồi tay đem côn bằng chứng thu hồi, chuẩn bị lui về phía sau. Nhưng hắn tốc độ nơi nào nhanh hơn được Hoa Nương huyết quang. Khoảnh khắc đem Dương Nghị Vân trên người bị huyết quang chiếu rọi. Tức khắc Dương Nghị Vân kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp bay ngược hết giận. Giờ khắc này hắn cảm giác chính mình trên người bị thiêu hồng tiêm châm cấp đâm xuyên qua. Thâm nhập linh hồn đau nhức truyền khắp toàn thân. Tiểu sư thúc, Lạc Dương phi thân dựng lên tiếp được Dương Nghị Vân. Khụ khụ, Dương Nghị Vân đứng vững lúc sau lau bên miệng vết máu. Nhưng hắn cái trán rơi xuống đậu nành đại mồ hôi.
lần này hắn thương không nhẹ. Vốn tưởng rằng chính mình có thể cùng Hoa Nương đấu pháp, ai biết vẫn là tính sai, hoặc là nói xem nhẹ Hoa Nương. Vừa rồi kia huyết quang chính là cường đại tà ác lực lượng, một chút va chạm chui vào trong thân thể hắn, lúc này trong cơ thể đã rối loạn. Không có việc gì, chính là ra điểm trạng huống, kia nghiệp chướng lực lượng tiến vào ta trong cơ thể, rất khó triển ta yêu cầu xử lý. Dương Nghị Vân chống nói xong, rốt cuộc không rảnh lo mặt khác, làm xuống dưới, bắt đầu xuống tay trong cơ thể chui vào đi tà ác lực lượng. Kỳ thật Lạc Dương lại làm sao không phải. Nàng cũng có hại bị thương, tự nhiên minh bạch Dương Nghị Vân nói tà ác lực lượng nhập thể là cái gì cảm thụ. Dương Nghị Vân bất chấp mặt khác, khoanh chân ngồi xuống liền xem là vận công áp chế luyện hóa trong cơ thể tà ác lực lượng. Này sợi lực lượng tiến vào trong cơ thể sau, Dương Nghị Vân phát hiện hắn càn khôn nói nguyên chi lực lần đầu tiên đụng phải đối thủ. Nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, đem trong cơ thể rảo rơi rất tan tác, một lần làm trong cơ thể vận chuyển lực lượng hỗn loạn. Nếu là như thế liên tục đi xuống, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dương Nghị Vân trước tiên thúc giục U đều chi môn, nếu là âm U tà ác lực lượng, lý luận đi lên nói U đều chi môn đều là có thể hấp thu đi vào. Phía trước va chạm dưới, tại ngoại giới U đều chi môn cùng chuông Đông Hoàng một chút bị Hoa Nương huyết quang tách ra, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn vận chuyển U đều chi môn thu thập trong cơ thể tà ác lực lượng. Vận chuyển càn khôn tạo hóa công đi luyện hóa, lại là phát hiện này cổ tà ác lực lượng cư nhiên có chống lại càn khôn chi lực bản lĩnh, xưng là trạng thái giằng co, cho nên Dương Nghị Vân thúc giục U đều chi môn. Nhưng là tình huống tựa hồ có chút vượt quá hắn tưởng tượng, U đều chi môn mở ra lúc sau dựa theo dĩ vãng tình huống, bất luận cái gì âm U lực lượng đều có thể hấp thu đi vào, nhưng lần này lại là gặp đối thủ. U đều chi môn cư nhiên mở ra lúc sau, xoay tròn hút xả chi lực thế nhưng không có thể một chút đem trong cơ thể tà ác lực lượng hấp thu nhiều ít đi vào. Gần là như lột ti trừ kén giống nhau hấp thu đi vào một chút. Cái này làm Dương Nghị Vân hoàn toàn khiếp sợ. Rốt cuộc là cái quỷ gì lực lượng, như thế bá đạo. Càn khôn tạo hóa công đi luyện hóa rằng co lên, U đều chi môn đi hấp thu chính là tinh tinh điểm điểm. Như thế đi xuống nhưng không ổn. Bất quá lúc này Dương Nghị Vân cũng không có gì ý kiến hay, chỉ có thể tận lực đi tiêu trừ trong cơ thể này đó tà ác lực lượng. Duy nhất vui mừng chính là, U đều chi môn vận chuyển lên sau, tuy rằng không hấp thu nhiều ít tà ác lực lượng, nhưng lại đem trong cơ thể này cổ tà ác lực lượng hướng phát triển khống chế xuống dưới, tất cả đều cố định xuống dưới, cũng có thể nói khống chế tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Dựa theo dưới loại tình huống này đi, tuy rằng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn hấp thu hoàn thành, lại chung quy là có thể tiêu trừ, chẳng qua sở cần thời gian liền không biết muốn đã bao lâu. Trong lúc nhất thời Dương Nghị Vân cũng không có cách nào, chỉ có thể tưởng như vậy một chút đi hấp thu, càn khôn tạo hóa công lực lượng ngăn cản rằng co cũng là một loại thắng lợi, U đều chi môn hấp thu chậm cùng thiếu, lại là một cái lộ. Mà lúc này Lạc Dương còn lại là đối mặt thật lớn áp lực, xem tình huống Dương Nghị Vân tạm thời là mất đi sức chiến đấu, kế tiếp nàng muốn trên đỉnh đi. Nhưng nàng cũng bị thương, nhưng lúc này đã không có lựa chọn. Đương nhiên nơi xa còn có một cái cảnh sán, nhưng Lạc Dương căn bản là không suy xét, bởi vì cảnh sán chỉ là một cái đại la mà thôi, làm cảnh sán ra tay chính là chịu chết. Không có biện pháp, Lạc Dương căng ra đầu thượng. Đối diện cốt hiêu Hoa Nương khí thế bạo trướng, có một loại hoàn toàn bạo nộ cảm giác, hẳn là bị Dương Nghị Vân vị này tiểu sư thúc hoàn toàn chọc giận. Lạc Dương trong lòng cười khổ, dựa theo hiện tại trạng thái. Ta đi lên cũng có thể là chịu chết ai, thôi, cùng lắm thì đồng quy vô tận. Bên kia cảnh sán nhìn đến Dương Nghị Vân bị thương vội vàng chạy tới, tới rồi Dương Nghị Vân bên người, nhưng nhìn đến Dương Nghị Vân ở nhắm mắt đả tọa liền nhìn xuống nói chuyện, nàng biết Dương Nghị Vân ở chữa thương chung. Bất quá Lạc Dương chắn phía trước lúc sau, cảnh sán cũng lo lắng lên, nhịn không được hỏi thần ma điều nói, thần ma điều đại nhân ngươi mau ngẫm lại biện pháp, nhìn dáng vẻ Lạc Dương cũng ngăn không được kia cốt yêu. Yên tâm đi, tạm thời không có việc gì, Lạc Dương trên người nhưng còn có một tôn ma thần ý thức tồn tại, là sẽ không làm Lạc Dương chết, chờ xem đi, tới rồi sống chết trước mắt, kia ma đầu sẽ nhảy ra, các nàng hiện tại là cùng Vinh Hoa chung tổn hại, mới sẽ không làm Lạc Dương chết. Thần ma điều tin tưởng 10 phần nói. Cảnh sán như vậy vừa nghe tức khắc đại hỉ nói, như thế có phải hay không có thể tiêu diệt cốt yêu? Thần ma điều lắc đầu, kia có dễ dàng như vậy à? Kia cốt yêu đã tiến hóa tới rồi nào đó đến cảnh, vì vạn cốt chi vương, Lạc Dương cùng Dương Nghị Vân muốn quá này một quan sợ là không dễ dàng, hơn nữa ta nếu là không nhìn lầm nói, cốt yêu tựa hồ có thể câu thông âm thế giới, có thể tìm triệu hoán âm thế giới sinh vật,
nàng phía trước trên người phát ra oán sát khí, lúc này còn lại là màu xám tà ác hơi thở, thật sự bất phàm, là cái khó chơi nhân vật Nga. Kia làm sao bây giờ, người mau ngẫm lại biện pháp A, xem Vân Tử trạng thái tựa hồ không tốt lắm. Cảnh Sán nghe được thần ma điểu như vậy vừa nói, lại sốt ruột lên. Thần ma điểu trầm ngâm nói, biện pháp A, ta này không phải vẫn luôn suy nghĩ sao, đừng có gấp, dung ta hảo hảo ngẫm lại. Kia, vậy ngươi nhanh lên tưởng. Cảnh Sán nói xong cũng không dám lại quấy rầy thần ma điểu. Cảnh Sán nói xong lại bổ sung hỏi, đúng rồi, cái gì là âm thế giới? Nghe người ý tứ cốt hiêu có thể triệu hoán cái gì âm thế giới sinh vật, đó là cái gì? Thần ma điểu sâu kín mở miệng nói như thế nào đâu, cái gọi là âm thế giới, liền không hề thiên địa người trong tam giới, nhưng lại tương liên lục đạo luân hồi, bất luận cái gì thế giới đều có dương một mặt, tu giả giới, tiên giới từ từ thậm chí bao gồm lớn lớn bé bé vô số tiểu thế giới đều là dương một mặt, là sinh một mặt, là có thể tồn tại huyết nhục vật còn sống một mặt. Nhưng ngược lại, trong truyền thuyết có cái âm thế giới, chính là toàn bộ hoàn vũ thế giới âm u một mặt, chúng ta nơi tam giới vạn vật chi linh, sau khi chết cùng khởi nguyên thế giới đều tồn tại với âm thế giới, nơi nào cũng bị xưng là u minh giới. Có nghe đồn nói u minh giới là âm thế giới, là linh hồn khởi nguyên, cũng là linh hồn quy túc, là sở hữu bất luận cái gì dương một mặt thế giới phản diện quy túc thế giới. Ở u minh giới trừ bỏ linh hồn lúc đầu, còn tồn tại u minh bản thổ sinh vật, cường đại tà ác. Dương thế giới pháp lực đối u minh giới sinh vật cơ bản không có hiệu quả, có thể nói là pháp lực không có hiệu quả, có thể thương đến u minh sinh vật có lẽ chỉ có cường đại thần hồn lực lượng, là linh hồn lực lượng đối chạm vào mới có thể hữu hiệu. Nếu không có đoán sai, cốt hiêu trên người kia màu xám tất nhiên là từ âm thế giới triệu hoán mà đến sinh vật dung nhập tới rồi nàng khung xương thượng, có lẽ cốt hiêu bản thân thực lực không thế nào cường đại, nhưng nàng có thể triệu hoán âm thế giới sinh vật, liền khủng bố, đối với âm thế giới sinh vật. Người tu tiên nhưng không hiểu biết, có hại là tất nhiên. Đương nhiên này đó hiện tại chỉ là ta phỏng đoán, đến tột cùng có phải như vậy hay không, còn phải quan sát đang nói, ngươi cũng đừng lo lắng, Lạc Dương trong cơ thể ma thần ý thức nếu là ra tới, nghĩ đến là có thể bám trụ một đoạn thời gian, nếu cốt hiêu triệu hoán mà đến thật là âm thế giới đến từ u minh sinh vật, như vậy nghĩ đến Dương Nghị Vân cái này tiểu hỗn đản trên người là có cái gì có thể đối phó. Cảnh Sán cùng thần ma điều một hỏi một đáp nói chuyện. Một khác mặt Lạc Dương trên người lại là cũng đã xảy ra biến hóa. Dương Nghị Vân tuy rằng ở đối phó trong cơ thể tà ác lực lượng, lại là đem thần ma điểu cùng Cảnh Sán đối thoại nghe vào trong tai. Hắn lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại cũng không có cách nào, đương hắn biết muốn nhanh hơn thời gian, tại như vậy háo đi xuống, Lạc Dương đỉnh không được bao lâu. Hơn nữa nghe thần ma điểu ý tứ, Lạc Dương nếu là có nguy hiểm, nàng trong cơ thể ma thần ý thức sẽ không mặc kệ, nhưng ma thần ý thức cũng không nhất định có thể lấy đến hạ cốt hiêu. Dựa theo tạp mao điểu ý tứ, cốt hiêu đã tiến hóa tới rồi nào đó cực cao chi cảnh, được xưng cái gì muôn đời chi vương, thả có thể triệu hoán âm thế giới sinh vật, đây mới là khủng bố. Hắn cũng nghe đến tạp mao điểu nói trên người hắn có cái gì có thể đối phó cốt hiêu hoa nương, cái này làm cho hắn trong lòng nghiêm, ngẫm lại chính mình trên người còn không có dùng lực lượng, liền có ba loại. Đệ nhất loại là năm đó ở địa cầu quê quán Kỳ Lân chi hồn đưa tặng Kỳ Lân căn nguyên lực lượng, bất quá bị hắn dung nhập nguyên thần chung, hắn nguyên thần là có thể hóa thành Kỳ Lân trạng thái, bởi vì nguyên thần quan trọng, cho nên Dương Nghị Vân không dễ dàng sử dụng quá. Đệ nhị loại lực lượng còn lại là bản mạng thần tiên cái loại này tiến hóa ánh sáng, nhưng lại không kém, nhưng nghĩ đến đối phó cốt hiêu thiếu chút nữa đi. Cái này chờ thử xem liền biết. Đệ tam chính là chưa từng có sử dụng quá càn khôn thần điện chi lực, nhưng Dương Nghị Vân không dám dùng, bởi vì hắn biết nếu vận dụng càn khôn thần điện chi lực, đến lúc đó phản phệ chi lực, hắn khả năng nhận không nổi. Càn khôn thần điện chi lực là trước nay vô dụng quá lực lượng, cảm giác thượng bực này lực lượng Dương Nghị Vân biết vẫn là không cần hảo. Như vậy tính xuống dưới, hắn đích xác còn có át chủ bài, nhưng hiện tại vấn đề chạy nhanh tưởng thanh trừ trong cơ thể âm u tà ác lực lượng lại nói. Lạc Dương đối thượng cốt hiêu đánh giá căng không được bao lâu, lo lắng nhất chính là hắn sợ Lạc Dương bị thương thời điểm ma thần ý thức nhảy ra, đến cuối cùng vô pháp thu thập. Dương Nghị Vân lo lắng chính là trong cơ thể này cổ tà ác lực lượng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp thu thập. Nhưng đột nhiên nghĩ tới trong cơ thể còn có ba loại lực lượng tồn tại, Dương Nghị Vân liền nghĩ có phải hay không có thể nếm thử một chút đuổi đi trong cơ thể tà ác lực lượng. Nếu có thể làm đến, như vậy cũng liền ý nghĩa là có thể thu thập rớt cốt hiêu. Nghĩ đến đây sau, Dương Nghị Vân đầu tiên nghĩ đến chính là chính mình bản mạng thần tiên chi lực,
trong lòng vừa động, ngay sau đó trong cơ thể càn khôn nói nguyên lại là lập lòe mà ra bảy màu ánh sáng. Tư tư tư, kinh hỉ xuất hiện, nương bảy màu ánh sáng xuất hiện, hoặc là nói bản mạng thần tinh lọc chi lực từ càn khôn nói nguyên xuất hiện lúc sau, trong cơ thể màu xám tà ác lực lượng phát ra tư tư thanh, cư nhiên bắt đầu tiêu tán. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ, tốc độ so với U đều chi môn lại hấp thu cường đại nhiều, dựa theo cái này tốc độ muốn đi, thực mau là có thể đem trong cơ thể tà ác chi lực tinh lọc sạch sẽ. Lúc này Lạc Dương lại là đã chuẩn bị tốt, muốn cùng cốt yêu liều mạng, hoặc là nói đồng quy vu tận. Bất quá ở nàng trong óc toát ra cái này ý tưởng lúc sau, lại bị một cái khác thanh âm đánh gãy. Ngu xuẩn, còn chưa tới tự bạo thời điểm, bổn đại thần cũng không cho ngươi tự bạo, ngươi hết thảy đều là của ta. Lại là thần ma ý thức thanh âm ở Lạc Dương trong óc vang lên. Mà Lạc Dương đối mặt cốt hiêu không có chiến thắng tin tưởng, cho nên toát ra muốn tự bạo ý niệm. Nhưng bị thần ma ý thức nhảy ra đánh gãy. Điểm này thật đúng là bị thần ma điểu cấp đoán chúng. Buông ra ngươi giam cầm, làm ta ra tới đối phó cốt hiêu. Thần ma ý thức thanh âm ở Lạc Dương trong óc vang lên.